Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 24. Không nên quá coi trọng bản thân. Tiêu Phàm lạnh lùng với lời nói cuồng vọng quanh quẩn trên không trung, đám người rất lâu không ai nói gì, ai có thể thấy Tiêu Phàm giết một chiến hoàng trung kỳ chỉ vẻn vẹn dùng một kiếm. Rất nhiều người cuối cùng cũng hiểu được, trước đó Tiêu Phàm cùng Sở Dịch Phong giao thủ, vốn dĩ chưa phải là thực lực thực sự của hắn. Mạnh quá, đám người có người lên tiếng kinh hãi, trong lòng bỗng nhiên rung lên. Càng không ít người nhớ tới sự tích của Tiêu Phàm, trong chiến vương cảnh liền giết chết chiến hoàng trung kỳ, huống hồ hiện tại hắn đã đột phá chiến hoàng cảnh đây. Đây là khoái mạn chi ý sao? Một vài thiên tài hồi tưởng lại một kiếm pháp vừa nãy của Tiêu Phàm, trong lòng rất lâu mới có thể bình tĩnh lại. Cuối cùng bọn hắn cũng biết vì sao Tiêu Phàm lại nhanh như vậy, khoái mạn chi ý, đây chính là điểm nhanh hơn so với phong ý. Dù sao đặc điểm tiêu biểu của khoái mạn chi ý chính là tốc độ, thuần túy tốc độ mà bên trong phong ý còn mang theo thế công. Sắc mặt Đại Long Đế Tử Long Tiêu khó coi vô cùng, vốn dĩ hắn muốn để ngũ tử đấu cùng bàn tử, đâu ngờ đến lại bị một tên tiểu tử thấp hèn nhất của Đại Ly cho một kiếm chém chết. Chỉ một tên chỉ xếp vị trí cuối như Tiêu Phàm đã đáng sợ như thế, những người khác thì sẽ như thế nào? Nghĩ vậy, trong lòng Long Tiêu lại có một cảm giác bất an. Không đúng, Sở Dịch Phong kia xếp trước năm, vậy mà không phải là đối thủ của hắn, xem ra người này hẳn là ẩn tàng rất sâu. Long Tiêu nghĩ trong lòng. Sau đó vừa nhìn về phía Tiêu U nói, U Nhi, người này thực sự là đệ đệ nàng. Xem như thế đi, chỉ là hắn ước gì ta chết, ta cũng rất muốn giết hắn. Còn người Tiêu U vô cùng băng lãnh, nàng cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà mạnh đến thế. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, bản thân lần này trở về có thể tùy tiện nghiền sát Tiêu Phàm, nhưng mà mọi thứ đều vượt qua dự kiến của nàng. Đã như vậy, kẻ này phải chết. Long Tiêu lạnh giọng nói. Khoảng cách cổ địa bí cảnh mở ra, thời gian còn một tháng, muốn giết hắn cơ hội rất nhiều. Tiêu U gật đầu, thế nhưng trong lòng nàng hận không thể lập tức giết chết Tiêu Phàm. Bởi vì nàng cũng không biết nếu cho Tiêu Phàm thêm thời gian thì hắn sẽ trở nên mạnh như thế nào nữa. Con người bình tĩnh của Nam Cung Thiên giật nổi lên một tia gợn sóng, chẳng qua rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đa tạ danh ngạch của Đại Long. Tiêu Phàm trở lại chỗ ngồi, giơ chén rượu trong tay lên, hướng về phía tu sĩ Đại Long ra hiệu. Động tác này làm tu sĩ Đại Long tức giận không ít. Hừ, tiểu tử, người quá ngông cuồng. Bát tử cùng ngũ tử chết ở trong tay các ngươi cũng đành thôi, còn dám cố ý khiêu khích Đại Long ta. Phía dưới Long Thần, một thanh niên áo trắng trợn mắt nhìn. Tiểu cường sủng vật của ta cũng chết rồi. Tiêu Phàm khinh thường nói ra một câu, nhàn nhạt nhìn thanh niên áo trắng. Sủng vật của ngươi chết đâu có liên quan gì tới ta. Thanh niên áo trắng lạnh lùng liếc Tiêu Phàm. Người Đại Long ngươi chết thì liên quan đến chúng ta sao? Người cái đầu ngu xuẩn này ngay cả ngôn ngoại huyền cung cũng nghe không hiểu sao. Mọi người đều không nghĩ tới, bộ dạng lúc nào cũng hóng xem kịch vui như Bắc Thần Phong mà cũng mở miệng. Tiêu Phàm ngạc nhiên nhìn Bắc Thần Phong, hắn không nghĩ rằng Bắc Thần Phong sẽ nói thay mình, trong lúc hắn nhất thời nhìn không thấu ý tứ Bắc Thần Phong. Chẳng qua Tiêu Phàm cực kỳ thưởng thức việc Bắc Thần Phong nói thay người khác, cái tên tiểu tử này đúng là một tên biến thái, nói ra lời tức chết người không đền mạng. Ha ha, các tu sĩ Đại Ly khác nghe vậy lập tức cười ha hả, cười không kiêng nể gì cả. Ai không muốn Đại Ly tài trí hơn người, mặc dù có một vài tu sĩ đối với Đại Ly đế triều không có quá nhiều lòng trung thành, nhưng phần lớn mọi người vẫn xem mình như một bộ phận của Đại Ly đế triều. Khụ khụ, thanh niên áo trắng tức giận không ít, một hơi không thở được, chút nữa thì tức chết, căm tức nhìn Bắc Thần Phong nói, tiểu tử, ta muốn đánh với ngươi một trận. Nhưng ta không muốn đánh cùng ngươi một trận. Bắc Thần Phong cười tủm tỉm nói, nằm trên ghế bành, giơ lên một ly rượu, từ từ uống một ngụm. Đám người cổ quái nhìn Bắc Thần Phong, cái tên tiểu tử này chẳng lẽ là sợ sao? Thế nhưng nhìn qua không giống chút nào, ngay cả Sở Dịch Phong cũng còn không coi ra gì, hơn nữa Ninh Xuyên cũng không muốn cùng hắn giao thủ, thực lực hắn chắc phải rất khá mới đúng. Các ngươi không biết Bắc Thần Phong nổi danh bởi một thói quen xấu sao? Trong đám người có người mở miệng. Có thói quen xấu gì? Những người khác không nghĩ ngợi gì hỏi. Lười, hắn trông thế thôi mà nổi tiếng lười. Lười nhắc tới mức không còn gì để nói,
nếu như có thể ngồi, hắn tuyệt đối sẽ không đứng đấy, có thể nằm, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi. Người kia giải thích nói. Đúng vậy, làm sao ta lại quên mất nhỉ, nghe nói chính bởi vì quá lười nên khi còn ở chiến vương cảnh đúng duy nhất một lần đem kiếm thế cùng phong thế lĩnh ngộ đến tứ trọng, sau đó trực tiếp đột phá đến chiến hoàng cảnh, nói là sợ đột phá chiến hoàng cảnh lại tiếp tục một lần nữa lĩnh ngộ thế, nếu như không phải bởi vì lười, thực lực hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, đáng tiếc các đại trưởng lão chiến hồn học viện đều không làm gì được hắn. Một tu sĩ cười khổ nói. Đám người nghị luận thanh âm không lớn, nhưng tu vi những người ở đây đều là chiến vương cảnh trở lên, những lời này tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Lười, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái tên Bắc Thần Phong này cũng thật là một kẻ kỳ dị, ngay cả tu luyện mà cũng còn lười biếng, thế nhưng cái hay ở chỗ lười thế mà công lực của hắn vẫn mạnh đến như vậy. Tiêu Phàm nhớ tên của hắn, cái tên Bắc Thần Phong này tuyệt đối không đơn giản, khó trách hắn cuồng ngạo như vậy. Hắn quả thật có vốn liếng để cuồng ngạo. Thanh niên áo trắng vẫn còn muốn nói cái gì, nhưng lại cảm giác một quyền của mình cũng chỉ như nện ở trên bông, căn bản không có bất kỳ cảm giác thụ lực gì. Hắn biết cho dù hắn nói gì đi nữa, Bắc Thần Phong đều sẽ không xuất thủ, hơn nữa người khác chẳng những sẽ không xem thường Bắc Thần Phong, ngược lại sẽ cho rằng Bắc Thần Phong căn bản khinh thường nên không thèm đánh với hắn một trận. Đại Long Nhất Tử, xin chiến! Thanh niên áo trắng vẫn không cam lòng, làm một cái lễ nghi tiêu chuẩn xin chiến. Cái lễ nghi này đối với tu sĩ đồng giai mà nói, người được mời chiến không thể cự tuyệt, nếu không sẽ bị người khác xem thường, thanh niên áo trắng nhất tử cũng hoàn toàn không còn cách nào khác rồi nên mới nghĩ ra cách này đả kích Bắc Thần Phong. Đáng tiếc, điều khiến sắc mặt nhất tử khó coi là, Bắc Thần Phong vẫn lười nhác ngồi ở trên ghế bành, vỉnh chân lên bắt chéo, bộ dáng hờ hững lạnh lùng. Tựa như lười nhác nói nhiều thêm một câu. Ha ha, tu sĩ đại ly phát ra tiếng cười to, người tên ngu xuẩn này, xin chiến ai không xin lại xin chiến Bắc Thần Phong. Hắn đã không quan tâm những cái thế tục lễ nghi này, càng sẽ không quan tâm cái nhìn của người khác đối với hắn, nếu không hắn đã sớm liều mạng tu luyện rồi. Sắc mặt nhất tử tái nhợt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân xin chiến lại bị những người khác giễu cợt, trong lòng như bị lửa giận ngập trời thiêu đốt. Người đã không xuất thủ, vậy ta sẽ giết từng người một. Sắc mặt nhất tử lạnh lẽo, trong lòng vô cùng âm trầm. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, lại làm một cái tiêu chuẩn xin chiến lễ, Đại Long đệ nhất tử, xin chiến. Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm dừng lại, cũng không phải hắn sợ hãi, mà là trong lòng hắn vô cùng khó chịu, tại sao lại kéo ta lên. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng suối quẩy. Thật sự cho rằng Tiêu Phàm ta dễ ức hiếp thế sao, ta đủ danh ngạch rồi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chém giết ngũ tử chỉ là bởi vì ngũ tử muốn giết huynh đệ mình mà thôi, sau đó thuận tiện nhiều thêm một cái danh ngạch. Dám giết ta Đại Long ngũ tử vậy mà giờ ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có sao. Nhất tử lông mày nhíu lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Ngươi không phải muốn xa luân chiến hả? Đương nhiên, thực sự là làm khó các ngươi. Chiến hồn học viện Đại Long đế triều thật vất vả bồi dưỡng được một lũ cẩu thí bát tử các ngươi, chết liền hai tên như vậy, nếu đổi lại là ta cũng có chút đau lòng. Tiêu Phàm thờ ơ nói ra. Gạch nối, Tiêu Phàm thờ ơ nói lại khiến ánh mắt đám người Đại Long đế triều ngưng tụ, sát khí không thèm mảy may che giấu. Lời nói của Tiêu Phàm không thể nói là không độc được, Đại Long bát tử, ai chẳng phải thiên tư chắc tuyệt. Nhưng mà lại bị bàn tử tùy tiện một quyền oanh sát, lại bị Tiêu Phàm một kiếm diệt một người, đối với Đại Long đúng là bị châm chọc một cách mãnh liệt. Đại Long bát tử ngươi ở Đại Long đế triều là một kẻ lợi hại, nhưng ở Đại Ly ta lại không hơn gì ai, trong nháy mắt liền có thể giết chết. Tu sĩ Đại Ly đế triều kính sợ nhìn Tiêu Phàm, lời này thật đúng là ngông cuồng quá mà, có điều Tiêu Phàm quả thật có vốn liếng để ngông cuồng. Lấy chiến hoàng sơ kỳ chém giết chiến hoàng trung kỳ. Điều này đáng để kiêu ngạo. Tuy Nam Cung Thiên Giật muốn làm khó Tiêu Phàm, nhưng giờ phút này cũng không biết mở miệng như thế nào, bởi vì Tiêu Phàm đứng ở trên lập trường Đại Ly đế triều. Nếu như bản thân đường đường là đệ tử Đại Ly lại vì Đại Long nói chuyện, sau này tuyệt đối sẽ trở thành trò cười trong lòng tất cả tu sĩ Đại Ly đế triều. Đó chỉ là do ngươi đánh lén mà thôi. Ngữ khí nhất tử càng ngày càng băng lãnh. Đánh lén, ha ha. Người Đại Long ngươi thực là không biết xấu hổ, bát tử chết là do bị đánh lén sao?
Ngũ tử chết cũng là do bị đánh lén sao? Hình như là bọn hắn kêu gào trước, ta chỉ là muốn mảnh sân này yên tĩnh một chút mà thôi. Tiêu Phàm thực bị lời nói nhất tử làm nổi lên ác tâm. Nói nhiều thực không ý nghĩa, tiểu tử, lăn lên đây nhận lấy cái chết đi. Nói đến đây, nhất tử nói quá nhiều đã không có ý nghĩa. Ở trước mặt ta cuồng vọng phách lối, ngươi tìm nhầm đối tượng rồi. Tiêu Phàm dương đại thủ lên, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, sát khí cuồn cuộn bộc phát ra, bá đạo vô song. Một đôi con người băng lãnh ẩn chứa sự đáng sợ khắc nghiệt, khí tức hủy diệt từ trên người hắn hiển hiện. Xem ra bác lão nói đúng, một số người không bị đánh sẽ không biết sợ là như thế nào, giết ngũ tử còn chưa đủ. Âm thanh lạnh lùng vang lên trong lòng Tiêu Phàm. Hắn không nghĩ yến hội lần này, Nam Cung Thiên Giật còn không nghĩ trăm phương ngàn kế ứng phó bản thân, người đại đã tìm hắn gây sự. Không đúng, cái kim thiếp kia là Nam Cung Thiên Giật cho ta, bên trên an bài chính là chỗ ngồi thứ 18, tất cả những thứ này đều là hắn cố ý. Trong lòng Tiêu Phàm đột nhiên run lên, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì đó. Cũng khó trách Tiêu Phàm sẽ khiếp sợ như vậy, Nam Cung Thiên Giật có lẽ đã sớm biết rõ lần yến hội này không yên tĩnh. Bên trên chỉ an bài 18 chỗ ngồi, lại cho Tiêu Phàm một cái, mặc dù chỉ là cuối cùng nhưng xem như cố ý nâng địa vị của hắn lên. Tu sĩ Đại Long và các tu sĩ Đại Ly nếu như phát sinh ma sát, Đại Long tự nhiên sẽ tìm quả hồng mềm nhất bóp. Mà bản thân vừa lúc ngồi ở bên trên vị trí thứ 18, mục tiêu không phải để bản thân trở thành đối tượng của tu sĩ Đại Long đế triều sao. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh, nếu như thực sự là như vậy, cái tên Nam Cung Thiên Giật kia cũng quá đáng sợ, căn bản không cần bản thân hắn xuất thủ, vẻn vẹn an bài một cái chỗ ngồi liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như bản thân vẫn chỉ là tuyệt thế chiến vương, đoán chừng sớm đã bị bọn hắn ngược sát hài cốt không còn. Thực sự là quá hung ác mà, Nam Cung Thiên Giật, không thể không nói nếu như đem ngươi so với Tuyết Ngọc Long, cho dù là thực lực hay là tâm cơ đều cường đại hơn quá nhiều. Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, đã như vậy, ta lại càng không để cho ngươi thất vọng. Một cái tính toán nhỏ của Nam Cung Thiên Giật thiếu chút nữa để Tiêu Phàm hắn chết không có chỗ chôn, điểm này trong lòng Tiêu Phàm không khỏi có chút phát lạnh. Khó trách bàn tử lúc trước bị Nam Cung Thiên Giật hãm hại, kém chút bỏ mình. Xem ra là rất hiển nhiên, bây giờ bàn tử cũng học nhạy bén, biết giữ lại thực lực bản thân. Tiêu Phàm hít sâu, liếc mắt nhìn Nam Cung Thiên Giật, liền hướng về không trung lao đi. Trong mắt bàn tử lóe lên một tia lo lắng, hắn liếc mắt đã có thể nhìn ra cảnh giới nhất tử so với Sở Dịch Phong còn cường đại hơn nhiều, Tiêu Phàm với chiến hoàng cảnh sơ kỳ, có thể là đối thủ sao? Dù Tiêu Phàm vẫn luôn có thể vượt giai khiêu chiến, nhưng cũng xem là người. Nhất tử tuyệt đối là thiên tài Đại Long đế triều, bằng không hắn cũng không khả năng ngồi ở trên cái vị trí thứ tư này rồi. Đổi lại là Đại Ly đế triều, nhất tử thì cũng tương đương với Y Phi Mạch và Ninh Xuyên, kém mấy đi nữa cũng chẳng bao nhiêu. Không biết người thật sự có thực lực siêu phàm thát hay chỉ là vô tri cuồng vọng thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, trên mặt nhất tử rốt cục lộ ra một nụ cười, chỉ là nụ cười ấy rất lạnh. Ở trong mắt nhất tử, Tiêu Phàm chỉ là một cái xác chết. Ngươi đoán xem, Tiêu Phàm không mảy may có một chút e ngại, ngược lại lộ ra nét cười. Hừ, tiểu tử vô tri, ngươi đi chết đi. Nhất tử dậm chân tiến lên, khí lượn lờ quanh thân kiếm, lôi điện chi lực xen lẫn, lốp bốp rung động mang theo một cỗ vô địch sắc bén. Kiếm toái tinh thần, nhất tử gầm thét một tiếng, một đạo lôi điện kiếm mang gào thét hướng xuống, thoáng cái đã tới trước người Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ hướng về một bên tránh đi, nhưng mà lôi điện kiếm ý kia lại càng cực tốc vô song, xẹt qua bả vai Tiêu Phàm, máu tươi chảy ra. Nhất tử là kiếm khách sắc bén nhất Đại Long ta, tốc độ càng thuộc hạng mạnh, tiểu tử này dám khiêu chiến nhất tử, đúng là tự tìm cái chết. Có người không biết sợ là gì, cho đến lúc chết mới có thể hiểu rõ, sự cuồng vọng của hắn đúng là buồn cười biết bao. Người này hẳn phải chết. Tu sĩ Đại Long đế triều cười lạnh không thôi, bên trong lời nói đều là ý châm chọc. Nhất tử sở dĩ có thể trở thành đệ nhất tử, thực lực của hắn tại Đại Long đế triều tuyệt đối ở ba vị trí đầu, ngoài đế tử Long Tiêu cùng nhân tài mới nổi Tiêu U kia, những người khác đều không phải đối thủ của nhất tử. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của tu sĩ Đại Long,
đối với bọn hắn thực lực Tiêu Phàm cũng không vừa, trước đó hắn chém giết Ngũ Tử và cái tên tu sĩ chiến hoàng vô danh kia của Đại Long. Tiêu Phàm không nói, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, tựa như máu trên tay cũng không phải là của bản thân hắn vậy. Kiếm, là ưu thế của hắn. Tốc độ, cũng là điểm mạnh của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gặp được Nhất Tử, trong lòng hắn chẳng những không có bất kỳ khiếp đảm gì, ngược lại còn nóng lòng không đợi được, cùng người như vậy chiến đấu mới có thể nhanh chóng khiến bản thân tiến bộ lên. Thua, tính mạng mình sẽ bàn giao ở chỗ này, tương đương với việc lấy mạng đổi mạng, như thế mới có thể kích phát tiềm lực của bản thân. Ngay cả chiến hoàng cảnh đỉnh phong, hắn còn chưa bao giờ cúi đầu, huống chi một tên tu sĩ chiến hoàng trung kỳ chứ. Hô, kiếm khí nở rộ, sát phạt chi khí đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm quét sạch giữa thiên địa, hủy diệt chi ý không chỗ nào không có. Huyết sát, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, tu la kiếm nhấc lên, một đạo giải lụa màu đỏ ngưng tụ thành, dung hợp hủy diệt chi ý hóa thành hủy diệt kiếm ý. Huyết sắc lợi mang nghịch thiên mà lên, mang theo luồng khí cuồn cuộn sát phạt, một kiếm chém về phía Nhất Tử. Chân hắn dẫm thế vân tung, thân thể hóa thành một trận gió, cùng bốn phía hòa làm một thể, lấn người mà tiến, một cỗ khí thế dũng cảm tiến tới phóng về Nhất Tử. Nhất thời, đám người căn bản nhìn không thấu Tiêu Phàm, hư hư thực thực. Hắn thực sự chỉ là chiến hoàng sơ kỳ, nhưng khí thế trên người không kém gì chiến hoàng trung kỳ, sát phạt chi ý cùng hủy diệt chi ý càng làm cho người ta sợ hãi. Kiếm toái tinh thần. Nhất Tử mặc dù ngoài mặt khinh thường Tiêu Phàm, thế nhưng trong lòng thì vô cùng thận trọng, một kiếm nhanh như tia chớp xông thẳng đến Tiêu Phàm. Oanh long long, lôi đình kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý đâm vào cùng một chỗ, hư không phát sinh một trận nổ lớn, hồn lực phong bạo đáng sợ quét sạch bốn phương tám hướng. Dù là cách nhau vài trăm mét cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ sắc bén kia. Giết, Tiêu Phàm bước chân trên hư không vừa nhảy, trong chớp mắt liền rơi xuống trước người Nhất Tử, kiếm chiêu sát phạt vung ra thật khủng khiếp, âm thanh kiếm rít vô cùng chói tai. Gạch nối, lôi đình chi nộ, Nhất Tử quát một tiếng như sấm, vô tận lôi điện chi lực từ trên người hắn nở rộ, trong nháy mắt bao phủ Tiêu Phàm vào trong đó, hòng muốn hủy diệt luôn Tiêu Phàm. Nhị trọng lôi đình kiếm ý, con người đám người co rụt lại, kinh hãi nhìn lên không trung. Sự khác biệt giữa lĩnh ngộ kiếm ý và lĩnh ngộ kiếm thế, trong lĩnh ngộ kiếm thế rất nhiều chiến tông cảnh đều có thể làm được, thậm chí ngay cả chiến tôn cảnh cũng có khả năng làm đến, điều này cũng không phải là đặc quyền của một chiến vương. Nhưng lĩnh ngộ kiếm ý bình thường chỉ có chiến hoàng cường giả mới có thể lĩnh ngộ, tại chiến vương cảnh đều là thiên tài vạn người không được một. Hơn nữa, một khi đột phá chiến hoàng cảnh, tu sĩ đều có thể đụng chạm đến ngưỡng cửa kiếm ý. Nhưng mà đột phá chiến hoàng cảnh muốn tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý, cái kia lại muôn vàn khó khăn, rất nhiều tu sĩ chiến hoàng đỉnh phong cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ nhị trọng kiếm ý. Dù sao, đột phá cảnh giới cùng lĩnh ngộ kiếm ý không có quá nhiều quan hệ, dù là chỉ lĩnh ngộ nhất trọng kiếm ý, tu sĩ cũng có khả năng đạt tới chiến hoàng đỉnh phong. Đương nhiên người như vậy vẫn là cực kỳ ít có. Có thể đột phá chiến hoàng cảnh, thiên phú hắn sẽ không quá kém, đều có thể lĩnh ngộ hai loại, thậm chí ba loại ý, chỉ là lĩnh ngộ bốn loại ý cảnh quá mức thưa thớt, chẳng được mấy người. Ví như hỏa hoàng, kiếm hoàng, có thể trong hoàng phủ thì phải lĩnh ngộ ba loại ý cảnh trở lên, về phần bọn hắn hiện tại lĩnh ngộ cụ thể mấy tầng ý cảnh, cũng chỉ có bản thân bọn hắn biết rõ. Tiêu Phàm mặc dù lĩnh ngộ sát phạt chi ý, hủy diệt chi ý, cùng khoái mạn chi ý, hơn nữa còn không phải phổ thông ý, đều là ý cảnh có biên độ công kích rất lớn. Nhưng cả ba loại ý cảnh này đều chỉ dừng lại ở cảnh thứ nhất mà thôi, đối mặt với ý cảnh khác, Tiêu Phàm còn có ưu thế rất lớn, đối mặt nhị trọng cũng có thể chiến một trận, chỉ là đối mặt tam trọng ý cảnh lại có chút yếu ớt. Thiên địa tiêu sát, thân sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, sát phạt chi ý hiển hiện, cả người hắn như biến thành một thanh kiếm, một thanh tuyệt kiếm sát phạt đáng sợ. Từng đợt gợn sóng khắc nghiệt hướng về bốn phía bập bềnh, cùng lôi đình kiếm ý kia đâm vào cùng một chỗ, khí tức hủy diệt khuấy động bành trướng. Phốc, Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động đến lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, sau đó thân thể lùi mấy bước. Nếu như ngươi chỉ có từng này thực lực, vậy ngươi có thể chết. Nhất Tử nhếch miệng cười một tiếng, nhị trọng lôi đình kiếm ý cũng đủ để hắn cười kiêu ngạo một đời. Giết,
Tiêu Phàm quát chói tai một tiếng, tóc hắn dựng đứng, loạn vũ trên hư không, con người càng ngày băng lãnh, sát khí càng ngày đậm hơn, sát phạt chi ý lần nữa tăng thêm mấy phần. Trước khi đột phá chiến hoàng cảnh, hắn đã lĩnh ngộ sát phạt chi ý, mặc dù chỉ là nhất trọng, nhưng sát phạt chi ý lại khó lĩnh ngộ nhất trong mấy loại ý cảnh. Bởi vì chỉ có giết đủ người mới có thể lĩnh ngộ loại ý cảnh kia, giống như là sát thế vậy, là vốn liếng để Tiêu Phàm cười kiêu ngạo tại chiến vương cảnh. Đột phá chiến hoàng cảnh, sát phạt chi ý là một trong những thủ đoạn công phạt cường đại của hắn. Hồng hộc, một đạo giải lụa màu vàng óng từ trên người hắn xông ra, hắn trực tiếp thi triển vô tận chi kiếm, một kiếm này dung hợp vô số kiếm pháp chiến kỹ, sớm đã đạt tới uy lực thất phẩm chiến kỹ. So với huyết sát còn lớn mạnh hơn mấy phần, cái này cũng không phải là nói huyết sát yếu, mà là bởi vì huyết sát nhất định phải hấp thu đủ máu tươi mới có thể phát huy ra uy lực lớn. Ầm ầm ầm, vô tận chi kiếm tản mát ra kiếm khí, cùng lôi đình vô tận va chạm, hư không kiếm khí tung hoành, bao phủ tứ phương. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết thiên tài đại long ta sẽ khiến ngươi chết thảm. Nhất tử giữ tợn cười một tiếng. Thực lực Tiêu Phàm mặc dù vượt qua dự liệu hắn, nhưng vẫn không đủ để hắn đặt trong lòng. Nhất tử, trước khi hắn chết hãy hạ nhục hắn một trận, đừng để hắn chết một cách đơn giản như vậy, quá lời cho hắn. Người Đại Long Đế Triều kêu gào. Yên tâm, ha ha, ta nhất định ta sẽ không cho hắn được chết toàn thây đâu. Nhất tử ngửa mặt lên trời cười to. Bắt nạt ta, hạ nhục ta ư, ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lùng liếc tu sĩ Đại Long. Ánh mắt băng lãnh vô tình lộ ra sát khí vô tận. Lúc này, hắn nhớ tới lời nói linh trí bên trong tháp luyện tâm kia, con đường hắn chủ định tràn ngập sát phạt cùng huyết tinh, chỉ không ngừng giết chóc mới có thể trưởng thành. Từ trước tới nay, Tiêu Phàm thực sự chưa bao giờ ngừng sát phạt, người chết ở trên tay hắn đã nhiều vô số, nhưng Tiêu Phàm vẫn một lòng duy trì việc không giết người. Tại sao thế nhân đều lấn hắn, nhục hắn? Hắn không giết người, người khác lại muốn giết hắn. Điều này khiến hắn làm sao không giết. Tu La, xem ra ta còn chưa xứng với danh xưng Tu La, ta quá lương thiện. Khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi cong lên, trong nháy mắt như có một tia minh ngộ. Thế nhân lấn ta, nhục ta làm như thế nào? Giết hắn máu chảy thành sông. Giết hắn máu nhuộm thanh thiên. Giết hắn lãng lãng càn khôn. Cùng với sự trầm mặc của Tiêu Phàm, trên bầu trời đột nhiên lộ ra một cỗ khí khắc nghiệt. Cực kỳ áp bức khiến cho người ta không thể nào thở nổi. Cỗ khí tức này từ trên người Tiêu Phàm phát ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Hả, nhất tử cảm giác có chút không thích hợp, thân hình đột nhiên biến mất, kim sắc trường kiếm trong tay chém ra, thời khắc lôi điện kiếm ý dung nhập chiến kỹ, uy lực tuyệt luân. Cuồng lôi diệt thiên, lôi đình kiếm ý, thế công tấn mãnh, dù là chiến hoàng trung kỳ bình thường cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Căn bản không chỗ nào có thể trốn. Lấn ta, nên giết. Nhục ta, nên giết. Giết. Tiêu Phàm chữ giết nói xong, một luồng sát khí đáng sợ từ trên người hắn xuất hiện, ngoài thân thể hắn ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu đỏ. Oanh long long, gần như đồng thời, không trung truyền đến từng đợt tiếng gầm biển cả, sóng lớn sôi trào mãnh liệt. Chỉ là khoảnh khắc khi mọi người nhìn lại, khiến bọn hắn hít vào ngụm khí lạnh, quanh thân Tiêu Phàm. Bỗng xuất hiện một mảnh huyết hải cuồn cuộn. Huyết hải che khuất bầu trời, sát khí ngút trời, huyết tinh chi khí, sát phạt chi khí hỗn hợp vào trong đó, trực tiếp bao phủ lấy không trung, phía dưới những tu sĩ thực lực yếu kia chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, hai chân run lên, ngay cả thở thôi cũng gấp rút. Luồng khí tàn sát này quá là đáng sợ. Lúc này lôi đình kiếm ý phía dưới luồng khí tàn sát cuồn cuộn huyết hải kia đột nhiên biến mất, sát phạt chi ý không giảm. Hóa thành nộ hải sóng to che khuất toàn bộ thương khung. Luồng khí tàn sát này mạnh quá, chẳng lẽ đây chính là nhị trọng sát ý? Không đúng, ta dường như không chỉ cảm nhận được sát phạt ý chí, mà còn một khí tức khác chuyên thuộc về ý chí chiến đế. Bên dưới huyết hải, ta cảm giác bản thân quá nhỏ bé, căn bản không phải là đối thủ. Trong lòng đám người bỗng nhiên rung lên, những kẻ gọi là thiên tài kia cũng giật mình kinh hãi. Hạ nhục Tiêu Phàm. Vẻn vẹn bởi vì mấy chữ này lại kích phát vô tận sát ý của Tiêu Phàm, khiến sát phạt chi ý của hắn phát sinh thuế biến. Đám người nhận ra bọn hắn đều quá xem thường Tiêu Phàm, người này không thể khinh thị. Không thể hạ nhục, chính như Tiêu Phàm nói, người lấn hắn, nên giết.
người hạ nhục hắn, cũng nên giết. A, bên trong huyết hải, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong lòng đám người run lên, đó là thanh âm của Nhất Tử, bọn hắn không cách nào tưởng tượng được Nhất Tử giờ phút này phải chịu bao nhiêu đau đớn. Một người đột phá đến chiến hoàng cảnh, ý chí lại cực kỳ kiên định, nỗi đau đớn bình thường làm sao có thể khiến cho hắn gào thét đến tê tâm liệt phế như thế. Hô, cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh biến mất, xông thẳng đến sát lục huyết hải kia, rất nhiều người căn bản không nhìn thấy thân ảnh kia là ai. Chỉ có số ít người thấy rõ ràng, người biến mất, chính là Long Tiêu. Trong chốc lát, Long Tiêu xông vào bên trong huyết hải, chỉ một lát sau, lại từ trong biển máu lao ra, trên tay hắn còn cầm một người. Người kia máu me đầm đìa, trên người không có một chỗ hoàn hảo chỗ, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Trừ Nhất Tử, còn có thể là ai? Nhìn thấy Nhất Tử không hình dạng gì nữa, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, đến cả cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chậm rãi, sát lục huyết hải kia biến mất, lập tức lộ ra thân ảnh Tiêu Phàm, tóc đen dày đặc đón gió loạn vũ, giống như cái thế ma tôn, cũng như tuyệt thế sát thần. Con người băng lãnh đen kịt gắt gao nhìn chằm chằm Long Tiêu ở đối diện, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, giờ phút này Tiêu Phàm đáng sợ đến cỡ nào. Tất cả những thứ này đều bởi vì câu nói kia của tu sĩ Đại Long, hạ nhục Tiêu Phàm hắn. Giết người chẳng qua cũng chỉ là đầu chạm đất, dù là tu sĩ cấp thấp cũng có sự ngông nghênh và khí tiết của mình, Tiêu Phàm một người ngạo khí như thế, lại có thể nào dễ dàng tha thứ khi bị lăng nhục. Chẳng qua mọi người cũng biết rõ, người như Tiêu Phàm lại có ai dám lăng nhục. Phải một lúc sau, ánh mắt đám người lúc này mới nhìn thấy Nhất Tử trong tay Long Tiêu, Nhất Tử máu me khắp người. Nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, hoàn toàn không còn hình dạng gì nữa. Chỉ có đôi tròng mắt kia, phần vện tia máu, băng lãnh tới cực điểm, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm, người thực sự quá tàn nhẫn. Long Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, lúc nên vô tình thì hãy vô tình. Nên tàn nhẫn, thì hãy tàn nhẫn. Hắn sẽ không hạ thủ lưu tình, cũng sẽ không mềm yếu vô dung. Đây chính là hắn Tiêu Phàm, sự tình hắn quyết định cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Tàn nhẫn, người Đại Long người muốn lấn ta, lăng nhục ta, thì không phải tàn nhẫn sao? Ta giết người Đại Long các ngươi, liền kêu tàn nhẫn ư? Thần sắc Tiêu Phàm lạnh như băng nói. Cái thế giới này chính là tuyệt tình như vậy, tàn khốc như vậy. Thực lực thấp, cũng chỉ có chết, sau khi chết không còn ai sẽ nhớ tới sự tồn tại của hắn. Chỉ có thực sự lớn mạnh mới có thể nhận được sự công nhận từ mọi người, nếu như hắn chỉ là chiến vương cảnh, hắn muốn tàn nhẫn cũng tàn nhẫn không nổi. Long Tiêu nhất thời không biết nói gì, nếu như không phải tu sĩ Đại Long muốn làm khó dễ Tiêu Phàm trước thì Tiêu Phàm cũng sẽ không trong nháy mắt bộc phát ra sức chiến đấu siêu cường đến vậy. Chính là bởi vì tu sĩ Đại Long chọc giận Tiêu Phàm mới có thể đáng sợ đến như thế, muốn trách cũng chỉ có thể trách tu sĩ Đại Long cùng Nhất Tử. Hừ, Long Tiêu hừ lạnh một tiếng, mang theo Nhất Tử bay đi. Người Đại Long thực sự là quá vô sỉ, nếu như thực lực Tiêu Phàm không đủ mạnh, các ngươi chẳng lẽ sẽ bỏ qua hắn? Gặp qua người vô sỉ nhiều rồi nhưng chưa thấy qua vô liêm sỉ như vậy, theo ta thấy Đại Long đế triều về sau nên gọi là vô sỉ đế triều, cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Người như vậy thì nên giết, sĩ khả sát bất khả nhục, muốn khó dễ người Đại Ly ta, thì phải trả giá bằng sinh mệnh. Vốn dĩ tu sĩ Đại Ly cũng không ưa Tiêu Phàm, nhưng mà hôm nay Tiêu Phàm mang cho Đại Ly không ít thể diện, điều này khiến bọn hắn không khỏi xem trọng Tiêu Phàm hơn. Thậm chí còn có không ít người bắt đầu nịnh nọt Tiêu Phàm, tại chiến vương cảnh đều không làm gì được Tiêu Phàm, đột phá chiến hoàng cảnh, Tiêu Phàm đã trở thành tồn tại khiến đại bộ phận tu sĩ cùng tuổi phải ngưỡng vọng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, cũng không có dự định tiếp tục giết Nhất Tử, đối với thực lực Long Tiêu hắn có chút nhìn không thấu. Nếu Long Tiêu đã xuất thủ bảo trụ Nhất Tử, hắn muốn giết Nhất Tử tất nhiên phải bước qua Long Tiêu, hắn vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh, chênh lệch cùng Long Tiêu không nhỏ. Đương nhiên, nếu như Long Tiêu muốn tìm hắn để gây sự, Tiêu Phàm hắn cũng không hề sợ hãi. Dù sao, lúc nãy cũng chưa phải giới hạn cuối cùng của hắn, hắn còn chưa có thi triển lực lượng U Linh chiến hồn, thậm chí một át chủ bài lớn như vô tận chiến hồn cũng còn chưa mảy may động đến. Nếu như không phải muốn dùng Nhất Tử đến ma luyện bản thân, Tiêu Phàm cũng sẽ không bị áp chế gian nan như vậy. Hô, thân hình Tiêu Phàm lóe lên,
trong nháy mắt rơi trên quảng trường, mặt hướng về mười mấy tu sĩ Đại Long, Tiêu Phàm chậm rãi đi qua. Tiêu Phàm muốn làm cái gì? Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm có ý gì. Chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục cùng tu sĩ Đại Long sinh tử chiến hay sao? Tiêu Phàm không nhìn tất cả mọi người ở bốn phía, đi đến phía trước chỗ ngồi thứ 10, chỗ ngồi thứ 11 là chỗ Bát Tử bị Bàn Tử chém giết, cái chỗ ngồi thứ 4 là của Nhất Tử. Không cần nghĩ cũng biết, chỗ ngồi thứ 10 hẳn kêu là Thất Tử. Tiêu Phàm, xin chiến. Tiêu Phàm đột nhiên làm một cái lễ xin chiến tiêu chuẩn. Còn người đám người co lại, Tiêu Phàm còn muốn tiếp tục chiến đấu. Tiêu Phàm, xin chiến. Ngắn ngủi bốn chữ, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, vang vọng thật lâu trong hư không. Đại Ly Đế Triều nhìn bóng lưng kia gầy yếu nhưng lại vô cùng vĩ ngạn, trong lòng phức tạp không thôi. Tên hắn là Tiêu Phàm. Trong lòng đám người cảm thán, những kẻ đã từng vụng trộm vũ nhục Tiêu Phàm, tu sĩ Đại Ly Đế Triều từng châm chọc Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. So với Tiêu Phàm, bọn hắn có là cái gì? Tại chiến hồn học viện lục đục với nhau, người lừa gạt ta. Có bản lĩnh thì cùng người Đại Long Đế Triều liều đi, đó mới gọi là anh hùng hảo hán. Chúng ta là tu sĩ, phải sống cuộc sống khoái ý ân cừu. Các ngươi lúc nãy không phải khiêu khích tu sĩ Đại Ly ta sao? Hiện tại Tiêu Phàm liền bắt đầu ăn miếng trả miếng. Cổ ngữ có nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng Tiêu Phàm báo thù lại không chờ qua một đêm. Hiện tại Tiêu Phàm xin chiến, các ngươi lại làm gì vậy? Sắc mặt Thất Tử âm trầm đáng sợ, tất cả người Đại Long Đế Triều đều khó coi tới cực điểm, ngay cả Ngũ Tử đều bị Tiêu Phàm chém, Nhất Tử thiếu chút nữa cũng bị ngược sát, Thất Tử làm sao có thể là đối thủ Tiêu Phàm? Bảy người ngồi ở dưới Thất Tử lại thở nhẹ một hơi, nếu như mục tiêu Tiêu Phàm xin chiến là bọn hắn phải nên làm như thế nào? Một điều mà bọn họ không nghĩ đến, vì sao Tiêu Phàm không cùng bọn hắn xin chiến, chỉ có số ít người nghĩ đến việc này, bởi vì những người này ngay cả tư cách để Tiêu Phàm xin chiến đều không có. Tiêu Phàm, có bản lĩnh xin chiến đại đế tử đi, gây khó dễ kẻ nhỏ yếu hơn ngươi, thì tính là thứ gì? Tu sĩ Đại Long Đế Triều la ầm lên. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn phương hướng nguồn thanh âm phát ra, người nơi đó bọ dọa đến sắc mặt phát xanh, tất cả đều cúi đầu, không dám đối mặt Tiêu Phàm. Không chiến. Đệ Thất Tử khẽ cắn môi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, trên trán gân xanh ngọ nguậy giống như con sâu vậy. Chiến, tuyệt đối là một con đường chết, Long Tiêu mặc dù cứu Nhất Tử, nhưng chưa chắc sẽ cứu Thất Tử hắn. Dù sao Ngũ Tử đều chết trong tay Tiêu Phàm, hơn nữa còn là bị một kiếm chém giết, hắn đi lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng nếu không chiến, đối với hắn lại là điều nhục nhã lớn nhất, chỉ là trước sự sống và cái chết, hắn không thể lựa chọn. Khiến đám người kinh ngạc là, Tiêu Phàm cũng không có bức bách Đệ Thất Tử, lập tức đi đến phía trước chỗ ngồi thứ 9, hai tay ôm quyền, nói Tiêu Phàm, xin chiến. Lục Tử lông mày nhíu lại, sắc mặt so với Thất Tử chẳng tốt đẹp hơn, lui cũng không phải, vào cũng không xong. Sắc mặt Long Tiêu tái nhợt vô cùng, nhưng cũng không dám cao ngạo và coi thường như trước đó nữa, Tiêu Phàm này không phải loại lương thiện gì, đây không phải đang xin chiến, mà là đang lăng nhục tu sĩ Đại Long mà. Tu sĩ Đại Ly Đế Triều tựa như điên tiết lên, kích động, nhiệt huyết tăng vọt, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm không chỉ có xin chiến Thất Tử, lại còn xin chiến Đệ Lục Tử. Đây chẳng phải là muốn hạ nhục lần lượt hết từng người sao sao? Rất nhiều người trong lòng âm thầm đặt xuống quyết tâm, về sau đắc tội ai cũng không thể đắc tội sát thần Tiêu Phàm này được, đánh mặt đánh quá ác. Không chiến, Đệ Lục Tử xanh mặt, cơ hồ dùng hết toàn lực hô lên hai chữ. Tiêu Phàm tựa như đã sớm đoán được kết quả này, cũng không tức giận, chậm rãi hướng về chỗ ngồi thứ 7, đi tới trước mặt Tứ Tử, ôm quyền nói Tiêu Phàm, xin chiến. Khóe miệng đám người giật một cái tên Tiêu Phàm này thực sự là hung ác quá, đây chẳng phải là muốn người lăng nhục Đại Long Đế Triều sao? Sao thì phân xít Tiêu Phàm, xin chiến. Bốn chữ cực kỳ bình thản, vậy mà giờ phút này đối với Đại Long Đế Triều lại là sự nhục nhã lớn nhất. Bởi vì bọn hắn căn bản không dám đánh với Tiêu Phàm. Lúc nãy khí tức Tiêu Phàm tỏa ra quả là đáng sợ, ngay cả Nhất Tử đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là bọn họ. Đại Long Bát Tử, vốn sắp xếp theo thực lực cao thấp, ngay cả Nhất Tử còn không phải là đối thủ của hắn, thì làm sao có thể nghiền sát Tiêu Phàm chứ?
Tu sĩ Đại Long giận mà không dám nói gì, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, sự bá đạo của Tiêu Phàm bọn hắn đã tận mắt chứng kiến, một lời không vừa ý sẽ giết người luôn. Khóe miệng Tứ Tử giật một cái, kiên trì trầm giọng nói, không chiến. Tiêu Phàm không nhanh không chậm, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Tam Tử cùng Nhị Tử nói, hai người các ngươi cũng không ai chiến. Tam Tử cùng Nhị Tử trầm mặc không nói, xem như căn bản không nghe thấy lời Tiêu Phàm lời nói, Tiêu Phàm không xin chiến bọn hắn, trong lòng bọn hắn vẫn buông lỏng một hơi. Chiến hay không chiến, quyền quyết định ở ta, chỉ cần không có bị Tiêu Phàm ngươi lăng nhục là được rồi. Đây chính là cái được gọi là Đại Long Đế Triều sao. Một lũ hình người gan chuột, đến Đại Ly ngang ngược càn rỡ, chỉ dựa vào một miệng là được sao. Cái gì thiên tài, ta không có gặp, ta chỉ thấy một nhóm phế vật chỉ biết ức hiếp lăng nhục, tự cho là ngu xuẩn, cái gì Đại Long Bát Tử, được xưng là Đại Long Bát thì còn nghe được. Tiêu Phàm bước chân đạp mạnh, không buồn tiếp tục dây dưa cùng bọn hắn, rồi trở lại chỗ ngồi. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, cực kỳ ngột ngạt, không có người nào mở miệng, Tiêu Phàm cuồng vọng trấn áp triệt để tất cả mọi người. Mặc dù danh tiếng Đại Long Bát Tử bị xưng là Đại Long Bát Thỉ, tu sĩ Đại Long có giận mấy cũng không dám nói gì. Bọn hắn thậm chí không biết phản kích như thế nào, Tiêu Phàm xin chiến nguyên một đám Đại Long Bát Tử, vậy mà không có một ai dám ứng chiến, điều này đã chứng minh Đại Long không bằng Đại Ly. Trừ phi Long Tiêu Đế Tử cùng Tiêu U xuất thủ, may ra còn có thể lấy lại thể diện về, nhưng ngồi ở bên Đại Ly Tiêu Phàm cũng đâu phải là kẻ mạnh nhất, hắn vẻn vẹn ngồi trên cái chỗ ngồi cuối cùng kia mà thôi. Tu sĩ Đại Ly nhiệt huyết sôi trào, tựa như xin chiến Đại Long Bát Tử là bản thân bọn hắn không bằng vậy. Một người ép cả bên Đại Long không thở nổi, đây là hạng tư thế oai hùng gì? Đây là hạng khí phách gì? Lăng nhục Tiêu Phàm lại dễ bị lăng nhục như vậy sao? Chỉ có chuyện Tiêu Phàm lăng nhục kẻ khác mà thôi. Hồi tưởng lại sự tích của Tiêu Phàm, đám người rốt cục cũng hiểu ra một đạo lý, Tiêu Phàm giết người quả nhiên tàn nhẫn, xuất thủ vô tình, nhưng mà hắn trước nay chưa bao giờ chủ động gây sự cả. Phàm là chết ở trong tay hắn, đều là chủ động đi tìm hắn để gây sự, hơn nữa Tiêu Phàm cũng chưa từng cố ý đi lăng nhục một ai. Chỉ có người cố ý lăng nhục Tiêu Phàm mới bị Tiêu Phàm trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần mà thôi. Tiêu Phàm tuy chưa được xưng là một chân quân tử, nhưng tuyệt đối không phải là một kẻ tiểu nhân, hắn trước nay giải quyết sự tình quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ làm những việc trộm gà bắt chó. Sau trận chiến hôm nay, cái nhìn mọi người về Tiêu Phàm cũng hoàn toàn thay đổi, đây đúng là ngạo khí của một thiếu niên. Ha ha, Đại Long Bát Thỉ, xưng hô thế này không sai, đến ta cũng kính các ngươi gấp đôi, chúc mừng các ngươi thu hoạch được xưng mới, đây tuyệt đối là danh xưng độc nhất vô nhị. Chẳng ai ngờ rằng Bắc Thần Phong vào thời điểm này lại giơ ly rượu lên, cười to nói. Cái tên tiểu tử này như thể sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn vậy, hắn uể oải nằm tại trên ghế, một bộ bất cần đời bộ dáng. Con mẹ nó 18 đời tổ tông nhà ngươi, có gan cút ra đánh một trận, lão tử một kiếm chém chết ngươi. Một tiếng giận dữ vang lên, Tứ Tử bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hằm hằm Bắc Thần Phong nói. Ngươi là cái thứ gì? Chỉ dựa vào ngươi cũng dám lăng nhục chúng ta. Lục Tử cũng vô cùng phẫn nộ, một tên Tiêu Phàm lăng nhục bọn hắn cũng đành thôi, ngươi một kẻ ngay cả đánh với Nhất Tử một trận cũng không dám vậy mà cũng dám ở đây ầm ĩ. Cút ra đây, ta cam đoan không giết ngươi, chỉ đoạn tứ chi của ngươi, phế tu vi của ngươi. Thất Tử giống như tìm được cơ hội tốt xả giận, đứng phẫn nộ chờ Bắc Thần Phong. Các ngươi thật muốn cùng ta chiến một trận ư? Nụ cười trên mặt Bắc Thần Phong chậm rãi ngưng kết, rồi trở nên cứng ngắc, một tia sát cơ như có như không ẩn hiện, xung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ thấp xuống mấy độ. Ngươi tùy ý chọn lấy một người, đừng nói chúng ta khó dễ ngươi. Tứ Tử một mặt ngạo nghễ, hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người Bắc Thần Phong, ít nhất cũng là chiến hoàng trung kỳ. Mặc dù trước đó một cái tát bay Sở Dịch Phong, nhưng cũng chỉ là tốc độ siêu quần mà thôi. Hơn nữa mình hắn cũng có tự tin đánh giết Sở Dịch Phong, Bắc Thần Phong coi như mạnh hơn Sở Dịch Phong đi nữa thì cũng mạnh được bao nhiêu. Nguyên một đám Đại Long Bát Tử bị Tiêu Phàm lăng nhục, đã khiến bọn hắn rất mất mặt rồi, bây giờ cơ hội đến, hắn làm sao có thể bỏ lỡ, Bắc Thần Phong dù sao cũng là ngồi ở vị trí bên trên thứ tư Đại Long, nếu như giết hắn, tất nhiên có thể thay Đại Long tìm về chút thể diện. Làm sao, lại không dám.
thực lực ta xem như yếu nhất trong bát tử, để cho ta trảm ngươi như thế nào? Lão Thất, nhường cho ta như thế nào, xong mời ngươi uống rượu. Nhìn thấy Bắc Thần Phong có chút chủ trừ, tứ tử, lục tử cùng thất tử lập tức la ầm lên, mấy người Long Tiêu cau mày một cái, nhưng cũng không ngăn cản. Bọn hắn giống như rất muốn thăm dò thực lực của Bắc Thần Phong, nếu như có thể giết, dĩ nhiên là không gì có thể tốt hơn. Đột nhiên, Bắc Thần Phong từ trên ghế bành đứng dậy, chậm rãi hướng đến phía trước, băng lãnh nói ra một câu, không cần, các ngươi cùng lên đi, dù sao cũng đều phải chết cả. Các ngươi cùng tiến lên, dù sao cũng đều phải chết. Đám người nghe được câu này, sắc mặt có chút co lại, cái tên Bắc Thần Phong này thật đúng là không phải bá đạo bình thường, so với Tiêu Phàm đều không mảy may kém, trong lòng đám người càng rung động không thôi. Lấy một địch ba, đây không phải chiến vương cảnh mà là chiến hoàng cảnh, hơn nữa còn là cao thủ bên trong chiến hoàng cảnh, một mình ngươi sao có thể là đối thủ của bọn họ được. Tu sĩ Đại Ly ngồi một bên cũng hơi kinh ngạc. Bọn hắn biết rất ít tin tức về Bắc Thần Phong, chỉ biết Bắc Thần Phong tại thiên bảng xếp hạng thứ 6, cái khác cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù trước đó một cái tát bay Sở Dịch Phong, nhưng trong đó có thành phần xuất kỳ bất ý, nhưng hiện tại là liều mạng tranh đấu, giá trị hoàn toàn không giống. Làm sao, lại không dám, ta là kẻ sợ phiền phức nhất, cho nên không muốn lãng phí thời gian, các ngươi cùng tiến lên đi. Khóe miệng Bắc Thần Phong hơi dương lên. Lộ ra điệu cười tà dị. Tứ tử, lục tử cùng thất tử ba người vô cùng phẫn nộ, liếc nhau liền nhao nhao đạp không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện trên không trung. Ngươi đã tự tìm đến cái chết, không cho ngươi được toại nguyện thì chúng ta có lỗi quá. Tứ tử cười lạnh, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Cho dù nhất tử cũng không dám lấy lực lượng một người khiêu chiến ba người bọn ta, chỉ có đại đế tử Long Tiêu mới có thực lực này. Có lẽ còn có những người khác có thể khiêu chiến ba người chúng ta, nhưng rất hiển nhiên là không phải Bắc Thần Phong ngươi. Bắc Thần Phong khinh thường liếc mắt ba người bọn hắn, cặp mắt lười biếng kia không chút thần thái, con người đột nhiên rơi trên người tam tử và nhị tử. T, con người đám người co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên rung lên, cái tên tiểu tử này chẳng lẽ không phải là muốn lấy một địch ba, mà là lấy một địch năm. Đại Long Bát Thỉ, nhìn đều làm bẩn con mắt ta, đều giống nhau cả. Bắc Thần Phong nhàn nhạt mở miệng. Đám người mặc dù đã đoán được, nhưng vẫn vô cùng chấn động, Bắc Thần Phong này thật cuồng, muốn một lần khiêu chiến cả năm người. Nếu như bát tử, ngũ tử không chết, nhất tử không bị thương, có phải hắn sẽ muốn một lần khiêu chiến tám người luôn hay không? Lời nói Bắc Thần Phong lần nữa đốt cháy bầu không khí hiện trường, tu sĩ Đại Ly cảm thấy máu tươi triệt để sôi trào lên. Bắc Thần Phong, không lên tiếng thì thôi. Đã lên tiếng thì kinh người, lấy một địch năm, cho dù đại đế tử cũng chưa chắc có thể làm đến nước này, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì? Rõ ràng không được, nhưng Bắc Thần Phong không phải loại cuồng vọng tự cao tự đại, hắn rất ít ra mặt, nhưng ngay cả đại đế tử hắn đều không để vào mắt, điểm này lại là sự thật, có lẽ hắn thật sự có thực lực này. Hãy chờ xem, Bắc Thần Phong có lẽ sẽ cho chúng ta thấy một màn kịch hay. Đám người nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều chấn kinh vì sự bá đạo và cuồng vọng của Bắc Thần Phong, về phần thực lực hắn, phần lớn mọi người cũng chỉ là hoài nghi và suy đoán. Tam tử cùng nhị tử hai người cau mày một cái, một tên Tiêu Phàm lăng nhục bọn hắn cũng đành thôi, hiện tại lại đâu ra thêm một kẻ nữa, lại còn phách lối hơn so với Tiêu Phàm, muốn một mình đánh giết năm người bọn hắn. Ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Tam tử hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đạp không lên. Có những đã người vội vã muốn chết, tiễn hắn một đoạn thì sao chứ? Nhị tử cũng hướng về không trung bay đi. Còn người Bắc Thần Phong hết sức bình tĩnh, dưới chân lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, đại thủ dương lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm màu trắng. Ngũ tử Đại Long thân hình lóe lên, trong nháy mắt vây quanh Bắc Thần Phong ở trung tâm, năm người đánh không chào hỏi, kiếm khí, đao mang trong nháy mắt bao phủ hư không, xông thẳng đến Bắc Thần Phong. Oanh, đao mang cùng kiếm khí sáng chói bao phủ Bắc Thần Phong vào bên trong, năm người yếu nhất đều là chiến hoàng sơ kỳ đỉnh phong, nhị tử, tam tử và tứ tử càng là chiến hoàng cảnh trung kỳ. Mấy người thi triển thất phẩm chiến kỹ, uy lực tuyệt luân, cho dù chiến hoàng hậu kỳ có lẽ cũng chưa hẳn có thể là đối thủ. Dưới sự công kích như thế này Bắc Thần Phong còn có thể còn sống được sao? Quá chậm. Đúng lúc này,
thanh âm Bắc Thần Phong đột ngột vang lên, chẳng biết lúc nào Bắc Thần Phong đã xuất hiện ở phía sau thất tử, từ trong tay hắn phát ra một đạo kiếm mang cực kỳ sắc bén nở rộ. Nhị trọng khoái mạn chi ý, con người Tiêu Phàm hơi ngưng tụ, khó trách Bắc Thần Phong lại phách lối như thế, hắn vậy mà lĩnh ngộ khoái mạn chi ý, hơn nữa còn là nhị trọng. Tiêu Phàm rất rõ, tốc độ khoái mạn chi ý của Bắc Thần Phong đáng sợ đến cỡ nào, dù là Tiêu Phàm hắn, nếu như không phối hợp thi triển thân pháp chiến kỹ thì cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Phốc, kiếm mang gào thét, trực tiếp từ bên hông thất tử xẹt qua, thân thể thất tử đột nhiên một phân thành hai, một vòng máu tươi tung tóe trên hư không, lục phủ ngũ tạng rơi xuống dưới. Đó là thân thể ta, trong mắt thất tử đều là vẻ kinh ngạc, kinh hãi theo dõi một nửa thân thể khác của hắn. Một kiếm, thất tử chết, một kiếm này không có bất kỳ cuốn hút gì, chỉ có một chữ, nhanh. Nhanh đến cực hạn, tới mức tu sĩ cùng giai còn lâu mới có thể sánh được. Thậm chí, đám người đều nhìn không ra tu vi của Bắc Thần Phong rốt cuộc là gì, nhưng bọn hắn hiểu một kiếm kia nhìn qua cực kỳ bình thản, nhưng chí ít cũng là uy lực của chiến hoàng cảnh trung kỳ. Ngươi dám giết lão thất, ta muốn ngươi chết không nơi chôn thân. Hàn quang trong mắt tứ tử hiển hiện, hàn quang chi kiếm trong tay hắn trực tiếp ra khỏi vỏ, vô số kiếm khí vũ động trên hư không, kiếm khí đầy trời lượn lờ vây quanh hắn. Huyền kiếm tức giận, như gió như ảnh, lít nha lít nhít giống như vạn tên đột nhiên từ chân trời bắn xuống. Sán nhược lưu tinh, tứ tử đột nhiên lao vào theo, thao túng ngàn vạn kiếm khí thẳng hướng Bắc Thần Phong, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Bên trong ngàn vạn kiếm khí này ẩn chứa một loại kiếm ý hư vô phiêu miểu, chính là lưu tinh kiếm ý, thi triển ra chói lọi vô cùng. Kiếm vũ, nhưng đối mặt với vô số huyến kiếm kia, khóe miệng Bắc Thần Phong cong lên, trường kiếm màu trắng trong tay nhẹ nhàng khẽ động, tràn ngập từng đạo quang kiếm. Ngay sau đó, từng đạo kiếm khí màu trắng xoay tròn trên hư không, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấm lưới kiếm khí, lưu tinh kiếm tức giận chạm tại phía trên lưới kiếm, phát ra âm vang. Trên không đốm lửa bắn tứ tung. Thật quỷ dị, lưỡi kiếm kia giống như tường đồng vách sắt, như là một bàn tay to lớn bao phủ lấy lưu tinh kiếm vào bên trong. Cẩn thận, đúng lúc này, tam tử và nhị tử quát to một tiếng, hai người nhao nhao hướng về hai bên đánh tới, lục tử cũng không chút do dự xuất thủ. À, muộn rồi, Bắc Thần Phong tà tà cười một tiếng, vừa dứt lời, cái kiếm võng to lớn kia đột nhiên tản ra. Hóa thành vô số kiếm khí lơ lửng trên không trung. Đi, theo Bắc Thần Phong quát nhẹ một tiếng, vô số kiếm khí thực chất hóa đột nhiên tiến lên, phóng về phía huyến kiếm trong khí hải. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy vô số kiếm khí ở trên không xuyên qua, nhiều đến mấy ngàn chuôi lợi kiếm răng khắp nơi, vậy mà không có bất kỳ kiếm khí gì va chạm vào nhau. Hồn lực thật tinh thuần, lực khống chế thật đáng sợ, hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vì duyên cớ U Linh Chiến Hồn và Vô Tận Chiến Quyết mới để cho hồn lực hắn đạt tới cấp độ đáng sợ như vậy, về phần lực khống chế, mặc dù Tiêu Phàm hắn cũng rất mạnh, nhưng trong chiến đấu lại không có cách nào đạt đến cấp độ như vậy. Trước đó, bởi vì hồn văn cầu, sức khống chế hồn lực của hắn mới tăng lên. A, một tiếng hét thảm thiết từ bên trong kiếm khí kia truyền ra. Đám người cuối cùng cũng hiểu. Cái gọi là kiếm vũ là ý gì, cái kiếm khí đầy trời này, giống như đang khiêu vũ vậy. Cũng đúng lúc này, nhị tử, tam tử cùng lục tử đột nhiên công kích chạm lên người Bắc Thần Phong. Bắc Thần Phong đã biến mất, quỷ dị xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài, trong mắt đều đầy vẻ khôi hài thiên hạ công phu, duy nhanh khó phá, đây là chân lý vĩnh hằng. Sắc mặt nhị tử, tam tử và lục tử khó coi tới cực điểm, từ xa kiếm khí đầy trời biến mất. Theo đó còn có thân ảnh tứ tử. Rất hiển nhiên, hài cốt tứ tử đã không còn. Thật mạnh, thấy cảnh này, con người mọi người bỗng nhiên co rụt lại, theo họ thực lực Bắc Thần Phong không yếu, nhưng chắc cũng chỉ có vậy, cùng lắm cũng chỉ tương xứng với Sở Dịch Phong mà thôi. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, Bắc Thần Phong vậy mà cường đại đến thế, giết cả hai người trong bát tử Đại Long, khó trách hắn dám khiêu chiến ngũ tử. Cho đến bây giờ, ngay cả quần áo hắn cũng không mảy nhăn lấy một góc, cũng đủ thấy Bắc Thần Phong đáng sợ như thế nào rồi. Tên thứ hai, Bắc Thần Phong mở miệng cười tủm tỉm, như thể vừa làm xong một chuyện vặt vãnh vậy, nhưng trong mắt ba người nhị tử lại là một điệu cười âm trầm, đáng sợ. Ba người nhị tử sắc mặt băng lãnh đến cực điểm,
Bắc Thần Phong tùy tiện chém giết hai người, thực lực hắn còn cao hơn Tiêu Phàm nhiều. Sát khí trên người Tiêu Phàm quả nhiên đáng sợ, nhưng bộ dáng thờ ơ của Bắc Thần Phong này càng khiến cho người ta thêm run rẩy, đây rõ ràng là không xem bọn hắn ra gì mà. Vừa dứt lời, Bắc Thần Phong đột nhiên biến mất, lúc sau xuất hiện trước người Lục Tử. Hỏa vân mãn thiên, Lục Tử kinh hô một tiếng, lập tức phung ra một kiếm, đầy trời biển lửa phóng lên tận trời, vô số hỏa diễm lợi kiếm gào thét, che khuất bầu trời, trong nháy mắt bao phủ Bắc Thần Phong vào trong đó. Gần như đồng thời, nhị tử cùng tam tử lách mình xuất hiện ở trước người Lục Tử, muốn đồng thời đánh giết Bắc Thần Phong, bọn hắn biết rõ nếu đánh một mình, tuyệt đối không phải đối thủ của Bắc Thần Phong. Vô Ngân, cũng đúng lúc này, một tiếng uể oải từ bên trong biển lửa kiếm khí vang lên, quỷ dị ở chỗ biển lửa bỗng một phân thành hai, thật giống như bị người một kiếm bổ ra vậy. Phốc, gần như đồng thời, đầu Lục Tử bị chém bay lên lên, cột máu cao một trượng bắn về phía không trung, hết sức yêu diễm. Nhị tử và tam tử thấy thế liền hít vào ngụm khí lạnh, cấp tốc lui ra xa. Gạch nối, lại chết thêm một người. Cả đám người ra đầu tê dần, nhìn về phía Bắc Thần Phong, ánh mắt không còn bình tĩnh được nữa. Người này mặc dù lười, nhưng đã ra tay thì cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không hề thủ hạ lưu tình. Thực lực của y vô cùng đáng sợ, đánh đến bây giờ vẫn chưa có người nào nhìn ra tu vi thực sự của hắn, bởi vì hắn căn bản còn chưa sử dụng đến lực lượng chiến hồn. Thân thể nhị tử và tam tử khẽ run lên, trong mắt đều là sự kinh ngạc, thực lực như vậy thật đáng sợ, so với Tiêu Phàm còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trong lòng bọn họ xuất hiện cảm giác sợ hãi, và một cảm giác nữa là bất lực. Cũng không phải là thực lực của bọn họ cách quá xa Bắc Thần Phong, mà là bởi vì trong lòng bọn họ có một loại sợ hãi. Một kích vừa rồi, bọn họ căn bản không nhìn ra được kiếm khí như thế nào, Lục Tử liền cứ như vậy mà chết, đây mới là nguyên nhân khiến bọn họ sợ hãi. Quay về, đột nhiên phía dưới truyền tiếng quát như sấm của Long Tiêu. Thất tử chết, tứ tử chết, bây giờ Lục Tử cũng chết. Đại Long Đế Triều lần này tổn thất nặng nề, y nhìn ra được hai người bọn họ đang sợ hãi, nếu tiếp tục đánh, hai người họ chắc cũng sẽ chết ở đây. Nếu như hai người này cũng chết, Đại Long Đế Triều bát tử coi như toàn quân bị diệt. Long Tiêu vốn chỉ muốn xem kịch vui, chưa từng nghĩ tới kết quả sẽ như vậy, Đại Ly chỉ chết một người, Đại Long của y lại chết tận 6 người, mà lại còn là Đại Long ngũ tử. Nghe thấy tiếng quát của Long Tiêu, nhị tử và tam tử không còn do dự, bọn họ vừa hay tìm một cái cớ để dừng tay, hai người tự nhiên muốn lui xuống. Giờ này rồi mà còn muốn chạy, ta hiếm khi mới ra tay, nhanh như vậy không muốn chơi nữa. Yên tâm, không mất nhiều thời gian đâu. Bắc Thần Phong bĩu môi, cả người nhìn qua siêu nhiên như gió. Tử khí đông lai, nhị tử và tam tử muốn chạy, nhưng Bắc Thần Phong lại không muốn buông tha cho bọn họ, trường kiếm vung ra. Từng đạo tử sắc bắn ra ngưng tụ thành một giải tử sắc vân thải, đuổi sát theo sau lưng hai người. Giải tử sắc vân thải kia khiến cho người ta cảm thấy có chút đáng sợ, một vài tu sĩ hiếu kỳ dùng hồn lực kiểm tra. Lúc lại gần giải tử sắc vân thải mấy trượng bỗng tan rã, không ít tu sĩ bị một lực lượng mạnh mẽ phản lại. Oanh, không trung bỗng nổ vang một tiếng, chỉ thấy một đạo đao khí từ phía dưới nghịch thiên mà lên, đó là một đầu trường long kim sắc. Lúc đâm vào giải tử sắc vân thải kia lập tức nổ lớn, ngàn vạn kiếm khí, đao khí bắn xuống, rất nhiều tu sĩ bị dọa chạy trốn khắp nơi. Thật mạnh, con người của đám người hơi co rụt lại, trung tâm nơi va chạm giữa kiếm khí cùng đao khí kia, cho dù là chiến hoàng cảnh trung kỳ cũng chưa chắc đã chịu được. Đây là thực lực chân chính của Bắc Thần Phong sao. Chỉ một lát sau, bầu trời khôi phục lại như lúc ban đầu, lộ ra một thân ảnh, chính là Bắc Thần Phong, y đứng rất bình thản. Trường kiếm trong tay đã biến mất, nhàn nhạt nhìn xuống thân ảnh ở phía dưới. Ngươi muốn chiến, bản đế tử đến chiến cùng ngươi. Long Tiêu rốt cục không nhịn được, lạnh lùng nhìn Bắc Thần Phong đang đứng trong không trung. Một đám phế vật Đại Long Đế Triều thua không ngóc lên được, giết ngươi. Tiểu gia đây không hứng thú, Đại Long các ngươi đánh mãi không chết lại tới tìm ta báo thù. Bắc Thần Phong nhún vai, lười nói nhảm với Long Tiêu. Lách mình liền trở về chỗ ngồi của hắn. Sắc mặt Long Tiêu âm trầm, lời nói của Bắc Thần Phong không thể nghi ngờ là sự châm chọc lớn nhất đối với bọn họ. Lấy một địch năm, Long Tiêu y lại còn nhúng tay,
không phải thua không ngóc đầu lên nổi thì còn là gì. Đại Long Bát Tử quả nhiên lợi hại, cảm ơn các ngươi, hôm nay được đánh nhiều trận như vậy cũng tương đối rồi. Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, quay người chuẩn bị rời đi, vừa nhìn về hướng Bàn Tử đang ngồi trên ghế đầu nói, lão nhị, cùng ta đi uống vài chén. Lão Tam, đi. Bàn Tử sang sảng cười một tiếng, lách mình xuất hiện bên người Tiêu Phàm. Hai vị muốn đi uống rượu, đột nhiên, Bắc Thần Phong vuốt vuốt mặt đi đến, cười tủm tỉm nói với Tiêu Phàm cùng Bàn Tử. Tiêu Phàm nhìn Bắc Thần Phong bằng ánh mắt quái dị, bản thân không phải vừa mới nói đi uống rượu sao? Hỏi câu này không phải là nói nhảm sao? Cho ta cùng đi với. Bắc Thần Phong một bộ dáng nhiệt tình, không hề cảm thấy chút xa lạ nào. Huynh đệ hai người chúng ta ôn chuyện, liên quan quái gì đến ngươi, huống chi, chúng ta cũng không quen ngươi. Tiêu Phàm vừa định cự tuyệt, Bắc Thần Phong lại nói, yên tâm, rượu ta mời. Không hứng thú. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Bàn Tử trực tiếp khoát tay nói, mang theo Tiêu Phàm đi về phía trước, vừa đi được mấy bước, vừa quay đầu nói, lần sau lại mời ngươi. Ha ha, được. Bắc Thần Phong cười ha ha một tiếng, tựa như hắn cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn làm quen với Tiêu Phàm mà thôi, biết rõ hai huynh đệ Bàn Tử và Tiêu Phàm nhiều ngày không gặp, cũng không nói thêm cái gì nữa. Đại Long Bát Tử, quả nhiên lợi hại, ha ha. Bắc Thần Phong phất tay áo, cười to một tiếng, đột nhiên đạp không bay lên, thoáng cái biến mất trong tầm mắt mọi người. Sắc mặt tu sĩ Đại Long âm trầm, lời nói của Bắc Thần Phong không phải đang tung hô bọn họ, mà là đang châm chọc bọn họ. Cái gọi là Đại Long Bát Tử bây giờ chỉ còn lại Tam Tử, nếu như không phải Long Tiêu xuất thủ, đoán chừng ba người còn lại cũng sẽ chết ở chỗ này. Nam Cung Huynh, yến hội hôm nay liền kết thúc tại đây đi. Long Mỗ còn có việc khác cần làm. Long Tiêu liếc mắt nhìn bóng lưng Tiêu Phàm, Bàn Tử và Bắc Thần Phong rời đi, trong đáy mắt lóe lên hàn ý. Giờ phút này Long Tiêu hận không thể lập tức tiêu diệt bọn Tiêu Phàm, một chút cũng không hề muốn ở lại đây. Ở lại chỗ này, nhận lấy những ánh nhìn đầy châm chọc của tu sĩ Đại Ly, trong lòng y giống như bị vô số thanh kiếm sắc đâm vào vậy. Xem ra Long Huynh cũng có chút mệt mỏi, Long Huynh mới tới Đại Ly. Nhất định phải bớt chút thời gian thưởng thức phong cảnh Đại Ly ta. Nam Cung Thiên giật thoải mái cười một tiếng, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng y lại âm lãnh vô cùng, sắp đặt ngày hôm nay vốn là có thể khiến Tiêu Phàm chết chắc, căn bản không cần hắn xuất thủ liền có thể mượn đao giết người. Nhưng mà y không ngờ tới Tiêu Phàm lại mạnh như vậy, không những đột phá chiến hoàng cảnh, thậm chí ngay cả chiến hoàng trung kỳ như Sở Dịch Phong đều không phải là đối thủ của hắn. Lão cửu, muốn đấu với ta, người vẫn còn kém lắm, người cũng đừng quên là độc trong người Tuyết Lung Giác, giải dược chỉ có một phần, không ai có thể giải ngoài ta. Nam Cung Thiên giật nhìn bóng Tiêu Phàm cùng Bàn Tử biến mất, trong lòng hơi trầm xuống. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an, thực lực vừa rồi Bàn Tử thể hiện không đáng để trong mắt, nhưng hắn cảm thấy thực lực của Bàn Tử không chỉ đơn giản như vậy. Nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu đã trở lại, hắn không nắm chắc có thể tranh đấu với Bàn Tử, vì vậy, hắn hạ một loại độc chí mạng trong người Tuyết Lung Giác, tùy thời có thể dùng để áp chế Bàn Tử. Nhất định, Long Tiêu ôm quyền, mang theo Tiêu U, Đại Long Tam Tử, cùng mấy người khác rời đi, tu sĩ Đại Long cũng nhao nhao rời đi. Bọn họ một chút cũng không muốn ở chỗ này, những người khác cũng nhao nhao đứng dậy. Chỉ có vị trí thứ ba, vẫn có một người ngồi, người kia chính là Long Thần. Cũng chính là Đại Long Đế Tử, chỉ là không quá nổi bật. Nhưng khi mọi người nhìn thấy y, mới nhớ tới còn có một nhân vật như vậy, một tay có thể giữ chặt kiếm Tiêu Phàm. Rượu ngon. Long Thần nhẹ nhàng buông chén rượu trong tay xuống, khẽ mỉm cười nói với Nam Cung Thiên Giật, đa tạ Đại Ly Đế Tử khoản đãi. Để lại một câu nói như vậy, không đợi Nam Cung Thiên Giật phản ứng, Long Thần liền đi về một hướng khác. Võ Hạo trước đó chút nữa thì bị Tiêu Phàm giết chế cũng đi cùng. Long Thần này cũng không phải đơn giản. Đám người nhìn qua bóng lưng Long Thần, trong lòng hơi trầm xuống. Gạch nối, người Đại Long Đế triều rời đi, Nam Cung Thiên Giật cũng không giữ lại, chuyện hôm nay quả thực vượt qua dự liệu của hắn, Tiêu Phàm cùng Bắc Thần Phong, hắn đã liệt tên hai người này vào danh sách trọng điểm. Về phần đám tu sĩ Đại Ly, Nam Cung Thiên Giật chỉ quan tâm vào Sở Khinh Cuồng, còn những người khác không đáng để Nam Cung Thiên Giật hắn quan tâm.
Cho dù Y Phi Mạch thực lực cũng mạnh hơn so với người khác rất nhiều, nhưng cũng không lọt vào mắt Nam Cung Thiên Dật. Sở huynh, chúc mừng. Nam Cung Thiên Dật giơ chén rượu trong tay lên, cười nói. Ngươi đang chúc mừng việc ta sắp bị Sở gia truy sát sao? Sở Khinh Cuồng thản nhiên nói. Trong mắt người khác, y giết Sở Dịch Phong, Sở Trung Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y. Vào cái thời điểm này chúc mừng Sở Khinh Cuồng y, trong lòng y sảng khoái mới là lạ. Cũng chỉ có bản thân Sở Khinh Cuồng biết rõ, Sở Dịch Phong chết, Sở gia chưa hẳn sẽ đuổi giết y. Thần sắc Nam Cung Thiên Dật hơi trầm xuống, đáy mắt lóe lên tia hung ác nham hiểm, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói, Sở huynh cứ nói giỡn. Nam Cung Thiên Dật cũng không quan tâm, tự uống hết chén, hắn thấy Sở Khinh Cuồng đã là một người chết, chỉ là hắn không biết Sở Khinh Cuồng rốt cuộc dựa vào cái gì mà còn dám ở lại đây. Chẳng lẽ hắn còn đang chờ người Sở gia đến? Nam Cung Thiên Dật nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa, quay đầu nhìn về phía đám tu sĩ của Chiến Hồn Học Viện, nói, hiện tại còn lại 28 suất, mọi người xem chia thế nào, mọi người tự định ra một quy củ. Đại đế tử, số suất còn lại, các đại gia tộc còn tham gia cạnh tranh nữa không? Có tu sĩ cả gan mở miệng. Nam Cung Thiên Dật ngẫm lại, lắc đầu nói, sẽ không, gia tộc bá tước trở lên của Đại Ly sẽ không tham dự nữa. Đa tạ đại đế tử, đám người nghe vậy, lập tức đều lộ ra vẻ mặt kích động vui mừng. Cạnh tranh với những gia tộc bá tước trở lên đó, bọn họ chắc chắn không phải đối thủ, phần thắng cũng không lớn. Nếu như chỉ cạnh tranh với những đại hoàng triều và tu sĩ vương triều vậy thì vẫn có hy vọng. Dù sao cũng còn một tháng, theo ta thấy, cứ tổ chức thi đấu, 28 người thắng cuối cùng sẽ được chọn. Y Phi Mạch vẫn luôn trầm mặc nhàn nhạt nhấp một hớp rượu cười nói. Những người khác nhao nhao gật đầu, xem như tán thành ý tưởng này. Có thể. Nam Cung Thiên Dật gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì tổ chức ngay tại Chiến Hồn Học Viện đi. Hôm nay bắt đầu báo danh, hôm nay yến hội kết thúc tại đây, mọi người giải tán. Cung tiễn đại đế tử. Không ít tu sĩ cung kính nói, lúc bọn họ lấy lại tinh thần, Nam Cung Thiên Dật đã biến mất trên chỗ ngồi, chỗ đó chỉ còn lại một cái bàn trống. Nói đến Tiêu Phàm và Bàn Tử, sau khi rời khỏi Đông Cung, rất nhanh liền đi tới tòa cung điện tương đối vắng vẻ phía ngoài, cung điện cực kỳ rách nát, đâu giống là chỗ ở của chiến hoàng cảnh. Cũng chỉ tốt hơn một chút so những xóm nghèo đó thôi. Lão nhị, người ở đây. Tiêu Phàm cau mày, Bàn Tử dù sao cũng là đế tử, chỗ ở sao lại rách nát như vậy? Chẳng phải chỉ là một chỗ ngủ thôi sao, có thể che mưa tránh gió là được. Bàn Tử nhếch miệng cười một tiếng, một bộ dáng lơ đễnh, đi, theo ta đi vào, hôm nay không say không về. Nhưng Tiêu Phàm lại đứng đó không nhúc nhích, sắc mặt có chút âm trầm. Lão Tam, làm sao vậy? Bàn Tử nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, mắt nhìn chằm chằm Bàn Tử, trầm giọng nói, lão nhị, người có coi ta là huynh đệ hay không? Tất nhiên, còn thân hơn cả huynh đệ ruột. Bàn Tử không chút do dự vỗ lồng ngực nói. Nếu coi ta là huynh đệ, vậy không nên gạt ta. Nếu huynh không nói, chỗ như này ta cũng không vào, coi như ta chưa bao giờ xuất hiện. Tiêu Phàm cau mày. Bàn Tử mặt cứng lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hắn cố ý duy trì bộ dáng vân đạm phong khinh, không ngờ vẫn là bị Tiêu Phàm nhìn ra. Lão Tam, việc này đệ vẫn không nên nhúng tay thì hơn, ta có thể tự mình giải quyết. Bàn Tử ngẫm lại, hít sâu một hơi nói, thần sắc có chút phân vân. Ngươi có thể tự mình giải quyết, Tiêu Phàm rõ ràng không tin, thiếu chút nữa thì muốn phát giận, trầm giọng nói, có phải là chuyện của Tuyết Lung Giác hay không? Sao ngươi lại biết? Bàn Tử không nghĩ ngợi gì nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói, không phải không phải. Lão nhị, ngươi không nói dối được. Tiêu Phàm lắc đầu, đối với cách sống của Bàn Tử làm, hắn nắm rất rõ. Nói dối trước mặt người khác, hắn ấy có thể lộ ra vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhưng nói dối trước mặt mình thì hắn sẽ rất không tự nhiên. Đương nhiên. Việc này cũng không phải là do Bàn Tử không đủ khôn khéo, ngược lại Bàn Tử thật sự rất khôn khéo, chỉ là không thích lừa gạt người khác mà thôi. Tuyết Lung Giác bị làm sao? Hai người nghĩ cách dù sao cũng tốt hơn một người, huống chi chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta. Tiêu Phàm vỗ bả vai Bàn Tử, thần sắc cực kỳ kiên định.
Toàn thân Bàn Tử khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lóe lên một tia chờ mong, bờ môi rung động nhẹ nhẹ, con người cũng chậm chậm đỏ bừng. Lão Tam, đúng rồi, đệ là luyện dược sư đúng không? Bàn Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, người nhất định có thể giải trừ độc trong người Lung Giác đúng không? Độc, trán Tiêu Phàm nhăn thành chữ xuyên, Tuyết Lung Giác trúng độc. Là do Nam Cung Thiên Giật, ân. Bàn Tử khẽ cắn môi, trong mắt y lóe lên sát khí ngút trời, nói, không sai, Lung Giác từ sau khi theo ta trở lại Ly Hỏa Đế Đô được 3-4 tháng liền hôn mê, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Ta lặng lẽ tìm mấy tên lục phẩm luyện dược sư và thất phẩm đến kiểm tra, nhưng là không có người nào có thể kiểm tra ra độc nàng chúng. Trước đó, Nam Cung Thiên Giật ám chỉ ta, chuyện Lung Giác là do y gây ra. Nói đến đây, sát khí Bàn Tử từ từ thu liễm lại, bất quá con ngươi lại băng lãnh tới cực điểm. Nếu như không phải Tuyết Lung Giác xảy ra chuyện, Bàn Tử lại sao có thể một mực ở lại đế cung? Mấy tháng trước hắn nghe được tin tức về Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì đi tìm Tiêu Phàm. Nhưng hắn nghĩ tới sự chênh lệch giữa mình và Nam Cung Thiên Giật, vì không muốn âm mưu của Nam Cung Thiên Giật đạt được, mấy tháng nay Bàn Tử một mực bế quan, rốt cục đã đột phá chiến hoàng cảnh. Điều này chứng tỏ Nam Cung Thiên Giật sợ ngươi, không phải sao? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, chỉ cần ngươi là Nam Cung Tiêu Tiêu, Tuyết Lung Giác sẽ không mất mạng, bởi vì đây là con cờ cuối cùng hắn dùng để ngăn ngươi. Không. Nam Cung Thiên Giật không đơn giản như vậy, với thực lực của hắn, ta tạm thời còn không phải đối thủ, Lão Tam, ngươi cũng không nên khinh thường Nam Cung Thiên Giật. Bàn Tử cực kỳ trịnh trọng nói, Nam Cung Thiên Giật mạnh như vậy sao? Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, nghĩ đến chính mình vẫn quá khinh thường Nam Cung Thiên Giật, suy nghĩ một chút nói, đi thôi, đi xem Tuyết Lung Giác, tốt xấu gì ta cũng là một tên luyện dược sư. Được. Bàn Tử gật đầu. Cuối cùng vẫn đưa Tiêu Phàm vào trong. Tiêu Phàm mặt ngoài mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng không hề bình tĩnh như vậy, Bàn Tử đường đường là đế tử Đại Ly, vậy mà lại ở tại cung điện rách nát như vậy, điều đó cũng đủ chứng minh rất nhiều sự tình. Đế chủ Đại Ly mặc dù thừa nhận Bàn Tử là người thừa kế vương vị thứ hai của Đại Ly đế triều, nhưng trong đáy lòng, có lẽ vẫn không hề hoàn toàn thừa nhận Bàn Tử. Đổi lại một cách nói khác, chính là Bàn Tử vẫn bị gia tộc Nam Cung vứt bỏ. Với thiên phú của Bàn Tử mà vẫn bị gia tộc Nam Cung vứt bỏ, vậy chứng tỏ thực lực của người thừa kế hợp pháp thứ nhất của gia tộc Nam Cung, Nam Cung Thiên Giật phải cường đại thế nào đây? Xem ra chuyến đi cổ địa bí cảnh là lúc ta và lão nhị nguy hiểm nhất, tới đó, Nam Cung Thiên Giật mới có thể trực tiếp ra tay với chúng ta. Trong lòng Tiêu Phàm đã có dự định. Khi hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện đã bị Bàn Tử đưa đến chỗ sâu trong cung điện. Gạch nối, Bàn Tử mang theo Tiêu Phàm đi vào một gian biệt viện, mấy nha hoàn lập tức cúi chào, cung kính nói, nô tỳ bái kiến cửu đế tử. Bàn Tử khoát khoát tay, sau khi mấy nha hoàn cung kính thối lui, Bàn Tử đẩy cửa gian phòng, lập tức cùng Tiêu Phàm đi vào. Trong phòng tất cả mọi thứ đập vào mắt Tiêu Phàm tầm, gian phòng bố trí vô cùng đơn sơ, chỉ trưng bày một cái bình phong. Một cái bàn, vài cái ghế dựa, còn có một chiếc giường lớn. Trên giường có một thân ảnh xinh đẹp đang nằm, chính là Tuyết Lung Giác. Tuyết Lung Giác giống như là đang ngủ, thần sắc yên bình, trên mặt lộ ra tiếu dung, căn bản không giống bộ dáng trúng độc. Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống, đây là lần đầu tiên hắn không nhìn ra triệu chứng của một người bằng mắt thường, phải biết dù là vấn đề nội tại trong cơ thể Hỏa Hoàng và Hướng Vinh, hắn cũng chỉ liếc mắt liền nhìn ra. Đối với người khác, Tiêu Phàm có lẽ vẫn còn kiêng kỵ, về phần Tuyết Lung Giác, Tiêu Phàm ngược lại không hề suy nghĩ nhiều gì. Chuyển một chiếc ghế đến gần, ngồi ở bên giường, Bàn Tử nhẹ nhàng cầm tay Tuyết Lung Giác đặt trước mặt Tiêu Phàm, Tiêu Phàm ba ngón ấn lên mạch của Tuyết Lung Giác. Một tia hồn lực yên lặng rót vào trong cơ thể Tuyết Lung Giác, thẩm thấu vào trong kinh mạch và hồn hải. Nhưng điều khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên là hồn lực thông suốt. Căn bản không hề phát hiện ra có chỗ nào bất thường. Càng là như thế, trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng trầm trọng, với cấp bậc thất phẩm luyện dược sư của hắn, vậy mà còn không nhìn ra bất cứ vấn đề gì, thậm chí nếu như không có sự nhắc nhở của Bàn Tử, Tiêu Phàm thật sự không nhìn ra Tuyết Lung Giác đang trúng độc. Nếu như thực sự là trúng độc, vậy cái loại độc này không phải đáng sợ bình thường. Tiêu Phàm cực kỳ không cam lòng, dẫn ra bạch thạch cùng lực lượng U Linh chiến hồn. Trong chớp mắt,
linh giác Tiêu Phàm tăng cường gấp 10 lần, một lần nữa tìm kiếm trong cơ thể Tuyết Lung Giác. Nhưng khiến hắn thất vọng là hiệu quả vẫn như cũ, trong cơ thể Tuyết Lung Giác không hề có cái gì bất thường. Không đúng. Tiêu Phàm sầm mặt lại, nếu như giải quyết không được vấn đề của Tuyết Lung Giác, bàn tử sẽ luôn bị Nam Cung Thiên Giật uy hiếp, chuyện này đối với hắn hay bàn tử đều không phải là chuyện tốt. Lão Tam, thế nào rồi? Bàn tử lo lắng nói. Bình thường Tuyết Lung Giác có triệu chứng gì hay không? Trong lòng Tiêu Phàm bất đắc dĩ, nhưng mà hắn không muốn để cho bàn tử lo lắng, đành phải hỏi. Triệu chứng, bàn tử cau mày một cái, bắt đầu rơi vào trầm tư, lúc này mới nói, lúc trước sau khi rời khỏi Vân Thành, Lung Giác thường xuyên mệt dã rời, ngay từ đầu ta chỉ cho rằng nàng mệt mỏi quá mà thôi, nhưng sau đó mỗi ngày đều ngủ 10 canh giờ, ta cảm thấy có gì đó không đúng liền tìm mấy luyện dược sư đến xem, nhưng căn bản không nhìn xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hai tháng trước, sau khi Lung Giác ngủ rồi cứ như vậy không hề tỉnh lại, thẳng đến hiện tại, hơn nữa điều quái lạ là tu vi của nàng còn đột phá rất nhiều lần, hiện tại đã là chiến vương hậu kỳ. Bàn tử nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Lung Giác lóe qua một tia nhu hòa, chỉ là lúc nghĩ đến Nam Cung Thiên Giật, thần sắc lại trở nên vô cùng băng lãnh. Tiêu Phàm biết rõ, bàn tử đoán chừng là hận thấu xương Nam Cung Thiên Giật, nếu như Tuyết Lung Giác không xảy ra chuyện, y đã sớm đấu với Nam Cung Thiên Giật. Thích ngủ, đi ngủ còn có thể đột phá. Nghe thấy câu nói của bàn tử, Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc, sau đó nhanh chóng tìm tòi bên trong Tu La truyền thừa. Đột phá chiến hoàng cảnh, ký ức Tu La truyền thừa lại được giải không ít phong ấn, chỉ là Tiêu Phàm còn chưa kịp dò xét, hôm nay vừa vặn tìm hiểu một chút nội dung. Thấy Tiêu Phàm ngồi yên không nhúc nhích, bàn tử cũng không dám quấy nhiễu, đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Có rồi, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia tinh quang, nhưng rất nhanh liền trầm xuống, một tia sát khí lóe lên trong mắt hắn. Lão Tam, ngươi nhìn ra gì rồi? Bàn tử trong mắt vui vẻ. Ân, Tiêu Phàm ngơ ngác gật đầu, cũng không phải là hắn nhìn ra vấn đề của Tuyết Lung Giác, mà là hắn tìm được triệu chứng tương tự từ trong Tu La truyền thừa. Không thể không nói, Tu La truyền thừa cực kỳ cường đại, nội dung đầy đủ. Lão nhị, ta đi trước chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa sẽ đến giải độc cho Tuyết Lung Giác. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Hắn nói chuẩn bị một chút, chẳng qua chỉ là tùy ý kiếm một cái cớ mà thôi, mặc dù trong lòng hắn đã có 8 phần xác định được độc trong người Tuyết Lung Giác. Nhưng hắn căn bản không có cách giải quyết, bởi vì loại độc này là một loại bát phẩm độc dược, cho dù dùng Long Văn Kim Châm cũng không thể giải được. Cũng khó trách Tiêu Phàm nổi lên sát tâm, không thể không nói, Nam Cung Thiên Giật thực sự hạ thủ được, đem một loại bát phẩm độc dược dùng trên người một chiến vương cảnh, quả thực là dùng dao mốt trâu giết gà. Nhưng điều này cũng chứng minh địa vị của bàn tử trong lòng Nam Cung Thiên Giật, muốn áp chế bàn tử, Nam Cung Thiên Giật không từ bất cứ thủ đoạn nào. Lão Tam, ngươi không cần gạt ta, loại độc này vô sắc vô vị, căn bản không có cách nào giải trừ. Sắc mặt bàn tử trắng bệch, cả người lập tức chán nản hơn rất nhiều. Nếu như Lung Giác chết, Nam Cung Thiên Giật nhất định phải chôn cùng. Chỉ một lát sau, trong mắt bàn tử trong lóe qua một tia tàn nhẫn, cho dù là Nam Cung Thiên Giật tính kế với hắn, hắn cũng không tức giận đến như vậy. Lão nhị, việc không hề nghiêm trọng như ngươi tưởng, ngươi ở đây trông nàng, nếu xong nhanh, trời tối ngày mai ta sẽ trở lại, nếu chậm cũng sẽ không vượt qua 3 ngày. Còn ngươi Tiêu Phàm kiên định nói. Thực sự, trên mặt bàn tử lại nổi lên ánh mắt chờ mong. Ta có lúc nào lừa huynh đệ của mình chưa? Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Nhìn thấy tiếu dung trên mặt Tiêu Phàm, bàn tử lập tức cũng thở phào một hơi, nói, mỗi đêm, ta sẽ chờ ngươi ở cửa Đông Đế Cung. Được. Tiêu Phàm gật đầu, hắn quên mất Đế Cung không phải hắn muốn vào thì vào. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, bàn tử mới tiễn Tiêu Phàm rời khỏi Đế Cung. Trên đường, Tiêu Phàm nhíu chặt lông mày, lại không hề thoải mái như lúc trước đó, trong lòng trầm ngâm nói, nếu như thực sự là bát phẩm tự mộng la sát phấn, vậy thì có chút phiền phức. Loại độc này vô sắc vô vị, trực tiếp tác động lên hồn lực và chiến hồn, khiến cho người ta lâm vào hôn mê mãi mãi. Mặc dù chúng ta thấy nàng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng Tuyết Lung Giác thực sự đang sống trong một thế giới như mộng ảo khác, cho dù có kích thích như thế nào nàng đều không tỉnh lại, trừ giải dược, không ai có thể đánh thức nàng. Không sai,
Tiêu Phàm đoán ra độc trong người Tuyết Lung Giác là gì, chỉ là hắn cũng căn bản không có bất cứ cách gì để giải độc, vì không để bàn tử lo lắng, chỉ có thể nghĩ ra một cái cớ. Tự mộng la sát phấn, độc tố bát phẩm quỷ dị, có thể khiến cho tu sĩ tiến vào một trạng thái cực kỳ huyền diệu, lúc rơi vào loại trạng thái này, người chúng độc căn bản không phát hiện ra vấn đề gì. Bởi vì ý thức tinh thần của họ vẫn luôn không ngừng lưu chuyển, họ căn bản không biết mình đã rơi vào một mộng cảnh không ngừng. Quỷ dị là ở trong mộng cảnh này, bản thân tu sĩ có thể không ngừng hấp thu linh khí thiên địa, bổ sung cho nhu cầu của bản thân, thậm chí có thể đột phá tu vi. Tự mộng la sát phấn này, với thực lực của ta bây giờ không thể giải được, chỉ có thể đi thỉnh giáo Hề lão. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, xuyên qua bóng đêm đen như mực, nhanh chóng đi về hướng luyện dược sư công hội. Lúc Tiêu Phàm chuẩn bị tăng tốc, từng đạo đao khí rét lạnh, đao quang lấp lánh trong hư không, phải trái trước sau, bốn phương tám hướng đều là hàn ý, vô số hàn quang đột nhiên chém về phía hắn. Gạch nối, vô số đao khí sắc bén bay ra, mỗi một kích đều đủ chí mạng. Tiêu Phàm căn bản không kịp chạy trốn, trong nháy mắt bị vô số đao khí sắc bén bao phủ tại chỗ. Oanh, trong không khí phát ra một tiếng nổ lớn, kiếm khí, đao khí thiếu chút nữa xé rách hư không, quang mang chói lọi như là pháo hoa nở rộ, trong đêm tối cực kỳ bắt mắt. Xung quanh bốn phía nổ lớn, có hơn 13 đạo thân ảnh, tất cả 13 người đều mặc áo bào đen, không nhìn thấy rõ khuôn mặt, mỗi người đều phát ra hàn ý băng lãnh và sát khí. Cẩn thận quan sát, có thể cảm nhận được một cỗ sát khí nồng đậm trên người mỗi người, hiển nhiên đều đã trải qua giết chóc rất nhiều lần. Hừ, cũng chỉ được như vậy. Một tên hắc y nhân lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Nhiệm vụ hoàn thành, giải tán. Một hắc y nhân khác khẽ quát một tiếng, 13 người chuẩn bị giải tán. Thiên địa tiêu sát, đúng lúc này, một tiếng nói lạnh lùng vang lên trong không khí, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trong hư vô xuất hiện, phiêu nhiên nhẹ nhàng, nhưng lại mang sát khí nồng đậm, cả người nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Từng đạo huyết sắc quang mang xuất hiện trên người hắn, ngưng tụ thành một mảnh huyết hải, kiếm khí sắc bén xẹt qua không khí đánh về hướng 13 người. Giết hắn, hắn không chết, làm sao có thể, 13 tên hắc y nhân kêu to, tất cả mọi người không chút do dự xuất thủ, 13 người giống như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng không hề sợ hãi, ngược lại hung quang chợt lóe. Bóng đen ở phía đối diện lộ nét cười băng lãnh. Hắn cũng kinh ngạc trước thực lực của 13 tên hắc y nhân kia, đây là 13 tên chiến hoàng cường giả, tới đây chỉ vì muốn giết chết Tiêu Phàm hắn. Nếu như không phải kịp thời thi triển phiêu miểu thần tung, kịp thời thuấn di, Tiêu Phàm hắn quả thực là chết không chút nghi ngờ. Dù sao, không có tu sĩ chiến hoàng cảnh nào có thể chính diện chịu được 10 tu sĩ hợp lực đánh lén. Hồng Trần thiếu, thân thể Tiêu Phàm lóe lên, tu la kiếm lóe sáng. Một đạo ánh sáng màu bạc sắc bén xẹt qua không khí, phát ra một tiếng vang rất nhỏ, đó là tiếng xé rách không khí, giống như tia chớp lại giống như lôi điện, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Phốc, lôi đình một kích, trực tiếp giết chết một người, máu tươi bắn ra khắp không khí, nhưng Tiêu Phàm cũng không dám dừng lại, bởi vì hắn phát hiện mình bị hồn lực của 12 người khác khóa chặt. 13 người chiến hoàng cảnh, chỉ vì giết chết một tên chiến hoàng sơ kỳ như ta. Không biết ai lại ra tay hào phóng như vậy. Tiêu Phàm nhe răng cười nhìn 13 người đối diện, con người sắc bén băng lãnh, giống như con dã thú khát máu. Một người chết mà thôi, không cần thiết phải biết nhiều như vậy. Một hắc y nhân mở miệng không mang theo bất cứ một chút cảm tình nào, đánh thẳng về phía Tiêu Phàm. Bọn họ chỉ muốn lập tức giết chết Tiêu Phàm, bởi vì đánh nhau ở đây tiếng vang rất lớn, sẽ kinh động đến rất nhiều người. À, ngươi nói không sai, một người chết mà thôi, biết thì sao chứ? Ánh mắt Tiêu Phàm từ từ lạnh xuống, cho dù là ai sai xử bọn họ, trong mắt Tiêu Phàm, bọn họ cũng chỉ là đám người đã chết mà thôi. Quả thực rất ngông cuồng, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể đấu lại 13 người chúng ta. Một hắc y nhân cười lạnh, một đạo đao khí bắn từ phía hắn, xông thẳng về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có thể nhìn ra những hắc y nhân này đều được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa bọn họ rất giỏi, chỉ là hắn rất ngạc nhiên không biết ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đại Long Long Tiêu, Nam Cung Thiên Giật, càng nghĩ, cũng chỉ có hai người này muốn hắn nhanh chóng chết đi. Cũng có khả năng là Sở Gia.
Trong lòng Tiêu Phàm tự ngẫm, trong mắt người khác, hắn mặc dù không trực tiếp chém chết Sở Dịch Phong, nhưng Sở Dịch Phong vì hắn mà chết, Sở gia báo thù cũng rất bình thường. Hắc Y Nhân thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, trong con ngươi lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn, Tiêu Phàm ngươi cuồng ngạo cũng tốt, phách lối cũng được, qua hôm nay cũng chỉ là một người đã chết. Bang, trong không khí vang lên tiếng nổ, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu xanh xuất hiện ở phía trước mặt Tiêu Phàm, một kiếm rất tùy ý liền ngăn lại đao khí đang bay đến. Còn có người, sắc mặt Hắc Y Nhân khẽ biến, y căn bản không phát hiện ra vẫn còn có người, như vậy thì thực lực của người này há có thể yếu hơn bọn họ. Chết, cũng đúng lúc này, đối diện vang lên một giọng nói khàn khàn, trường kiếm màu xanh nhấc lên, một đạo thanh sắc xẹt qua chân trời, đám người chỉ thấy một đóa hoa sen thanh sắc nở rộ trong không khí. Phốc một tiếng, Hắc Y Nhân kia bị thanh sắc kiếm liên chém tan thành từng mảnh, máu vẩy khắp hư không khí. Thiên Tàn, không đúng, Thiên Tàn đã chết. Trong đám Hắc Y Nhân có người kêu lên sợ hãi, giống như nhận ra chủ nhân của kiếm khí màu xanh kia. Phóng tầm mắt nhìn về hướng đó, đó là một người mặc trường bào màu đen, trong đó một ống tay áo trống rỗng bay phấp phới trong không trung, đặc điểm này quả thực dễ dàng để cho người ta nhận ra. Mau lui lại, Hắc Y Nhân khác kêu to, có một loại sợ hãi phát ra từ trong nội tâm. Bây giờ còn muốn chạy sao, muộn rồi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nháy mắt với Thiên Tàn, hai người lập tức cùng xuất kích. Hắn cũng càng ngày càng tò mò về thân phận của 13 tên Hắc Y Nhân này, người có thể nhận ra thân phận của Thiên Tàn chỉ có hai loại, một loại là người cực kỳ thích xem sinh tử đấu, loại thứ hai chính là bản thân đã từng tham dự sinh tử đấu. Về phần những người khác, chắc chắn là không thể nào nhận ra Thiên Tàn, rất hiển nhiên những tên này chính là một trong hai loại kể trên. Giống, quỷ trảo, tiếng gầm lên giận dữ cùng tiếng quát chói tai đồng thời vang lên, hai phương hướng khác lại xuất hiện hai thân ảnh, trảo cương sắc bén thiếu chút nữa là xé toạc không khí, một cảm giác lạnh lẽo vây quanh mọi người. Phốc phốc, trong số Hắc Y Nhân chạy trốn, lại có hai người bị móng vuốt sắc bén cho xé nát, máu me văng khắp không trung. Các ngươi là ai? 13 tên Hắc Y Nhân qua mấy phút liền chết 4 người, điều này khiến cho trong lòng 9 người còn lại có chút run rẩy. Là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi đều phải chết. Người nói là Phong Lang, con mắt hắn cực kỳ băng lãnh, sát khí nặng nề. Phong Lang, Tiểu Kim cùng Thiên Tàn ba người rời khỏi Đông Cung, vẫn chờ đợi Tiêu Phàm ở gần cửa, đáng tiếc Tiêu Phàm không hề phát hiện ra bọn họ mà lao thẳng về phía trước. Ba người lặng yên không một tiếng động chạy theo, vừa hay nhìn thấy 13 tên chiến hoàng cảnh đánh lén Tiêu Phàm, cảnh này khiến cho ba người bị dọa cho phát sợ. May mắn là Tiêu Phàm còn sống, điều này khiến cho bọn họ thở phào một hơi. Đối với dám người giết Tiêu Phàm, ba người nào có chút do dự nào, trước hết cứ giết rồi lại nói. Toàn bộ giết. Giọng Tiêu Phàm cực kỳ lạnh lùng, cũng không quá hứng thú đối với thân phận của đám người này, huống chi hỏi bọn chúng. Bọn chúng cũng chưa chắc sẽ nói. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền phóng về phía hai người trong đó, muốn lấy một chọi hai. Đao Hà Thiên Hạ, một Hắc Y Nhân trong đó gầm thét, hai thanh đao đồng thời tỏa ra yêu diễm quang trạch, đâm về Tiêu Phàm, quỷ dị là đao khí vậy mà giống như là dòng sông thực, lộ ra một cỗ đao khí vô cùng sắc bén, chém giết tất cả. Huyết sát, Tiêu Phàm một mặt hờ hững. Thực lực của 13 Hắc Y Nhân này cho dù là hắn thì cũng không dám khinh thường, nhưng không tới mức phải khiến hắn sợ hãi. Ầm ầm, đao mang, kiếm quang đâm vào nhau xé rách không gian, một tiếng nổ vang trời, Tiêu Phàm tóc dài tung bay, lạnh lùng nhìn Hắc Y Nhân đối diện. Ngươi, Hắc Y Nhân giơ cánh tay lên chỉ về phía Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng và sợ hãi, vừa dứt lời, cánh tay liền mềm xuống, cả người phốc vỡ tung. Lục phủ ngũ tạng rải đầy đất. Gạch nối, toàn bộ giết, giọng nói bình tĩnh lộ ra sát ý nồng đậm của Tiêu Phàm vẫn quanh quẩn trên không trung, từ người hắn tỏa ra một cỗ sát khí nồng đậm. Ánh mắt hắn biến thành lạnh lùng, vô cùng lạnh lùng. Cho dù những người này là ai, đối với Tiêu Phàm mà nói cũng đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là bọn chúng muốn giết Tiêu Phàm, bọn chúng nhất định phải chết. Rõ. Thiên Tàn và Phong Lang hai người nghe tiếng cùng lúc gật đầu. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một tia chớp màu vàng xông về phía đám người Hắc Y Nhân, dám giết Tiêu Phàm, vậy phải trả giá bằng cái chết.
Kim sắc hỏa diễm hung ác điên cuồng tỏa ra từ trên người nó, hóa thành một mảnh biển lửa hung mãnh, trong nháy mắt vây quanh hai người. Từ khi đột phá thất phẩm, tiểu kim rất ít khi xuất thủ, hỏa diễm trên người nó chiến hoàng bình thường tuyệt đối không thể so sánh, thực lực những hắc y nhân này tất nhiên không yếu, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là chiến hoàng trung kỳ, sao đáng để tiểu kim đặt trong mắt. Giải tán, một thanh niên mặc áo đen cầm đầu kêu to, không chút do dự bỏ chạy về phía xa, những người khác nghe vậy nào dám do dự. Một Tiêu Phàm đã đủ khiến bọn họ chật vật, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện hai người và một hồn thú, hơn nữa thực lực so ra có vẻ như không yếu hơn Tiêu Phàm bao nhiêu. Trốn, khóe miệng Tiêu Phàm nhếch lên trào phúng, hồn lực cường đại giống như đại dương trào ra, sát khí tuông ra mãnh liệt. Ân, ánh mắt một đám hắc y nhân trầm xuống, bọn họ đều đã giết người vô số, nhưng sát khí đáng sợ như này khiến bọn họ cảm nhận được một loại bất lực. Cho dù là hai người Thiên Tàn và Phong Lang cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Sát ý cuồn cuộn như đại dương kia cũng không hề công kích bọn họ, thậm chí cũng không hề hướng về bọn họ, chỉ là vây bọn họ vào trong, nhưng dù vậy cũng làm cho họ có một loại cảm giác như hãm sâu vào trong bùn. Đây chính là sát ý vô cùng đáng sợ, cũng có rất ít người có thể lĩnh ngộ được sát ý, bởi vì chỉ có người trải qua giết chóc mới có thể chân chính lĩnh ngộ được. Sát ý cũng không có tính công kích thực chất nhưng có thể khiến cho trong nội tâm sinh ra một loại sợ hãi, về mặt khí thế có thể trên đối thủ một bậc. Một người ý chí không vững, lúc tâm sinh sợ hãi, sao còn có thể chiến đấu với đối thủ? Hồng Trần thiếu, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, từng đạo ngân sắc thiểm quang giống như gợn sóng phóng về phía bốn phương tám hướng, mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất nhưng lại khiến những hắc y nhân kia cảm thấy ngạt thở. Phong Lang, Tiểu Kim cùng Thiên Tàn ba người nháy mắt lấy lại tinh thần, ba người đồng thời xuất thủ, nhào về phía đám hắc y nhân. Phốc phốc, từng đạo máu tươi bắn ra, trong đó ba tên hắc y nhân bị chém nứt đầu, máu màu đỏ tươi bắn về phía chân trời, thi thể không đầu ngã xuống đất. Ngay tại lúc đó, mấy hắc y nhân còn lại mới kịp phản ứng, muốn chạy trốn, nhưng mà phía sau ba đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp lấy xuống đầu mấy người còn lại. Đi, Tiêu Phàm vung tay lên. Những thi thể này đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ cuồn cuộn tiêu tán tại trong không trung. Sau một lát, không ít người từ đằng xa gào thét đánh tới, đáng tiếc đã không còn thấy thân ảnh bọn Tiêu Phàm nữa, mặc dù thời gian nhìn thì có vẻ như rất dài, nhưng mấy người Tiêu Phàm ra tay cực kỳ dũng mãnh. Không bao lâu sau, bọn Tiêu Phàm dừng lại trong một ngõ nhỏ tĩnh mịch, thần sắc Tiêu Phàm vô cùng hờ hững. Công tử! Thiên Tàn đột nhiên mở miệng. Ngươi cũng nhìn ra, sát khí trên mặt Tiêu Phàm biến mất, chậm rãi bình tĩnh lại. Ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng trên người bọn chúng tỏa ra sát khí, hẳn là người đi ra từ sinh tử đấu trường. Thiên Tàn gật đầu, hít sâu một hơi nói. Những người kia đều xuất thân từ sinh tử đấu trường. Phong Lang lộ ra vẻ kinh hãi. Hẳn là như vậy. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia âm trầm, hắn từng tham gia trăm trận đấu ở sinh tử đấu trường. Tất nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Hơn nữa, những người này trên người đều có sát khí, ít nhất từng thắng liên tiếp 40 trận trở lên tại sinh tử đấu trường mới có thể tản ra một loại huyết khí như thế. Khó trách rất nhiều người thắng liên tiếp hơn 40 trận ở đấu trường sinh tử, thực lực đột nhiên sẽ giảm mạnh, nguyên lai là những người kia sớm đã bị đánh cháo, nhưng ai có thể thu mua người của sinh tử đấu trường đây? Trong mắt Thiên Tàn đều lộ vẻ nghi hoặc. Khẳng định là có. Tiêu Phàm ngữ khí cực kỳ kiên định, tam đại gia tộc, còn có gia tộc Nam Cung, cho dù là sinh tử đấu trường cũng phải nể mặt vài phần, đương nhiên khả năng lớn nhất vẫn là Nam Cung gia tộc. Không sai, Sở gia tất nhiên cũng có khả năng làm được việc này, nhưng khả năng lớn nhất vẫn là gia tộc Nam Cung thu mua người của đấu trường sinh tử, đem những đấu giả đó tạo thành một thế lực thần bí, đúng thực sự là một chiêu tuyệt diệu. Trong mắt Thiên Tàn tràn đầy vẻ kinh hãi. Là do ai phái tới đã không còn quan trọng nữa, dù sao ta cũng đã đối đầu với Sở gia, cùng Nam Cung Thiên Giật không chết không thôi. Bốn chữ cuối cùng, cơ hồ là phát ra từ trong kẽ răng Tiêu Phàm. Trước đó tại trên yến hội Tiêu Phàm đã đắc tội với Nam Cung Thiên Giật, khiến cho hắn tối tăm mặt mũi, Nam Cung Thiên Giật muốn giết hắn cũng rất bình thường. Không đúng, cũng có thể là người Đại Long Đế Triều, Đại Long Đế Triều hận ta không hề ít hơn so với Nam Cung Thiên Giật.
mặt khác Đại Long đế tộc cũng có thể thu mua tử sĩ từ sinh tử đấu trường Đại Ly. Thần sắc Tiêu Phàm khẽ run lên, trong nháy mắt nghĩ đến điều gì đó. Thiên Tàn và Phong Lang gật đầu, bọn họ cũng hiểu rất rõ, không chỉ Đại Ly đế triều có sinh tử đấu trường, Đại Long đế triều cũng có. Lấy thực lực của Long gia, cho dù mua vài tử sĩ ở sinh tử đấu trường nào đều không quá khó. Xem ra chuyến đi cổ địa bí cảnh lần này càng ngày càng phức tạp. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đại Long đế triều ngoài mặt chỉ có chừng 100 người đến Đại Ly, nhưng nếu như 13 người kia cũng là người của Đại Long đế triều, mọi việc sẽ không đơn giản như vậy, chỉ ít người Đại Long tiến vào cổ địa bí cảnh tuyệt đối không chỉ có 100 người. Thiên Tàn, Phong Lang, còn lại một tháng, các ngươi cố gắng tu luyện, đến lúc đó theo ta tiến vào cổ địa bí cảnh. Thần sắc Tiêu Phàm trầm xuống nói. Rõ, công tử. Hai người Phong Lang và Thiên Tàn gật đầu. Nơi này có hai bộ công pháp, các ngươi cố gắng học tập. Tiêu Phàm lấy ra hai quyển thư tịch từ bên trong hồn giới, đây là thành quả đêm qua hắn bớt thời gian ra sao chép, một bản tên là Phệ Hồn Đế Điển, khác một bản tên là Hoàng Tuyển Kiếm Quyết, đều là công pháp bát phẩm, hơn nữa còn có mấy tuyệt chiêu. Đây là công pháp cường đại Tiêu Phàm tìm được từ trong Tu La truyền thừa, chỉ là hai bộ công pháp này không đầy đủ, chỉ khi Tiêu Phàm đột phá chiến đế mới có thể lấy được bản hoàn chỉnh. Đa tạ công tử. Nhận lấy hai quyển công pháp, hai người lập tức cười không ngậm miệng được. Đối với hai người mà nói, kém không phải thiên phú mà là công pháp và chiến kỹ, bằng nhãn lực của mình, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này sự cường đại của hai bộ chiến kỹ này. Hơn nữa nó cực kỳ thích hợp cho hai người bọn họ tu luyện, giống như sinh ra để dành cho bọn họ. Tiểu Kim, chúng ta đi. Tiêu Phàm gật đầu, xoay người ngồi trên lưng Tiểu Kim nhanh chóng chạy về hướng xa. Cho hai người Phong Lang và Thiên Tàn công pháp, việc này Tiêu Phàm đã sớm nghĩ đến, không tính đến việc Tiêu Phàm đã sớm coi bọn họ thành huynh đệ, cho dù chỉ là hạ nhân, Tiêu Phàm cũng sẽ không giấu giếm làm của riêng. Dù sao bên người có hai người thực lực cường đại, đối với bản thân mình tuyệt đối có ích vô hại. Nhị đệ, sao công tử lại có bát phẩm chiến kỹ? Đợi Tiêu Phàm đi xa, Thiên Tàn không nhịn được hỏi. Thân phận công tử không đơn giản. Phong Lang lắc đầu, y tận mắt nhìn thấy ngọc bội tử sắc trên cổ Tiêu Phàm, chỉ là lúc này sự việc trọng đại, cho dù là Thiên Tàn, hắn cũng không dám nói ra, chỉ nói vài câu cho qua. Đại ca đi thôi. Chúng ta dành thời gian tu luyện, cho dù không thể đột phá, thực lực cũng có thể mạnh mẽ hơn. Phong Lang nhìn Thiên Tàn đang thất thần, vỗ vỗ bả vai y sau đó bay về hướng Thần Châm Các. Trong một trang viên rộng lớn, Long Tiêu ngồi trong đại sảnh nghe Hắc Y Nhân đang quỳ kể lại, sắc mặt trắng bệch. Ba, một phát tát giận dữ đập vào trên thành ghế, Long Tiêu đột nhiên đứng dậy, thành ghế đột nhiên hóa thành bột phấn, ánh mắt tức giận phẫn nộ đáng sợ tới cực điểm. Một đám phế vật, 13 người đánh lén một người còn làm không được, lại còn chết hết. Cút, Long Tiêu nổi giận nói, Hắc Y Nhân kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ rời khỏi đại sảnh. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, 13 cái chiến hoàng cảnh đánh lén hắn vậy mà lại là do Long Tiêu phái tới. Long Tiêu giờ phút này hận Tiêu Phàm thấu xương, hắn chỉ nghĩ là do tu vi đám người đánh lén Tiêu Phàm kia quá thấp. Căn bản không nghĩ tới Tiêu Phàm quá cường đại. Hay cho một tên Tiêu Phàm, ngươi phải chết, Long Tiêu sát khí nặng nề phẫn nộ quát. Đại đế tử, làm sao, lại đang tức giận vì chuyện của Tiêu Phàm. Lúc này, một thân ảnh thong thả từ ngoài phòng khách đi tới. U Nhi, đệ Tiêu Phàm kia của nàng rốt cuộc lai lịch thế nào? Long Tiêu thiếu chút nữa thì đem lửa giận chuyển rời lên người Tiêu U, nhưng mà vẫn cưỡng ép nuốt xuống. Y đột nhiên nghĩ ra, Tiêu Phàm không chỉ là đệ của Tiêu U so ra còn muốn giết chết Tiêu Phàm hơn hắn. Tiêu Phàm sao? Ánh mắt Tiêu U lập tức trở lên rét lạnh, sau đó đem tất cả chuyện mình biết kể lại một lần cho Long Tiêu. Trong mắt Long Tiêu lướt qua sự ngạc nhiên, ngay sau đó bị một cỗ sát khí chiếm lấy. 9 lần mới thức tỉnh chiến hồn thành công, ngắn ngủi trong vòng thời gian hơn 1 năm liền đột phá đến chiến hoàng cảnh. Tiêu Phàm này cho dù là phải trả giá bao nhiêu, đều phải giết chết. Long Tiêu nhe răng trợn mắt nói. Tiêu Phàm quá là đáng sợ, ngắn ngủi hơn 1 năm đã đạt đến cảnh giới hiện tại, nếu như cho hắn thời gian trưởng thành đầy đủ, há không phải rất có thể sẽ giỏi hơn mình hay sao?
Chờ đã, nàng mới vừa nói Tiêu Phàm chẳng qua chỉ là tứ phẩm chiến hồn, vậy hắn đột phá chiến hoàng cảnh như thế nào? Long Tiêu trong nháy mắt nhớ tới điều gì đó. Thiếp cũng không biết rõ, nhưng chiến hồn của hắn rất có thể đã biến dị. Trong mắt Tiêu U lóe lên hàn ý, muốn giết Tiêu Phàm, có lẽ cũng không cần phiền toái như vậy, cựu nhân của hắn quá nhiều, hơn nữa hắn lại còn là huynh đệ kết bái của Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu, Long Tiêu cau mày một cái, ánh mắt lập tức sáng lên, Nam Cung Thiên Giật chỉ ước gì Nam Cung Tiêu Tiêu chết, hắn không thể trực tiếp đối đầu với Nam Cung Tiêu Tiêu nhưng lại có thể tùy ý đối phó với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dù sao cũng là người đại ly đế triều, có lẽ không cần ta tự mình động thủ. U Nhi chính là ý này. Tiêu U cười duyên một tiếng, cũng có một chút ý vị. Ở một chỗ khác, Tiêu Phàm đi tới luyện dược sư công hội tìm tới Hề Lão, đem chuyện của Tuyết Lung Giác nói với Hề Lão. Hề Lão nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, hồi lâu mới hít sâu một hơi nói, Tiêu Tiểu Hữu, người hẳn là đã có phỏng đoán phải không? Tự Mộng La sát phấn. Tiêu Phàm gật đầu, chỉ là đoán đúng thì thế nào, hắn căn bản không có bất kỳ cách nào có thể giải độc, đây cũng là nguyên nhân hắn đến tìm đến Hề Lão. Trong mắt Hề Lão lóe lên một tia ngạc nhiên, Tiêu Phàm mặc dù là thất phẩm luyện dược sư nhưng Tự Mộng La sát phấn này có rất ít người biết được. Xem ra, Tiêu Phàm quả thực không hề đơn giản. Trong lòng Hề Lão nghĩ thầm, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, không sai, là Tự Mộng La sát phấn cực kỳ hiếm thấy. Hề Lão có biết phương pháp luyện chế giải dược không? Tiêu Phàm vội vàng hỏi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bên trong Tu La truyền thừa mặc dù có ghi lại triệu chứng chúng độc Tự Mộng La sát phấn nhưng lại không có phương pháp luyện chế, lại càng không có phương pháp luyện chế giải dược, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm không biết phải làm sao. Hề Lão không nói, đưa cho Tiêu Phàm một ly trà. Lại là một lão hồ ly. Trong lòng Tiêu Phàm tức giận mắng. Hắn sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của Hề Lão, nhất định là không muốn nói cho mình phương pháp luyện chế giải dược. Bất quá nói đi thì phải nói lại, Tự Mộng La sát phấn này dù sao cũng là bát phẩm độc dược, giải dược cũng là bát phẩm đan dược, giá trị không thể đo lường, lại càng không cần phải nói một phương pháp luyện chế. Trừ Tu La kiếm cùng đồ lục đao, đoán chừng Tiêu Phàm táng ra bại sản cũng mua không nổi một tờ bát phẩm đan phương. Hề Lão, việc này đối vãn bối cực kỳ quan trọng, về sau tiền bối cần vãn bối làm gì, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, vãn bối cũng sẽ không chối từ. Tiêu Phàm đứng dậy, cung kính nói. Việc liên quan đến bản tử, Tiêu Phàm dù máu chảy đầu rơi cũng không do dự. Nếu như Tuyết Lung Giác không tỉnh lại, bản tử sẽ luôn bị Nam Cung Thiên Giật uy hiếp, thậm chí Tiêu Phàm nghĩ đến nhiều điều, nếu như một ngày kia Nam Cung Thiên Giật bảo huynh đệ hai người tương tàn thì sao đây? Đến lúc đó bản tử sẽ lựa chọn như thế nào? Loại tình huống này Tiêu Phàm không hề muốn nhìn thấy, cho nên hắn nhất định phải đem loại chuyện có khả năng xảy ra này bóp chết từ trong trứng nước. Nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, Hề Lão lập tức cười rộ lên, mở ra lòng bàn tay phải, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc, cười tủm tỉm nói, Tiêu Tiểu Hữu lại nghiêm trọng quá rồi, ta đây vừa hay có một viên huyền tâm đan, có thể giải trừ độc Tự Mộng La sát phấn. Đa tạ tiền bối. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng kích động, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hề Lão sẽ cho hắn giải dược Tự Mộng La sát phấn, lại là không nghĩ tới lại có huyền tâm đan. Huyền tâm đan, đây chính là bát phẩm đan dược đó, có thể thanh trừ tạp niệm trong tâm, tất nhiên có thể thanh trừ mộng cảnh, hơn nữa uống huyền tâm đan có khả năng khiến cho tu sĩ tiến vào một loại trạng thái lĩnh ngộ huyền diệu. Bởi vậy, huyền tâm đan bình thường đều sử dụng lúc chiến hoàng cảnh đột phá chiến đế cảnh. Có thể tăng xác suất tu sĩ đột phá thành công. Tiêu Phàm rất rõ ràng sự chân quý của huyền tâm đan, trong lòng cảm kích Hề Lão không thôi, chẳng qua lúc hắn chuẩn bị nhận lấy bình ngọc, Hề Lão lại không có ý đưa huyền tâm đan cho hắn. Tiêu Phàm tay rằng co trong không khí, thân sắc khá là xấu hổ, nhất thời không biết Hề Lão có ý gì. Cho! Hề Lão cười cười, đem bình ngọc đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vội vàng tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình. Lập tức một mùi thơm tràn ra, trong bình ngọc là một viên tử sắc đan dược lớn khoảng cỡ ngón tay. Xung quanh tử sắc đan dược lượn lờ một tầng tử sắc nhàn nhạt, nhìn một chút dường như toàn bộ tâm thần đều bị hút vào trong đó. Quả nhiên là huyền tâm đan, Tiêu Phàm vội vàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bình ngọc, nhìn về phía Hề Lão nói, Hề Lão, có chuyện gì cứ nói đi,
vãn bối hết sức nỗ lực. Lão hủ vừa vặn có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay. Hề lão cười ha ha một tiếng nói, vuốt vuốt chòm râu bạc phơ. Quả nhiên là lão hồ ly, bất quá mình có việc cầu người, không còn cách nào. Trong lòng Tiêu Phàm oán thầm một trận, bất quá ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh, nói tiền bối mời nói. 2 năm sau, công hội luyện dược sư có một cuộc thi luyện đan, ta muốn nhờ ngươi đại biểu cho luyện dược sư công hội Đại Ly Đế Triều tham gia. Thần sắc hề lão đột nhiên nghiêm lại, trịnh trọng nói. Cuộc thi luyện đan, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, lại nói, hề lão, luyện dược sư công hội nhân tài đông đúc, luyện đan đại tái sao có thể tới phiên ta đây? Đây không phải do Tiêu Phàm khiêm tốn, mà là xuất phát từ nội tâm, luyện dược sư công hội thất phẩm luyện dược sư nhiều không đếm xuể, lúc nào đến phiên hắn tham gia. Hơn nữa, Tiêu Phàm không thích nổi tiếng, luyện dược luyện đan cũng chỉ là nghề phụ của hắn mà thôi, không có ý phát triển thành nghề chính. Nhưng theo ta nghĩ, 2 năm sau bọn họ đều kém ngươi rất xa. Hề lão ý vị thâm trường cười nói, ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận cân nhắc một chút. Được. Nếu như 2 năm sau ta còn sống, nhất định cho hề lão một câu trả lời hài lòng. Tiêu Phàm gật đầu, nhận một viên huyền tâm đan, tất nhiên cũng không thể không làm gì. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim rời đi, rất nhanh liền hòa vào bóng đêm. Hề lão nhìn hướng Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim rời đi, trên mặt là một nét cười ý vị thâm trường, cuộc thi luyện đan có thể không phải là điểm cuối cùng của ngươi, chẳng qua chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Trạng vạng tối hôm sau, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim lần nữa đi tới đế cung, nhìn thấy bàn tử đã sớm đứng đợi. Lão Tam, thế nào? Bàn tử lo lắng nói. Đi vào trước. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, bàn tử trong lòng khẽ bộp một tiếng, sắc mặt lập tức âm trầm, một cỗ sát khí lạnh lẽo toát ra từ trên người hắn. Một lát sau, bàn tử mới khôi phục bình tĩnh. Hít sâu một hơi áp chế lệ khí ngập trời trong lòng, mang theo Tiêu Phàm trở lại cung điện rách nát của mình. Lão nhị, đóng cửa. Tiêu Phàm nháy mắt một phát với bàn tử. Tất cả cút ra ngoài. Mặc dù không biết Tiêu Phàm là có ý gì, nhưng bàn tử vẫn là không chút do dự nghe theo ý Tiêu Phàm. Huống chi, giờ phút này hắn đang nóng giận, sao có thể có ngữ khí tốt được. Một đám nha hoàn, hạ nhân bị dọa đến toàn thân phát run. Nhanh chóng lùi ra khỏi cung điện, rất nhanh liền biến mất trong phạm vi hồn lực của Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm bỗng nghiêm lại, hồn lực mãnh liệt cuồn cuộn trào ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện, cách trở trong ngoài, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Kim nói, Tiểu Kim, thay ta trông coi bên ngoài, đừng để bất luận kẻ nào tới gần. Gào, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, ngồi chờ tại cửa cung điện, con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm bốn phía. Dường như có hỏa diễm thiêu đốt ở bên trong. Lão Tam, làm sao vậy? Bàn tử nhìn tư thế của Tiêu Phàm, không biết vì sao. Đề phòng vạn nhất. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, con người cũng càng ngày càng băng lãnh, nói, ngươi chắc chắn trong đám người hầu không có người của Nam Cung Thiên Giật. Nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, lông mày bàn tử nhíu lại, hắn tất nhiên sẽ không hoài nghi Tiêu Phàm, trên đời này cũng chỉ có mấy người có thể khiến cho bàn tử tin tưởng. Ta nói thật cho ngươi biết, độc của tuyết lung giác, ta bây giờ có thể giải. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Thực sự, bàn tử thần tình kích động, trong nháy mắt giữ chặt cổ áo Tiêu Phàm, thiếu chút nữa khoa tay múa chân, vẻ chán chường trên mặt đều biến mất hết. Ta sợ ngươi sẽ cao hứng như vậy, cho nên trước đó mới cố ý không có nói cho ngươi. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng nói. Bàn tử tất nhiên nghe ra ý tứ của Tiêu Phàm. Bởi vì nhất cử nhất động của bọn họ rất có khả năng đều bị Nam Cung Thiên Giật phái người theo dõi, một khi y thể hiện ra bộ dáng vui mừng, kích động, Nam Cung Thiên Giật khẳng định sẽ hoài nghi. Đến lúc đó, Nam Cung Thiên Giật rất có thể sẽ chó cùng rứt dậu, kiếm cớ cưỡng ép mang tuyết lung giác đi, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Ta phải làm thế nào? Bàn tử khôi phục bình tĩnh, càng ngày càng bội phục Tiêu Phàm, bản thân y là người trong cuộc, quả thực không nghĩ được nhiều như vậy. Có 2 con đường có thể đi. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn nằm tuyết lung giác trên giường bệnh, thứ nhất, chờ sau khi ta cứu nàng tỉnh, liền mang theo tuyết lung giác rời khỏi nơi này, huynh tiết lộ với bên ngoài, tuyết lung giác đã chết, nhưng mà nếu làm thế, Nam Cung Thiên Giật chưa hẳn đã tin tưởng,
Hơn nữa, hắn cũng sẽ bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế làm khó ngươi. Nếu như là trước kia, Nam Cung Thiên Dật muốn đối phó ngươi, có lẽ còn có chút khó, nhưng nếu là hiện tại cổ địa bí cảnh sắp mở ra, người Đại Long không thiếu cường giả chân chính, Nam Cung Thiên Dật rất có thể sẽ mượn tay bọn họ tay giết chúng ta. Nói đến đây, Tiêu Phàm ngừng lại, nhớ tới chuyện trên yến hội trước đó, trong lòng hắn liền cảm thấy rét lạnh, Nam Cung Thiên Dật đáng sợ nhất có lẽ không phải là thực lực của y, mà là những tính toán của hắn. Con đường thứ hai thì sao? Bàn tử nhíu mày nói, cũng không phải y sợ Nam Cung Thiên Dật, chỉ là y không muốn để cho Tiêu Phàm dấn thân vào nguy hiểm. Con đường thứ hai, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, nói cứu Tỉnh Tuyết lung giác nhưng mà giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì, cứ để nàng nằm trên giường, chuyện sau đó phải nhờ vào Tuyết lung giác, nếu như chuyện nàng tỉnh lại bị những hạ nhân kia biết được, Nam Cung Thiên Dật có thể lập tức biết được. Nói xong, Tiêu Phàm lấy ra chứa bình ngọc huyền tâm đan đưa cho bàn tử. Bất quá, bàn tử cũng không nhận lấy bình ngọc, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, lão tam, hẳn còn có con đường thứ ba. Nếu như ta đoán không sai, lung giác nằm trên giường, độc trong cơ thể nàng trừ việc khiến cho nàng không thể tỉnh lại, đối với nàng hẳn không có bao nhiêu chỗ xấu. Không sai. Tiêu Phàm gật đầu, không biết bàn tử đang nghĩ gì. Vậy liền để nàng tiếp tục hôn mê, ở chỗ này của ta mới là an toàn nhất cho nàng. Nam Cung Thiên Dật cũng sẽ không phát hiện, càng sẽ không có ý định gì với ta. Ánh mắt bàn tử kiên định nói, chỉ cần có giải dược trong tay ngươi, lung giác bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, hơn nữa nàng trong giấc mộng vẫn có thể đột phá. Vậy ta đem giải dược đưa cho ngươi. Tiêu Phàm ngẫm lại, bàn tử nói không sai, đây cũng là phương pháp tốt nhất, là biện pháp duy nhất không khiến Nam Cung Thiên Dật hoài nghi. Bát phẩm huyền tâm đan. Tiêu Phàm không chút do dự đưa cho bàn tử. Thế nhưng, bàn tử vẫn lắc đầu nói, lão tam, giải dược này để trong tay ngươi, ta sẽ càng thêm yên tâm, ta sợ vạn nhất nhịn không được, cho lung giác ăn, sự tình liền trở nên rất phiền phức. Nói đến đây, trên mặt bàn tử lại lộ ra nét cười thoải mái. Nhìn thấy nụ cười này, Tiêu Phàm cũng thở phào, bởi vì hắn biết bàn tử vui vẻ của trước kia đã quay về, như vậy là đủ. Chỉ là Tiêu Phàm trong lòng lại nghĩ tới bộ dáng tiểu ma nữ đã rời đi hơn nửa năm, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Ta đã là chiến hoàng cảnh, chiến đế cũng không còn cách quá xa, lần này sau khi đi cổ địa bí cảnh chính là sát phương thí luyện, ta phải nắm chắc mỗi phút mỗi giây mới được. Tiêu Phàm không nhịn được nắm chặt bàn tay, trong lòng kiên định nói. Lão tam, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cùng ngươi đi đón tiểu ma nữ trở về. Bàn tử liếc mắt liền nhận ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, vỗ vỗ bả vai Tiêu Phàm. Hắn biết Tiêu Phàm để có được giải dược cho Tuyết lung giác, khẳng định phải trả giá không ít, dù sao đây cũng chính là độc dược đến thất phẩm luyện dược sư cũng không làm được gì. Mặc dù Tiêu Phàm không nhắc tới một lời, nhưng phần ân tình này, bàn tử ghi tạc trong lòng, bởi vì Tiêu Phàm từng nói, giữa huynh đệ không cần nói xin lỗi, cũng không cần nói cảm ơn. Được, rất nhanh thôi. Tiêu Phàm gật đầu. Đêm đó, hai người Tiêu Phàm cùng bàn tử uống rượu, đến sáng sớm hôm sau Tiêu Phàm mới rời đi. Quả nhiên như Tiêu Phàm nghĩ, tất cả những chuyện xảy ra giữa bàn tử và Tiêu Phàm, sáng sớm ngày thứ hai tất cả đều được tỉ mỉ báo cáo với Nam Cung Thiên Dật. Mặc dù Tiêu Phàm là thất phẩm luyện dược sư, nhưng giải dược của Tự Mộng La Sát Phấn đâu phải dễ dàng có được như vậy. Dù là bát phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc có thể luyện chế. Huống chi cho dù Hề lão coi trọng Tiêu Phàm thế nào đi nữa, chưa hẳn đã nguyện ý thay một tên tiểu bối luyện chế bát phẩm đan dược. Bên trong Đông Cung, Nam Cung Thiên Dật nghe hạ nhân phân tích, một mặt hờ hững, trong lòng cười lạnh không thôi, sau đó nhìn người đang quỳ gối dưới đất, khoát tay một cái nói, ngươi lui xuống trước đi, tiếp tục giám thị. Rõ, đại đế tử. Hạ nhân cung kính rời khỏi đại điện. Khởi bẩm đại đế tử. Đại Long đại đế tử Long Tiêu cầu kiến. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện một đạo thân ảnh bước vào, quỳ gối dưới mặt đất cung kính bẩm báo. Long Tiêu, Nam Cung Thiên Dật cau mày một cái, hắn không nghĩ tới sáng sớm, Long Tiêu vậy mà sẽ tìm đến mình. Dẫn hắn tới gặp bản cung. Ngẫm lại, Nam Cung Thiên Dật lúc này mới gật đầu, lúc cho hộ vệ kia lui xuống, Nam Cung Thiên Dật lại kêu lên, chờ đã, dẫn hắn đến thư phòng. Rõ, đại đế tử.
Hộ vệ mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng không dám có mảy may phản kháng, cung kính rời khỏi đại điện. Gạch nối, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim trở lại Thần Châm Các, Tiêu Phàm trực tiếp bỏ việc của Thần Châm Các sang một bên, liền tiến vào bên trong hậu viện. Từ khi sáng lập Thần Châm Các đến nay, trừ ngày đầu tiên, hắn còn chưa bao giờ chân chính xem bệnh, vẫn luôn bận rộn việc tu luyện. Tần Mặc cùng Lê Ngự hai người cũng thức thời không đi quấy rầy, bọn họ rất rõ ràng tâm tư của Tiêu Phàm chủ yếu vẫn đặt trên việc tu luyện, đúng như Tiêu Phàm nói, hắn chỉ là một bác sĩ, luyện dược sư chẳng qua chỉ xem như nghề phụ mà thôi. Nhưng chính là bởi vì như thế, Tần Mặc và Lê Ngự mới bị đả kích gấp bội, hai người dốc lòng tu luyện luyện dược. Tốn hao thời gian mấy chục năm mới đột phá thất phẩm luyện dược sư. Tiêu Phàm ngược lại lại tốt rồi, tùy ý tốn chút tâm tư liền trở thành thất phẩm luyện dược sư. Bên trong biệt viện, Tiêu Phàm lấy ra ba tấm hồn văn đồ hề lão cho hắn, liền bắt đầu tính toán, trong đầu hắn một mực hồi tưởng lại một chiêu kiếm vũ Bắc Thần Phong kia. Bắc Thần Phong có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Trong lòng Tiêu Phàm có một loại ý chí không chịu thua, hồn lực của hắn cực kỳ cường đại. Chỉ là khống chế hồn lực không bằng Bắc Thần Phong mà thôi. Hồn văn cầu tất nhiên có thể tăng lên lực khống chế hồn lực, nhưng phải nói là quá chậm. Cách thời gian cổ địa bí cảnh mở ra chỉ còn lại một tháng, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không lãng phí. Dù là không thể đột phá chiến hoàng trung kỳ, cũng có thể từ một phương diện khác tăng lên thực lực bản thân, hồn lực là một phương diện, chiến kỹ cũng là một phương diện. Đối với chiến kỹ, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì hắn đã đột phá chiến hoàng cảnh, tu la truyền thừa ký ức lại mở ra không ít, bên trong khẳng định có thứ thích hợp với thất phẩm chiến kỹ. Ánh mắt Tiêu Phàm đắm chìm trong bức hồn văn đồ thứ nhất, tâm thần chậm rãi tựa như dung nhập trong đó, bắt đầu lĩnh hội sự huyền bí bên trong hồn văn đồ. Ông, từng đạo tiếng rít sắc bén vang lên bên tai hắn, ngay sau đó vô số hào quang bắn ra, lít nha lít nhít, gào thét bắn về phía Tiêu Phàm. Hào quang ẩn chứa một cỗ lực lượng huyền diệu, nhìn một cái, Tiêu Phàm cảm giác da rẻ có chút đau nhói. Hắn không dám khinh thường, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ, cấp tốc qua lại, sợ chạm đến những ánh hồng mang kia. Lông mày Tiêu Phàm khẽ nhíu lại, vặn thành một cái chữ xuyên, hắn mặc dù biết rõ đây là huyễn cảnh, chỉ là tâm thần hắn dung nhập vào trong hồn văn đồ mà thôi. Nhưng mà hắn sẽ không buông tha cơ hội tốt để huấn luyện bản thân, thời gian cho hắn không nhiều. Hắn nhất định phải kích thích tiềm lực của mình. Giờ phút này, bản thân hắn ở bên trong một không gian hư vô, bốn phía một mảnh hắc ám, chỉ có sương mù dày đặc răng đầy, công kích như vậy có lẽ không làm gì được hắn, nhưng Tiêu Phàm không dám khinh địch. Bởi vì hắn từng thấy trong tu la truyền thừa, rất nhiều hồn văn sư trong quá trình quan sát hồn văn đồ cũng có thể sẽ thụ thương. Tiêu Phàm giống như không biết mỏi mệt, nhanh chóng né tránh. Từng tia hồn lực từ trên người hắn bắn ra, tìm kiếm lối ra từ trong màn xương dày đặc. Sau nửa ngày, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ vui mừng, thân hình lóe lên, tốc độ dưới chân đột nhiên tăng lên, khi hắn lấy lại tinh thần đã đứng ngoài màn xương mù vô tận kia. Đi ra rồi, Tiêu Phàm thở phào nhẹ nhõm, sau một khắc, hình ảnh trước mắt hắn đột nhiên tan rã, hắn ngơ ngác nhìn hồn văn đồ trên mặt bàn, không biết vì sao. Trong đầu hắn, một đạo văn đường ấn xuống thật sâu, xóa đi không được, Tiêu Phàm cả mặt quái dị cứ như vậy liền hiểu thấu. Cũng quá đơn giản đi. Nếu như bác lão nghe thấy lời hắn nói, nhất định sẽ mắng to không thôi, lĩnh hội hồn văn đồ dễ dàng sao? Bác lão không thể không cảm thán, lúc ông lĩnh ngộ trương hồn văn đồ này phải mất 7-8 ngày, mà Tiêu Phàm mất bao lâu? Vẻn vẹn một canh giờ mà thôi. Thực sự là người này so với người kia càng làm người ta tức chết. Ai so thiên phú với Tiêu Phàm, nhất định chính là tự rước nhục vào thân. Vừa rồi vô tận chiến điển rung động nhẹ nhẹ một cái, chẳng lẽ vô tận chiến điển có trợ giúp đối với việc tu luyện hồn văn? Tiêu Phàm cau mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện, không chỉ là lĩnh ngộ được tấm hồn văn đồ thứ nhất, hơn nữa, hồn lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, vô luận là độ tinh thuần hay là lực khống chế. Lĩnh ngộ hồn văn đồ còn có thể tăng lực khống chế hồn lực. Trên mặt Tiêu Phàm đầy vui vẻ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hai tấm hồn văn đồ khác trên mặt bàn. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền ngồi im tại chỗ, rất hiển nhiên tâm thần hắn đã đắm chìm vào trong tấm hồn văn đồ thứ hai. Quanh người hắn tản ra từng đợt hồn lực dao động,
như là sương mù khuấy động ra, hồn lực biến hóa theo quy luật rất quỷ dị, lộ ra một vòng kiếm khí. Tiểu Kim ở nơi xa đột nhiên kích động chạy tới, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Xa xa nhìn lại, quanh thân Tiêu Phàm vô số hồn lực ngưng tụ thành rất nhiều hồn kiếm, ngay từ đầu hồn kiếm va chạm với nhau đâm về cùng một hướng, nhưng theo thời gian, hồn kiếm càng ngày càng có quy luật. Không bao lâu, Phong Lăng cùng Thiên Tàn cũng chạy tới nơi đây, hai người thủ hộ ở bên ngoài viện, canh gác cho Tiêu Phàm. Không sai biệt lắm khoảng hai canh giờ sau, Tiêu Phàm rốt cục tỉnh lại, phía sau lưng hắn sớm đã ướt đẫm, trên trán mồ hôi chảy dài, bất quá con người hắn lại vô cùng thanh minh. Hồn lực hóa kiếm, nguyên lai luyện thành như vậy, chẳng lẽ Bắc Thần Phong cũng là hồn văn sư? Tiêu Phàm tham lam hít sâu mấy hơi. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên, trong lòng kinh ngạc nói, Bắc Thần Phong, Bắc. Chẳng lẽ Bắc Thần Phong có quan hệ với Bắc Lão? Tiêu Phàm lắc đầu, đây không phải vấn đề hắn cần quan tâm, hồn lực hóa kiếm, đây mới là vấn đề hắn cần quan tâm. Lĩnh ngộ hồn văn đồ, đồng dạng có thể tăng lên thực lực, việc này cớ sao lại không làm? Thiên Tàn, Tiểu Lang, các ngươi đi tu luyện đi, Tiểu Kim thay ta hộ pháp là được. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Thiên Tàn cùng Phong Lang gật đầu, hai người rời đi, Tiêu Phàm nghỉ ngơi hai canh giờ, tiếp tục lĩnh ngộ tấm hồn văn đồ thứ ba. Hít sâu 10 lần, Tiêu Phàm lần nữa chìm vào trong tấm hồn văn đồ thứ ba, loại dị tượng kia lần nữa xuất hiện, chẳng qua là so với trước đó, hồn kiếm quanh thân Tiêu Phàm không còn đụng vào nhau nữa, tất cả đều theo quy luật răng khắp nơi. Thân thể Tiêu Phàm không ngừng co quắp, Tiểu Kim lộ ra vẻ lo lắng, sợ Tiêu Phàm có việc gì ngoài ý muốn. Tấm hồn văn đồ thứ ba so với hai tấm trước khó hơn rất nhiều, dòng dã 6 canh giờ Tiêu Phàm mới mở hai mắt ra, thân thể hắn đã hoàn toàn mệt rã rời, trực tiếp ngã xuống đất. Gào, Tiểu Kim chạy tới, lo lắng nhìn Tiêu Phàm, thân mật dùng đầu đẩy đẩy thân thể Tiêu Phàm. Tiểu Kim, đừng động ta. Tiêu Phàm dùng hết sức lực toàn thân nói ra một câu, giờ phút này thân thể hắn suy yếu tới cực điểm, cho dù chỉ là một tu sĩ chiến linh cảnh đều có thể giết chết hắn. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân đau nhức vô cùng, thân thể giống như muốn tan ra thành từng mảnh vậy, trong lòng nổi giận mắng, hồn văn sư, đây quả thực không phải việc người làm, ba tấm phá đổ vậy mà hao hết hồn lực của ta, đây là lần đầu tiên hồn lực tiêu hao triệt để như vậy. Bất quá cũng tốt, hồn lực hóa kiếm, lực khống chế của ta lại tăng lên đáng kể, mấy ngày tới phải tiếp tục mô phỏng ba tấm hồn văn đồ, có lẽ có thể giúp ta lĩnh ngộ ngũ thức. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Trước đó, hồn lực của hắn hóa kiếm, đã nắm bắt được gì đó, chỉ là rất mơ hồ không quá rõ ràng. Nhưng Tiêu Phàm tràn ngập lòng tin, hắn tin bản thân chỉ cần liên tục lĩnh hội ba tấm hồn văn đồ này, kiểu gì cũng sẽ lĩnh ngộ được thứ mơ hồ kia. Thân thể hắn lặng yên vận chuyển vô tận chiến quyết, đợi khôi phục một tia hồn lực, Tiêu Phàm lúc này mới lấy ra 20-30 vạn thượng phẩm hồn thạch, bắt đầu khôi phục thể lực. Người nói luyện dược sư tu luyện cực kỳ hao phí hồn thạch. Hồn văn sư càng đáng sợ hơn, tiếp tục lĩnh hội. Dòng dã hai canh giờ, Tiêu Phàm mới bổ sung đầy hồn lực trong cơ thể, nhưng hắn đã tiêu hao hơn 10 vạn thượng phẩm hồn thạch. Gạch nối, thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày tiếp theo Tiêu Phàm đã đem ba tấm hồn văn đồ triệt để lĩnh ngộ, bây giờ hắn đã có thể tùy ý phác họa ra ba loại hồn văn. Hơn nữa, Tiêu Phàm kinh dị phát hiện, hồn văn có lợi cho việc lĩnh ngộ chiến kỹ và ý cảnh. Khó trách có người nói hồn điêu sư mới là tu luyện giả sớm nhất, về sau tất cả tu sĩ tu luyện đều là từ hồn điêu sư sinh ra. Điểm này Tiêu Phàm đã vô cùng tin tưởng, bởi vì những hồn văn này ẩn chứa những điều đơn giản nhất, nhưng lại rất phong phú. Hồn văn quả nhiên huyền diệu, ngũ thức ta đã có hình thù, chậm rãi lại hoàn thiện, chỉ là không biết đem hồn văn dung hợp với chiến kỹ sẽ có uy lực thế nào đây. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Vừa hay ba tấm hồn văn đồ đã lĩnh ngộ được tương đối, đi tìm Bắc Lão một chuyến. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp rời khỏi thần châm các tiến về chỗ Bắc Lão ở. Tiểu tử nhà ngươi, hôm nay sao lại có thời gian đến xem lão già ta? Lúc Tiêu Phàm đi tới nhã uyển của Bắc Lão, lại phát hiện ra Bắc Lão đang uống trà cùng Túy Ông. Bái kiến hai vị lão sư. Tiêu Phàm thi lễ. Đừng bày trò mèo này với ta. Vài ngày trước biểu hiện của ngươi không tồi nha. Trên mặt Túy Ông tràn đầy sự hài lòng. Tiêu Phàm cười khổ một chút, hắn tất nhiên biết Túy Ông đang nói cái gì,
trong quý tộc yến hội, Tiêu Phàm triệt để trấn áp người Đại Long. Hắn và Bắc Thần Phong có thể nói là hai ngôi sao sáng của ngày hôm đó, hiện tại cũng là đề tài bàn tán của tu sĩ Ly Hỏa Đế Đô. Lão sư, ta tới xin thỉnh giáo một vài vấn đề về hồn văn. Tiêu Phàm đành phải đổi chủ đề, nhìn về phía Bắc lão nói. Ba tấm hồn văn đồ kia ngươi lĩnh ngộ thế nào rồi? Bắc lão nhàn nhạt nhấp một hớp trà. Đều đã lĩnh ngộ được rồi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, bởi vì hắn cũng không biết đến cùng cái gì mới gọi lĩnh ngộ chân chính, nhưng mà đa có thể mô phỏng, hơn nữa biết rõ sự ảo diệu trong đó, hắn thấy cũng nên tính là lĩnh ngộ. À, vậy ngươi đem hồn văn đồ kia vẽ ra ta xem. Trong mắt Bắc lão lóe lên tinh quang, sau đó đưa ba tờ giấy cùng một cây bút cho Tiêu Phàm. Lão sư, ta có thể đổi một phương pháp khác hay không? Tiêu Phàm gãi đầu một cái, bảo hắn vẽ ra trên giấy, hắn quả thật đúng là vẽ không được, bởi vì hắn chưa từng vẽ qua. Ngươi muốn đổi sang phương pháp gì? Nếu như không phải có Túy ông ở đây, Bắc lão đã sớm nổi giận, ngươi không phải vừa mới nói đã lĩnh ngộ à, sao đến vẽ ra cũng không vẽ được. Thần sắc Túy ông bình tĩnh, không có mở miệng, lão chỉ mong khiến Bắc lão mất mặt. Lão sư xin chỉ giáo. Tiêu Phàm đột nhiên khom người một cái, trong tay hắn đã xuất hiện một chuôi trường kiếm, một hành động kia khiến cho Bắc lão cùng Túy ông không hiểu ra sao. Chỉ là sau một khắc, hai người đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Tiêu Phàm cầm trường kiếm trong tay tại hư không vũ động lên, kiếm khí gào thét, những nơi kiếm khí đi qua, trong không khí lưu lại từng đạo vết kiếm, đó là hồn lực ngưng tụ mà thành, ngưng tụ không tan. Thân pháp Tiêu Phàm cực kỳ quỷ dị. Tại hư không lưu lại vô số tàn ảnh, kiếm pháp của hắn không tính là cao siêu, nhưng lại kỳ diệu vô cùng, mỗi một kiếm đều không có động tác dư thừa, giống như thiên mã hành không. Một kiếm vung ra, vết kiếm trong không khí cũng càng ngày càng nhiều, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện những vết kiếm này không khác gì so với hồn văn đồ trên hồn văn, chỉ là đem mặt phẳng hai chiều, thể hiện trên không gian ba chiều mà thôi. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế mới khiến cho Bác lão và Túy ông trợn mắt hốc mồm, to đến mức đủ để nhét một quả trứng vịt. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục đình chỉ động tác, trường kiếm tra vào vỏ, áo đen tung bay, động tác như nước chảy mây trôi, phiêu giật thoải mái. Lão sư, ta đã vẽ xong. Tiêu Phàm cung kính nói. Tốt. Bác lão ngu ngơ đáp lại một câu, con người vẫn dừng lại ở trong không trung nơi răng đầy vết kiếm kia. Lão quỷ, như vậy rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Túy ông đối với hồn văn không phải rất hiểu biết, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được vết kiếm trong hư không kia bất phàm. Ha ha, tốt, 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 Bác lão đập bàn khen ngợi, rốt cuộc lấy lại tinh thần, nói liên tục ba chữ tốt, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ tự ái. Tiêu Phàm, ba tấm hồn văn đồ kia, ngươi đều lĩnh ngộ như vậy. Đúng, Tiêu Phàm không hề giấu giếm. Ngươi đem hai tấm hồn văn đồ khác vẽ tiếp ra cho ta nhìn xem. Bắc lão hài lòng gật đầu. Rõ, lão sư. Tiêu Phàm gật đầu, mặc dù không biết Bắc lão có ý gì nhưng Bắc lão dù sao cũng là sư tôn của hắn, có lẽ hắn sẽ phát hiện ra điều gì. Nhìn Tiêu Phàm tại hư không vũ động, Túy ông thu lại tinh thần, nhìn về phía Bắc lão nói, lão quỷ, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng không nhìn thấy ông kích động như vậy bao giờ. Đây là kiếm văn đó, ta sao có thể không kích động? Trong mắt Bác lão quang mang lập lòe tỏa sáng. Kiếm văn, Túy ông trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, con người khẽ run lên nói. Không sai, chính là kiếm văn, hồn văn là một ít quỹ tích vận chuyển huyền diệu giữa thiên địa, nhưng là chia làm rất nhiều loại, một loại trong đó chính là kiếm văn. Đại bộ phận kiếm pháp chiến kỹ đều là do kiếm văn hợp chất sinh thành. Kiếm văn mới là căn bản nhất, kiếm pháp chiến kỹ phẩm giai càng cao càng tiếp cận kiếm văn. Bác lão khó nén kích động trong lòng. Nói cách khác, Phàm Nhi đã lĩnh ngộ thứ nguyên bản nhất của kiếm pháp chiến kỹ. Túy ông kinh ngạc nói. Cũng không phải, hiện tại chỉ là một cái chùy hình mà thôi. Bác lão lắc đầu, người cũng nên biết, tu sĩ đột phá sẽ lãnh ngộ thế, ý cảnh, sau đó là ý chí, đây đều chẳng qua là do hồn văn hợp chất diễn sinh mà thôi. Nói đến đây, Bác lão ngừng lại, mới tiếp tục nói, Phàm Nhi mặc dù đụng chạm đến lĩnh vực kiếm văn, nhưng vẫn chỉ là chạm đến mà thôi, cũng chỉ mạnh hơn một chút so với lĩnh ngộ nhị trọng ý cảnh. Đương nhiên, hồn văn cực kỳ tinh diệu,
có thể cùng với những ý cảnh khác liên kết với nhau, hơn nữa ta tin có một ngày hắn nhất định sẽ lĩnh ngộ kiếm văn chân chính. Đồ nhi ta tự nhiên sẽ không kém. Túy ông xem như nghe hiểu, trên mặt lộ ra tia đắc ý. Thế nhưng ta thu hắn làm đồ đệ trước. Bác lão nửa bước cũng không nhường, khiêu khích nhìn Túy ông. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm rốt cục hoàn thành miêu tả hai tấm hồn văn đồ khác, chỉ là phương thức của hắn cực kỳ khác biệt, chính là dùng vết kiếm để mô phỏng quỹ tích hồn văn vận chuyển. Lão sư, ta hiện tại có tính là một tên hồn điêu sư không? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn bác lão nói, lời nói hai người trước đó hiển nhiên hắn không có nghe được. Miễn cưỡng xem một hồn điêu sư nhập môn. Bác lão vuốt vuốt sợi râu nói. Nhập môn, Tiêu Phàm một mặt cổ quái. Bác lão cười nhạt một tiếng, giải thích nói, hồn điêu sư và luyện dược sư khác nhau, chia làm 5 cảnh giới, nhập môn, đại sư, tông sư, truyền kỳ, và thủy tổ, người mấy ngày có thể bước vào cảnh giới nhập môn đã coi như là không tồi rồi. Vậy thế nào mới tính là đại sư? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn tìm đến bác lão vốn là vì muốn nhờ bác lão giải đáp một ít vấn đề về hồn văn, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như một ngày kia, người có thể tự sáng tạo ra hồn văn, vậy coi như là bước vào cấp đại sư, đương nhiên cũng chỉ xem như đại sư cấp hồn văn sư, mà tính không lên hồn điêu sư, đại bộ phận hồn văn chỉ có mượn nhờ hồn điêu mới có thể phát huy ra hiệu dụng. Bác lão giải thích nói, tự sáng tạo hồn văn, Tiêu Phàm một mặt ngoài ý muốn, sau đó nhìn về phía bác lão nói, lão sư, người nhìn xem bức hồn văn này của ta một chút xem thế nào. À, để ta nhìn xem. Bác lão trong mắt lóe lên tinh quang, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh, chẳng lẽ Tiêu Phàm đã có thể tự sáng tạo ra hồn văn? Tiêu Phàm gật đầu, sau đó cầm trường kiếm trong tay tại hư không vũ động lên, vô số vết kiếm tại bay múa trong không khí, một cỗ sát khí nhàn nhạt từ trên người hắn phát ra. Theo vết kiếm càng ngày càng nhiều, sát khí cũng càng lúc càng nồng nặc, trong mắt bác lão và Túy ông lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện, bên trong vết kiếm này không chỉ ẩn chứa sát ý mà còn ẩn chứa hủy diệt kiếm ý. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, toàn thân bác lão run rẩy, nhìn Tiêu Phàm run giọng nói, Phàm Nhi, hồn văn này thực sự là ngươi tự mình nghĩ đi ra. Vâng, Đồ Nhi đang nghĩ hồn văn phải chăng có thể cùng chiến kỹ hòa làm một thể, cho nên mới tự sáng tạo một chiêu kiếm pháp chiến kỹ, phát hiện thật đúng là có thể, ngẫu nhiên sáng tạo ra hồn văn đồ này, cho nên muốn thỉnh giáo lão sư. Tiêu Phàm gật đầu. Chiến kỹ người tự sáng tạo đâu? Bác lão còn chưa mở miệng, Túy ông liền lập tức hỏi. Còn chưa có hoàn thiện. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, trong lòng hắn chỉ là có cái phôi hình mà thôi. Có lẽ chúng ta có thể xem giúp ngươi. Túy ông cũng cực kỳ kinh ngạc trước thiên phú của Tiêu Phàm, đem hồn văn cùng chiến kỹ hòa làm một thể, cái này từ một phương diện nói đã vượt qua cả hắn và bác lão. Được. Tiêu Phàm hít sâu một hơi gật đầu, bác lão và Túy ông đều là cao nhân chân chính, có bọn họ chỉ điểm, mình quả thật đã bỏ qua rất nhiều đường vòng. Thử ngâm, một tiếng kiếm reo thanh tịnh vang vọng hư không, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện Tu La kiếm, một cỗ sát ý ngập trời phát ra từ trên người Tiêu Phàm, hủy diệt kiếm ý tràn ngập toàn bộ hư không. Hồng hộc, khi khí thế của Tiêu Phàm đạt đến một cảnh giới nào đó, trường kiếm trong tay rung động, một đạo huyết sắc quang mang tràn ngập. Sau đó chậm rãi khuếch tán, xa xa nhìn lại giống như một cái mặt trời máu dâng lên. Huyết sắc hạo dương đi qua, mọi thứ đều hóa thành cho bụi, không khí đều như bị rút ra hết không còn, khí tức đáng sợ làm cho lòng người phát lạnh. Bên trong huyết sắc hạo dương có vô số huyết sắc kiếm khí xé rách, hủy diệt tất cả, sát phạt tất cả, quỷ dị là vô số huyết sắc kiếm khí kia còn hiện lên quy luật sắp xếp nhất định, nhìn kỹ, nghiễm nhiên chính là một bộ hồn văn đồ. Một kiếm này vung ra, sắc mặt Tiêu Phàm hơi trắng bệch, một kiếm này đối với hắn mà nói hơi quá sức, nhưng uy lực của nó vượt xa hồng trần sát, hồng trần thiếu nào có thể so sánh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn thiên địa tiêu sát. Một kiếm này gọi là gì? Túy ông mở miệng hỏi, hắn cũng bị uy lực của một kiếm này làm cho chấn kinh, chiến hoàng cảnh trung kỳ bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của một kiếm này. Nguyên bản muốn gọi huyết dương. Nhưng mà Đồ Nhi cứ luôn cảm giác thiếu khuyết một cái gì đó. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Một kiếm quả thực khuyết thiếu, sát ý, hủy diệt chi ý ẩn chứa trong đó, uy lực tất nhiên tuyệt luân, nhưng lại tiêu hao rất nhiều hồn lực. Hơn nữa,
còn ẩn chứa hồn văn đồ nên cần một lực khống chế cường đại, nếu như có thể giảm bớt số hồn lực tiêu hao, một kiếm này quả thực bất phàm. Bác lão nói, hắn không phủ định thiên phú của Tiêu Phàm, nhưng mà một kiếm này nếu như không giết chết địch nhân, chờ đợi chính là bị địch nhân giết, hắn không muốn Tiêu Phàm chết hiểu. Đồ Nhi cũng nghĩ như vậy. Tiêu Phàm gật đầu, một kiếm này xác thực còn có rất nhiều chỗ cần sửa chữa, nghĩ vậy, Tiêu Phàm đưa mắt chuyển hướng Túy Ông, hắn hy vọng Túy Ông có thể cho một vài ý kiến. Túy lão quỷ, chiến kỹ ông hiểu hơn ta, ông có ý kiến gì hay không? Đối với Tiêu Phàm, bác lão bây giờ càng ngày càng để bụng. Túy Ông cầm hồ lô rượu uống một ngụm, ợ một cái, lúc này mới nói, huyết dương, huyết sắc hạo dương quá vẹn toàn, cổ nhân nói, trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, hạo dương cũng như thế, nếu như huyết sắc hạo dương này có thể lưu lại hy vọng sống, uy lực có lẽ sẽ không lớn như thế, tiêu hao hồn lực đoán chừng cũng giảm bớt trên phạm vi lớn. Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ run lên, tựa như trong nháy mắt minh bạch điều gì đó, cả người đột nhiên nhắm hai mắt, tiến vào một loại trạng thái không linh. Lĩnh ngộ, bác lão mắt trợn tròn, Túy Ông cũng ngốc như gà gỗ, bọn họ sao có thể nghĩ đến khả năng lĩnh ngộ của Tiêu Phàm đáng sợ như vậy, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Quanh thân Tiêu Phàm, từng đạo huyết sắc kiếm khí xuất hiện, huyết sắc kiếm khí không có khủng bố như trước đó, thiếu một phần khắc nghiệt, nhiều một phần nội liễm. Nhưng đây chỉ là khí thế thu liễm mà không phải uy lực bị yếu đi. Bác lão cùng Túy Ông thấy thế, vội vàng lui ra phía sau, sợ quấy rầy đến Tiêu Phàm, thủ hộ bốn phía hộ pháp cho Tiêu Phàm. Lão quỷ, lấy thiên phú Phàm Nhi, có lẽ có một ngày có thể giúp ngươi. Ánh mắt Túy Ông sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hít sâu một hơi nói. Đã không còn quan trọng nữa. Bác lão lắc đầu, thần sắc có chút mê ly. Đây không phải tâm nguyện một đời của ngươi sao? Túy Ông hơi kinh ngạc nhìn bác lão, sự theo đuổi của bác lão sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Bất luận tu sĩ nào, sở dĩ không ngừng đột phá, không chỉ là vì tu luyện đơn giản như vậy, mà là trong lòng có mục tiêu muốn đạt được, hoặc có lẽ gọi là chấp niệm. Nếu như ngay cả mục tiêu và chấp niệm đều không có, dù là thiên phú tuyệt luân, muốn đột phá cũng muôn vàn khó khăn, có lẽ cả một đời đều sẽ dừng tại đây. Có vài việc không cưỡng cầu được, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Bác lão cười nhạt một tiếng, lại nói, ngược lại là ông, huyết lâu tốt thế không quan tâm, lại hóa thân thành tên ăn mày, lại xảy ra chuyện gì rồi. Già rồi nên làm chút chuyện mình thích. Túy Ông sau khi ực một hớp rượu, lờ đễnh nói, tựa như cũng coi nhẹ tất cả. Cũng đúng, đây đã không phải thời đại của chúng ta rồi. Bác lão nhìn về phía Tiêu Phàm, con người thập phần bình tĩnh. Chỉ là chỗ sâu đáy mắt lại lóe qua một tia chờ mong. Tiếp xuống tới, hai người trầm mặc không nói, lặng lặng chờ đợi Tiêu Phàm. Không sai biệt lắm một ngày một đêm, Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo quang mang sắc bén, như là hai thanh thần kiếm xuyên thủng vòng trời. Ông, đột nhiên một đạo kiếm khí màu đỏ toát ra từ trên người Tiêu Phàm, tu la kiếm xẹt qua hư không, một đạo huyết sắc tà dương xông thẳng chân trời. Huyết sắc tà dương chợt lóe lên rồi biến mất, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bác lão và Túy Ông còn tưởng rằng hoa mắt. Sát na vung ra một kiếm kia, quanh thân Tiêu Phàm như được máu tươi bao bọc, đỏ tươi yêu dị, cực kỳ tà mị. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, uy lực một kích này không dưới một kiếm kia, thậm chí còn muốn cường đại hơn mấy phần, hơn nữa, đối với hồn lực tiêu hao lại cực nhỏ. Mắt Túy Ông lộ ra tinh quang, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Không chỉ như vậy, hồn văn cũng hóa thật thành hư, căn bản bắt không đến, một khi địch nhân hãm trong đó, muốn đào thoát rất khó, nếu như đối phương không kịp phản ứng, cho dù là chiến hoàng hậu kỳ cũng chưa chắc có thể chịu nổi kiếm đó. Bác lão lại bổ sung. Đa tạ hai vị lão sư chỉ điểm. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra tiếu dung sán lạn, cung kính thi lễ nói, nếu như không có bác lão và Túy Ông chỉ điểm, đặc biệt là một câu của Túy Ông làm hắn bừng tỉnh. Hắn tuyệt đối không lĩnh ngộ ra một kiếm này. Kiếm này nên có một cái tên. Túy Ông cười nói. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, liền gọi là tàn dương huyết đi. Tiêu Phàm cười cười, hắn rất chờ mong, ngũ thức tàn dương huyết tại trong chiến đấu sẽ có uy lực như thế nào. Bên trong tiểu viện, Tiêu Phàm vung ra từng kiếm không ngừng hoàn thiện ngũ thức tàn dương huyết, đồng thời cũng nâng cao bốn thức trước.
Từ lần gặp Bác Lão cùng Túy Ông đợt trước đã qua hơn nửa tháng, những ngày qua Tiêu Phàm đắm chìm trong tu luyện bất tận. Đột phá chiến hoàng cảnh, thực lực Tiêu Phàm có bước tiến mới. Tứ thức hồng trần sát, hồng trần thiếu, thiên địa tiêu sát, cùng vô tình nhất kích đã cùng không còn nói lên thực lực hắn. Tiêu Phàm lại lĩnh ngộ một phen, dung nhập sát ý, hủy diệt chi ý vào trong tam đại kiếm, hồng trần sát, hồng trần thiếu và thiên địa tiêu sát, khiến tam đại chiến kỹ đột phá đến uy lực thất phẩm. Về phần vô tình nhất kích, Tiêu Phàm vẫn chỉ dung hợp vào khoái mạn chi ý, so với lần trước chém giết đại long ngũ tử, uy năng của vô tình nhất kích đã tăng lên vài lần. Nếu như gặp ngũ tử lần nữa, Tiêu Phàm vô cùng tự tin một kích tùy ý là có thể giết hắn, dù là đối mặt với nhất tử, Tiêu Phàm cũng không còn phải chiến khổ cực như thế. Đồng thời, Tiêu Phàm trong lúc đó còn đi vô kiếm nhai một chuyến, lại tiếp tục dung nhập vô số kiếm chiêu vào trong vô tận chi kiếm, uy lực vô tận chi kiếm lại gia tăng. Tàn dương huyết, vô tình nhất kích cùng vô tận chi kiếm, ba chiêu này xem như át chủ bài của ta. Đáng tiếc, muốn lĩnh ngộ tầng ý cảnh cao hơn trong thời gian ngắn vẫn khó có thể lĩnh ngộ được. Tiêu Phàm thu liếm khí thế đứng ở trong đình viện, tu la kiếm lóe một cái. Từ giờ tới lúc cổ địa bí cảnh mở ra cũng chỉ còn 7 ngày, mặc dù đi kiếm ý cốc có lẽ có thể khiến ý cảnh tăng thêm một bước, nhưng mà lại nợ hướng lão một cái nhân tình. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nhủ, cuối cùng lắc đầu, tạm thời từ bỏ dự định tiến vào kiếm ý cốc. Bởi vì bình thường mà nói, chỉ có học viên địa các và thiên phủ mới có tư cách tiến vào kiếm ý cốc. Thực lực Tiêu Phàm cố nhiên có thể so với cường giả thiên bảng, nhưng mà hắn hiện tại vẫn chỉ là học viên linh điện. Thôi, còn có thời gian 7 ngày, nhân cơ hội tu luyện một loại thân pháp chiến kỹ vậy. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, tâm thần trong nháy mắt chìm vào bên trong tu la truyền thừa. Bây giờ hắn muốn nhanh chóng tăng thực lực thì có lẽ không có khả năng, chỉ có thể đột phá từ chiến kỹ, trong tất cả chiến kỹ cũng chỉ có thân pháp chiến kỹ mới có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực của hắn lên. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục từ bên trong tu la truyền thừa tìm được một loại thất phẩm thân pháp chiến kỹ hoàn chỉnh. Lưu quang trích tinh bộ, tổng cộng chia làm nhị trọng, nhất trọng lưu quang, thân nhanh như điện, nhẹ như rắn trườn, có thể lui có thể thủ, có thể công có thể phòng. Nhị trọng trích tinh, chớp mắt đi trăm dặm, có thể lên cửu thiên hái sao trời, thân pháp chiến kỹ này chính là thất phẩm đỉnh giai, 8-9 phần 10 khó mà tu luyện thành công. Tiêu Phàm lẩm bẩm giới thiệu công pháp lưu quang trích tinh bộ, hơi hơi nhíu mày. Thân pháp chiến kỹ thất phẩm đỉnh giai, chỉ có mấy chữ này đã khiến hắn có loại cảm giác kích động. Thu liếm tâm thần, trong nháy Tiêu Phàm mắt chìm vào trong tu luyện công pháp. Có điều khiến hắn rất ngạc nhiên là, lưu quang trích tinh bộ này thật đúng là không đơn giản thất phẩm chiến kỹ bình thường hắn tùy ý quét mắt qua liền có thể hiểu rõ, nhưng lưu quang trích tinh bộ này hắn thô sơ giản lược liếc qua một lần vẫn không thấy có bất kỳ thu hoạch gì. Lưu quang trích tinh bộ không hổ là thất phẩm thân pháp chiến kỹ, rất lâu không có việc nào có tính khiêu chiến thế này. Còn người Tiêu Phàm vô cùng kiên định. Hắn đối với thiên phú lĩnh ngộ của bản thân vốn không có bất kỳ hoài nghi nào, nếu là chiến kỹ. Hắn liền tự tin có thể tu luyện thành công. Vô tận chiến quyết cũng xem là rất khó rồi, chẳng phải bản thân cũng một đường tu luyện thành công sao, huống chi chỉ là một bộ thất phẩm thân pháp chiến kỹ chứ. Trên người Tiêu Phàm có một cỗ khí chất không chịu thua, thời gian cách ngày cổ địa bí cảnh mở còn 7 ngày, Tiêu Phàm cũng không nóng nảy. Ngày qua ngày, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong tu luyện lưu quang trích tinh bộ. Hôm nay chính là ngày cổ địa bí cảnh mở. Công tử sao còn chưa ra? Phong Lang và Thiên Tàn đứng ở bên ngoài biệt viện Tiêu Phàm, trong mắt hai người lóe lên một tia lo lắng. Yên tâm, công tử khẳng định biết rõ. Phong Lang lắc đầu nói, hắn có một loại bản năng tín nhiệm đối với Tiêu Phàm. Hô, cũng đúng lúc này một vệt sáng lóe qua trong sân, ánh mắt hai người Phong Lang cùng Thiên Tàn trong nháy mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm trong sân. Quỷ dị là thân ảnh Tiêu Phàm chậm rãi hòa tan. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Công tử! Phong Lang kêu lên sợ hãi, nhanh chóng nhào lên, nhưng phía trước trống không. Tiêu Phàm không thấy đâu nữa, tựa như chưa từng xuất hiện, thế nhưng trước đó hai người rõ ràng nhìn thấy mà. Người đâu rồi? Thiên Tàn cũng kinh ngạc không thôi. Vừa rồi Tiêu Phàm còn đang yên đang lành đứng ở nơi đó, tại sao lại đột nhiên biến mất? Sau đó... Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía không trung lại phát hiện một bóng người màu đen,
con ngươi hai người hơi hơi co rụt lại. Thật nhanh, đây là thân pháp gì? Phong Lang kinh ngạc nói, hắn liếc mắt liền nhận ra bóng đen kia, ngoài Tiêu Phàm còn có thể là ai? Thế nhưng Tiêu Phàm rõ ràng là ở trong biệt viện, làm sao đột nhiên đã ở không trung? Nếu như lấy tốc độ thế này để ứng phó địch nhân thì ai có thể đỡ nổi? Trên bầu trời, Tiêu Phàm nhìn tiểu viện phía dưới giống như điểm đen, trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh dị, hay cho một lưu quang trích tinh bộ, tốc độ này thực sự khỏi phải bàn, thời gian 7 ngày cũng coi là nhập môn, về sau nhất định phải dùng nhiều thời gian chút mới được. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình lần nữa biến mất, lúc hắn xuất hiện đã là ở bên trong tiểu viện. Công tử, cổ địa bí cảnh sắp mở rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Phong Lang ực ực nuốt nước miếng, tốc độ này quá không thể tưởng tượng. Ta biết rồi. Tiêu Phàm gật đầu, lập tức cười nói, các ngươi có muốn học thân pháp chiến kỹ vừa rồi không? Đương nhiên muốn. Hai người đáp không chút do dự. Nói đùa gì chứ, đây chính là thất phẩm thân pháp chiến kỹ, sao có thể không học? Đợi lát nữa ta sao chép thân pháp chiến kỹ cho các ngươi. Sau khi xem xong nhớ phải thiêu hủy. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không lạnh nhạt với huynh đệ mình, một bộ thất phẩm thân pháp chiến kỹ mà thôi, hắn tất nhiên sẽ không để ở trong lòng. Chờ đột phá chiến đế cảnh, bên trong tu la truyền thừa tất nhiên còn có thân pháp chiến kỹ càng mạnh. Hơn nữa, với thiên phú của hai người Thiên Tàn cùng Phong Lang cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công trong thời gian ngắn. Đa tạ công tử. Hai người không che giấu niềm vui sướng trong mắt. Công tử, đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc nơi xa truyền đến, lúc mấy người quay lại, lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện trong sân. Gần như đồng thời, một đạo lợi mang hắc sắc trong nháy mắt xuất hiện ở trên bờ vai Tiêu Phàm. Ảnh Phong, Tiểu Minh, các ngươi sao lại tới? Vừa hay, ta cũng không cần đi tìm các ngươi. Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, sau đó kinh ngạc nói a, ngươi cũng đột phá chiến hoàng. Cái này còn phải đa tạ Tiểu Minh. Ảnh Phong gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Thiên Tàn và Phong Lang, nói, nghe nói công tử muốn đi vào cổ địa bí cảnh, ta đến xem có thể giúp công tử cái gì không? Được, dù sao ta cũng có hai chỗ. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lại nói, phải rồi, Ảnh Phong, đây là Phong Lang, Thiên Tàn. Thiên Tàn, Phong Lang, nghe được hai từ này, trong mắt Ảnh Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng chắp tay nói, tại hạ Ảnh Phong, nghe qua đại danh hai vị. Trong lòng Ảnh Phong kinh ngạc vô cùng, Phong Lang cùng Thiên Tàn không phải chết rồi sao? Làm sao còn sống tốt, hơn nữa còn đều ở cạnh Tiêu Phàm. Việc này ngươi biết là được. Tiêu Phàm cường điệu một câu, Ảnh Phong trịnh trọng gật đầu, Tiêu Phàm lại nói, như vậy đi, Tiểu Minh, Ảnh Phong, Thiên Tàn, ba người các ngươi một tổ. Ta, Tiểu Kim cùng Phong Lang một tổ. Bởi vì giết được Đại Long Ngũ Tử, trên tay Tiêu Phàm có hai chỗ. Hơn nữa mỗi chỗ lại có thể mang hai người tiến vào, vậy tương đương với sáu người, bọn hắn vừa hay có sáu người. Mấy người gật đầu, tất nhiên không phản đối lời Tiêu Phàm. Ảnh Phong lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, phải rồi, công tử, bọn họ đã tập hợp tại Huyền Cung, chúng ta phải lập tức đến đó thôi. Ngoại viện Chiến Hồn Học Viện, trên một quảng trường rộng lớn của Huyền Cung, giờ phút này người đông nghìn nghịt. Trong thời gian một tháng, tất cả cái tên tiến vào cổ địa bí cảnh từ hai ngày trước đã quyết định xong. Tiêu Phàm một người được hai chỗ, tương tự, Bàn Tử bởi vì giết Bát Tử nên cũng có hai chỗ. Điều này cũng giúp Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, phương diện này Nam Cung Thiên Giật cũng không có ngáng chân, Bàn Tử nắm giữ tư cách tiến vào cổ địa bí cảnh. Có điều khiến mọi người rất ngạc nhiên là một mình Bắc Thần Phong lại nắm giữ bốn chỗ, cũng là người giữ nhiều danh ngạch tiến vào cổ địa bí cảnh nhất. Nhưng mà Bắc Thần Phong tới bây giờ vẫn đứng một mình, đến cả bằng hữu cũng không có một người, hắn nắm giữ bốn chỗ căn bản cũng không có một chút tác dụng nào. Khó chịu nhất phải kể tới Đại Long Đế Triều, bọn hắn ngay từ đầu có 100 chỗ, nhưng Đại Long Bát Tử chết mất 5 người, 5 chỗ trống tất cả đều về tay Bắc Thần Phong, Bàn Tử và Tiêu Phàm. Bởi vậy, ba người bọn Tiêu Phàm cũng trở thành kẻ địch của tu sĩ Đại Long Đế Triều. Long Tiêu trong nội bộ tu sĩ Đại Long Đế Triều cũng hạ lệnh tất sát. Trên quảng trường, Đại Ly Đế Triều cùng tu sĩ Đại Long Đế Triều phân biệt rõ ràng đứng ở hai bên quảng trường, con người của tu sĩ hai triều nhìn về phía đối phương đều hết sức lạnh lẽo. Mặc dù liên thủ tiến vào cổ địa bí cảnh, nhưng cũng chính là đối thủ cạnh tranh.
Ở đây đều là thiên tài, có thể tiến vào cổ địa bí cảnh đều là thiên tài trong thiên tài, đạt tới chiến vương cảnh và chiến hoàng cảnh, các thiên tài đều rất quý trọng sinh mệnh mình. Chiến hồn học viện cũng không hy vọng toàn bộ bọn hắn chết trong đó, dù sao tu luyện tới chiến vương cảnh đã không dễ dàng, càng không cần phải nói tới chiến hoàng cảnh. Tu sĩ chiến hoàng cảnh, chết mỗi một người đều là tổn thất to lớn đối với chiến hồn học viện. Dù là bọn hắn sau này không tiến bộ được nữa, ở Đại Ly Đế Triều cũng không dễ bị xem thường. Bởi vậy, trước khi tiến vào cổ địa bí cảnh, cho dù là thiên tài cũng sẽ liên thủ, như vậy cơ hội sống sót mới có thể tăng lên, mức độ nguy hiểm cũng hạ xuống đến mức thấp nhất. Từ cổ chí kim, thiên tài tại chiến đấu sinh tử chết đi không phải là nhiều nhất, cũng không phải do ám sát, mà là tiến vào cổ địa để thám hiểm. Bởi vì ai cũng không biết tiến vào trong cổ địa bí cảnh gặp phải nguy hiểm gì. Không biết mới là đáng sợ nhất, ai cũng không có khả năng biết trước sau một khắc sẽ phát sinh việc gì. Cổ địa bí cảnh lần này tuyệt đối không đơn giản, bằng không cũng không có khả năng khiến chiến hồn học viện của hai đại đế triều liên thủ, thiên tài chiến hoàng cảnh có đến mấy chục người. Đại đế tử, Tiêu Phàm kia không tới, chẳng lẽ hắn không vào cổ địa bí cảnh? Phía tu sĩ Đại Long, thần sắc nhất tử lạnh lùng, liếc nhìn tu sĩ phía Đại Ly, lập tức nhìn thấy thân ảnh Bàn Tử cùng Bắc Thần Phong, nhưng lại không thấy Tiêu Phàm. Tu luyện cho tới bây giờ, hắn lần đầu tiên bị thua triệt để như vậy. Nhất tử sớm đã hận Tiêu Phàm thấu xương, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Để giết chết Tiêu Phàm, bọn hắn đã lên nhiều kế hoạch, chỉ chờ Tiêu Phàm vào bẫy. Hắn sẽ đến. Trong giọng Long Tiêu nói lộ ra một cỗ tự tin vô địch. Một tháng trước, hắn gặp Nam Cung Thiên Giật, cũng biết rõ một chút sự tình về Tiêu Phàm. Bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu đã đến, Tiêu Phàm này coi như trọng nghĩa khí, không có khả năng để bàn tử một mình mạo hiểm. Tốt nhất là đến, bằng không nhất định khiến hắn hối hận cả đời. Nhất tử lạnh lùng phun ra một câu. Hắn đến rồi. Lúc này, Tiêu U đột nhiên mở miệng nói, nhìn chân trời nơi xa, mấy cái bóng đen cấp tốc to dần, vài giây sau liền đáp xuống trên quảng trường. Tiêu Phàm đến, có tu sĩ mở miệng, đám người nhao nhao nhìn về Tiêu Phàm, rất nhiều người nghe qua tên Tiêu Phàm, nhưng lại chưa thấy qua hình dạng Tiêu Phàm, tất cả đều lộ ra vẻ tò mò. Mấy tháng này, tên của Tiêu Phàm như sấm bên tai, sớm đã vang vọng Ly Hỏa Đế Đô. Một kẻ dám đối đầu cùng Thiên Hạ Minh, Vương Đạo Minh và Đế Minh, làm sao có thể đơn giản. Phần lớn người cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm, ngắn ngủi mấy tháng liền từ chiến vương cảnh đột phá chiến hoàng cảnh, thiên phú như vậy tìm khắp toàn bộ Đại Ly Đế Triều cũng hết sức hiếm thấy. Tiêu Phàm mang theo mấy người đi đến bên cạnh bàn tử, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Đối với ánh mắt hung ác của tu sĩ Đại Long coi như không thấy, điều này làm tu sĩ Đại Long tức giận không hề nhẹ. Tiêu Phàm, người tới muộn. Bắc Thần Phong cười nhạt một cái nói. Không tính là quá muộn đi, vẫn còn chưa bắt đầu sao. Tiêu Phàm không nghĩ tới Bắc Thần Phong lại chủ động chào hỏi mình, hắn cũng không tự cao tự đại, huống chi thực lực Bắc Thần Phong đến hắn cũng phải kiêng kỵ. Đến giờ. Đúng lúc này, một thanh âm hùng hậu trung khí vang lên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hơn 10 đạo thân ảnh đạp không mà tới, trong nháy mắt đáp xuống trên quảng trường, sau đó chia hai phái, đi về hai hướng tu sĩ Đại Ly và Đại Long. Trong những người này, Tiêu Phàm nhìn thấy ba người quen, dĩ nhiên chính là Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng và Hoa Hoàng. Lúc trước hắn liên thủ với Quan Tiểu Thất giết chết Tần Đao, Hoa Hoàng đã từng xuất hiện. Điều này cũng khiến Tiêu Phàm ý thức được chuyến đi cổ địa bí cảnh lần này bất phàm. Tam Đại Phong Vương Chiến Hoàng tự mình đến đây, mình cũng có thể được báo trước một số thứ. Chẳng qua là khi ánh mắt Tiêu Phàm đảo qua Hoa Hoàng, trong mắt Hoa Hoàng lóe qua một tia lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo một tia sát ý. Có vẻ như ta không đắc tội bà ta thì phải. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nhủ, đắc tội một Hoàng Phủ Chiến Hoàng, đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Dù sao, Hoàng Phủ Chiến Hoàng không thể so với Phong Vương Chiến Vương. Hắn lúc là Chiến Vương cảnh sơ kỳ, chưa chắc đã sợ hãi Phong Vương Chiến Vương, nhưng hắn hiện tại là Chiến Hoàng sơ kỳ, trước mặt Hoàng Phủ Chiến Hoàng lại như là một con run rế. Cảnh giới càng cao, chênh lệch cũng càng lớn, khiêu chiến vượt cấp cũng càng khó. Lão Tam, người đừng quên, người giết chết Sở Dịch Phong, mà Nhược Lưu Thường lại là đồ đệ bà ta. Người khiến Nhược Lưu Thường biến thành quả phụ,
bà ta có thể đối tốt với ngươi sao? Bàn tử hiển nhiên cũng cảm nhận được một tia sát ý, liền nhắc nhở Tiêu Phàm. Hề, Tiêu Phàm nhất thời không biết nói gì, hắn không nghĩ tới trong này còn có nguyên nhân như vậy. Yên tâm đi, lão thái bà này thực lực mặc dù không tệ, nhưng chờ chúng ta trở về, cũng chưa chắc không thể giết được bà ấy. Bàn tử tràn đầy tự tin, lại không có bất luận vẻ chán chường nào. Phải rồi, Tuyết Lung Giác đâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Để nàng đợi ở chỗ của ta, với tính cách tự phụ của Nam Cung Thiên Giật, hắn hiện tại sẽ không đối phó ta. Bàn tử lắc đầu. Tiêu Phàm gật đầu, đột nhiên lại nhớ ra cái gì, trong lòng chậm chạp nói, phải rồi, Quan Tiểu Ngũ cùng Lâu Ngạo Thiên đâu, bọn hắn làm sao không tới. Tam ca. Ý nghĩ vừa dứt, một đạo thanh âm đột nhiên từ trên cao truyền đến, chỉ thấy trên tử điện Điêu Cực Đại có một thiếu niên áo trắng đang ngồi. Ngoài Quan Tiểu Thất ra thì còn có thể là ai? Quan Tiểu Thất xuất hiện, trong nháy mắt thu hút không ít người, nhất là thất phẩm tử điện điêu kia cực kỳ bá đạo, tuyệt đối không đơn giản chỉ là thất giai sơ kỳ. Rất nhiều người trong lòng đã quyết định, tiến vào cổ địa bí cảnh nhất định không được đối địch với thiếu niên này. Quan Tiểu Thất lắc mình một cái từ trên tử điện điêu nhảy xuống, trực tiếp rơi xuống trước mặt Tiêu Phàm. Thấy cảnh này, thần sắc đám người Long Tiêu, Nhất Tử cứng lại. Tiểu tử này vừa mới kêu tam ca, chẳng lẽ là gọi Tiêu Phàm? Nếu thực sự như vậy, sự tình liền có chút phiền phức, thiếu niên áo bào trắng tuyệt đối là một biến số. Lão tam, vị này là... Bàn tử hơi ngoài dự liệu nhìn Quan Tiểu Thất, nghi ngờ hỏi. Gạch nối, đây là Quan Tiểu Ngũ, không, Quan Tiểu Thất. Tiêu Phàm cười ha ha, hắn nhất quyết muốn cùng ta kết bái huynh đệ, chỉ có thể xếp sau tiểu ma nữ. Cho nên liền thành Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, đây là lão nhị, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiêu Phàm lại giới thiệu với Quan Tiểu Thất. Nam Cung Tiêu Tiêu, ánh mắt Quan Tiểu Thất lóe lên, trong mắt đều là ngoài dự liệu, lập tức thần sắc nghiêm lại, nói Quan Tiểu Thất, bái kiến nhị ca. Ha ha, lão Ngũ, người xuất hiện thế này thật quá phong cách. Thần sắc Bàn Tử vô cùng bình tĩnh, vỗ vỗ bả vai Quan Tiểu Thất. Ha ha. Quan Tiểu Thất cười một tiếng, hắn vốn chỉ muốn tìm tử điện điêu đến giúp đỡ mà thôi, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Chiến hồn học viện Đại Ly Đế Triều, tất cả mọi người tiến vào cổ địa bí cảnh đều lên phi độ chiến thuyền. Mấy người vừa mới hàn huyên vài câu, thanh âm hỏa hoàng bỗng vang lên. Oanh long long, lời nói vừa dứt, chân trời bỗng rung động một trận, một bóng đen to lớn từ chiến hồn học viện duỗi ra bay lên trời. Đám người ngốc trệ nhìn đạo hắc ảnh kia, toàn thân kinh hãi vô cùng. Cái kia chính là phi độ chiến thuyền, thật là hùng vĩ, nghe nói phi độ chiến thuyền chính là bát phẩm hồn binh, hơn nữa không phải chỉ một bát phẩm chú tạo sư có thể đúc tạo ra, chiến hồn học viện ta vậy mà cũng có. Trước kia nghe nói qua tên phi độ chiến thuyền, hôm nay rốt cục nhìn thấy, quả nhiên không làm ta thất vọng. Đám người bị nội tình của chiến hồn học viện làm cho chấn kinh. Cảm giác huyết dịch đều muốn sôi trào lên. Phi độ chiến thuyền có thể lăng không phi độ, tốc độ cực nhanh, tốc độ bình thường của nó cho dù cường giả chiến hoàng toàn lực phi hành cũng không thể nhanh hơn được. Không bao lâu, phi độ chiến thuyền cuối cùng dừng ở cách quảng trường không xa, một cỗ khí tức nặng nề treo cao chân trời. Tu sĩ Đại Ly Đế Triều một mặt vẻ đắc ý, nhao nhao bay lên trên chiến thuyền. Phi độ chiến thuyền. Tiêu Phàm cũng bị phi độ chiến thuyền này làm cho chấn kinh, cái này so với máy bay hàng không kiếp trước còn to hơn, nhất định chính là một món đồ chơi vô cùng khủng. Tiểu Kim, chúng ta đi. Tiêu Phàm trong nháy mắt đạp không lên, bay về phi độ chiến thuyền. Đám người Tiểu Kim, Phong Lang, Thiên Tàn, Ảnh Phong, Tiểu Minh, Quan Tiểu Thất, Bàn Tử không chút do dự cùng đi lên. Trong quá trình phi hành, Tiêu Phàm còn thấy mấy người quen từ đằng xa bay tới. Kia chính là Lâu Ngạo Thiên. Lâu Ngạo Thiên mặc một bộ áo bào trắng, lộ ra khí thế ung dung tự tại, cho người ta một loại cảm giác thâm sâu khó lường. Sau lưng Lâu Ngạo Thiên có ba thân ảnh đi theo, chính là Bạch Vũ, Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong. Tiêu Phàm biết, những ngày qua lúc hắn đột phá, Lâu Ngạo Thiên cũng không dậm chân tại chỗ, khí tức trên người hắn vô cùng bình ổn, xem ra đã đột phá đến chiến hoàng cảnh. Thời khắc Tiêu Phàm nhìn lại, mấy người Lâu Ngạo Thiên cũng hơi gật đầu ra hiệu. Khiến Tiêu Phàm hiếu kỳ là, không phải một người nhiều nhất chỉ mang thêm được hai người tiến vào cổ địa bí cảnh sao?
Sao Lâu Ngạo Thiên mang được 3 người? Lâu Ngạo Thiên tham gia thi đấu, chiếm được một chỗ, mặt khác hắn mua một chỗ từ Bắc Thần Phong. Quan Tiểu Thất giải thích nói. Bắc Thần Phong, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, gia hỏa này có 4 chỗ vậy mà lại lấy ra bán, quả nhiên là kỳ quái, sự tình kiểu này thật đúng là chỉ có hắn mới có thể làm ra, phải rồi, ngươi làm sao có chỗ để vào đây? Sư Tôn lấy từ tay Bắc Thần Phong. Quan Tiểu Thất cười ha ha nói. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, sớm biết mình cũng bảo Hỏa Hoàng lấy cho mình một chỗ, hoặc bản thân trực tiếp xin một cái từ Bắc Thần Phong cũng được, nhiều thêm một chỗ bao giờ cũng là chuyện tốt. 10 giây sau, chừng 300 người chiến hồn học viện đạp vào phi độ chiến thuyền, quan sát phía dưới. Tu sĩ Đại Long một phương, trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Người Đại Long, đi theo ta. Phía Đại Long đế triều, một lão giả áo xám nhàn nhạt mở miệng, dẫn đầu đạp không mà lên. Giống ngao cũng đúng lúc này, chân trời nơi xa truyền đến một tiếng thanh âm gầm thét ngập trời, trong nháy mắt thu hút tất cả ánh mắt mọi người. Tu sĩ Đại Ly trên phi độ chiến thuyền nhao nhao quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Phi độ chiến thuyền thật lớn, so với chiến hồn học viện Đại Ly đế triều ta còn lớn hơn. Các ngươi nhìn kìa, bên trên phi độ chiến thuyền kia có thật nhiều hồn thú, khí tức từ nơi này yếu nhất cũng là lục giai đỉnh phong, hầu hết đều là tu vi thất giai trở lên. Khó trách Đại Long đế triều chỉ chừng 100 người đến, hóa ra bọn hắn đã sớm nghĩ đến để hồn thú tham chiến, là ai nói mỗi người có tên chỉ có thể mang 2 người tiến vào cổ địa, đây không phải đem chúng ta đẩy vào trong hố lửa sao? Tu sĩ Đại Ly giận mắng một trận, không ít người nhao nhao nhìn về Nam Cung Thiên Dật. Nam Cung Thiên Dật vẻn vẹn nhăn một cái lông mày liền khôi phục bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua một tia lạnh lẽo. Rất hiển nhiên, hắn vốn dĩ đưa ra mỗi người có tên có thể mang 2 người tiến vào cổ địa là nghĩ cho Đại Ly đế triều, nào biết được lại bị tu sĩ Đại Long tính toán. Hiện tại, hắn không còn là công thần Đại Ly mà biến thành tội nhân rồi. Đại Long hơn 100 đầu thất giai hồn thú, đoán chừng cũng đủ để quét ngang một thế hệ người trẻ tuổi Đại Ly, nếu như lại thêm tu sĩ Đại Long, vậy thì càng thêm đáng sợ. Phải biết, thất giai hồn thú tương đương với tu sĩ chiến hoàng cảnh của nhân loại. Những hồn thú này lại thêm tu sĩ Đại Long đế triều, cộng lại cũng phải hơn 200 cường giả chiến hoàng cảnh. Coi như không tính những tu sĩ chiến vương cảnh cùng lục giai hồn thú, thì cũng đã cực kỳ đáng sợ. Đại Long sớm có dự mưu rồi. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ trầm xuống một cái nói. Đại Long đế triều, vốn am hiểu thuần dưỡng hồn thú, chỉ là không ngờ bọn hắn lại mang theo nhiều hồn thú như vậy tới đây. Bàn tử híp hai mắt nhìn qua phi độ chiến thuyền của Đại Long đế triều nơi xa, thần sắc có chút mê ly. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vòng lãnh quang. Một đám tu sĩ Đại Long đế triều nhao nhao bay lên phi độ chiến thuyền, nhìn về phía phi độ chiến thuyền của Đại Ly đế triều, trong mắt đầy vẻ khinh thường và khiêu khích. Tu sĩ Đại Ly đế triều mặt âm trầm, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Đại Long đế triều lần này thực sự là có chuẩn bị mà đến, đây tuyệt đối là một âm mưu. Lên đường, Hỏa Hoàng khẽ quát một tiếng, phi độ chiến thuyền lập tức chậm rãi khởi động, một màn ánh sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao khỏa phi độ chiến thuyền vào bên trong. Sau một khắc, tốc độ phi độ chiến thuyền đột nhiên bạo tăng, gấp mấy lần vận tốc âm thanh lao đi về cuối chân trời. Lần này, các ngươi tất cả đều phải chết. Long Tiêu mặt âm trầm. Trong mắt sát khí nồng đậm, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Oanh long long, phi độ chiến thuyền khởi động, đuổi sát phi độ chiến thuyền của Đại Ly đế triều. Sau một lát, trên quảng trường lại bắt đầu sôi trào lên. May mà ta thua, không ghi được tên, bằng không lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn 200 cường giả chiến hoàng cảnh đó, lấy cái gì đấu cùng bọn hắn. Những tu sĩ chiến vương cảnh thực không may, đoán chừng chỉ có mặc người khác chém giết. Trừ 10 cao thủ trên thiên bảng ra, những người khác muốn sống sót rất khó. Đúng vậy, Đại Long đế triều khí thế hung hăng, nhất định là muốn đánh trọng thương thế hệ trẻ tuổi Đại Ly ta, lần tới đại chiến 9 triều, Đại Ly đế triều ta muốn ngoi đầu lên sẽ rất khó. Rất nhiều người trong lòng thấy cực kỳ may mắn, vẫn may không có tư cách được tiến vào cổ địa bí cảnh, bằng không tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Đại Long khí thế hung hăng. Vốn là vì ngược sát thế hệ tu sĩ trẻ tuổi của Đại Ly mà đến. Có một vài tu sĩ càng nghĩ nhiều,
nhìn càng xa liên tưởng đến cửu đế chi tranh tại Nam vực vào một năm sau. Chỉ là tu sĩ hai triều đã rời khỏi nơi này, phàm là người đặt chân vào phi độ chiến thuyền, ai cũng sẽ không được rút lui giữa đường. Gạch nối, phi độ chiến thuyền lăng không bay vọt, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền rời khỏi Đại Ly đế triều. Tu sĩ trên chiến thuyền thần sắc khác nhau, bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Trong lòng tất cả mọi người đều giống như có một tảng đá lớn đè lên, khiến bọn hắn có chút không thở nổi. Chiến thuyền rất nhanh bay khỏi Ly Hỏa đế đô, bay về hướng Tây, tốc độ nhanh đến cực điểm, khiến tất cả mọi người chiến hoàng cảnh đều phải xấu hổ. Không hổ là bát phẩm hồn binh, tốc độ bậc này tuyệt đối là thần khí trốn chạy. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết phi độ chiến thuyền này khẳng định tiêu hao hồn thạch cực kỳ đáng sợ. Phương hướng này, thần sắc Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, đứng ở bong thuyền nhìn về phía chân trời cuối cùng, híp hai mắt, bởi vì hắn phát hiện phương hướng phi độ chiến thuyền lái tới, lại là về phía Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Chẳng lẽ cổ địa bí cảnh lại ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều? Yên tâm, không phải đi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, cổ địa bí cảnh nằm ngay tại đường biên giới Đại Ly Đế Triều và Đại Long Đế Triều. Bàn tử đi đến bên người Tiêu Phàm, hắn thân làm đế tử, cũng biết một chút bí mật. Tiêu Phàm ngẩng đầu nghi hoặc nhìn bàn tử, Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong mấy người bên cạnh cũng lộ ra vẻ tò mò. Hoang mạc tử vong. Bàn tử hít sâu một hơi nói ra bốn chữ, những người khác nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại. Trong lòng Tiêu Phàm cũng kinh ngạc vô cùng, hoang mạc tử vong, hắn tất nhiên được nghe nói qua, mấy tháng trước hắn cùng với Tiểu Kim, Ảnh Phong rời khỏi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tiến về Đại Ly Đế Triều. Lúc ấy bọn họ đi ngang qua Thương Mang Cốc để tới Đại Ly, mà hoang mạc tử vong chính là nằm bên cạnh Thương Mang Cốc. Ảnh Phong đã từng nói cho hắn biết, hoang mạc tử vong là cấm địa của cường giả chiến hoàng, lại càng không cần phải nói tu sĩ chiến vương. Hoang mạc tử vong cuồn cuộn vô cùng, bao quát xung quanh vạn dặm, hàng năm chỗ nào cũng bão cát răng đầy, cương phong tàn phá bừa bãi, dù là cường giả chiến hoàng tiến vào, hồn lực cũng chỉ có thể bao trùm phạm vi xung quanh ba trượng. Về phần tu sĩ chiến vương hành động ở đây còn cực kỳ khó khăn. Bàn tử ốc còn không mang nổi mình ốc nhắc. Cổ địa bí cảnh kia tại sao ở hoang mạc tử vong? Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói, hắn ở Thương Mang Cốc tầm 10 năm, cũng chưa từng nghe nói trong hoang mạc tử vong còn có một tòa cổ địa bí cảnh. Nửa năm trước, có một cường giả chiến vương cảnh bị kẻ thù truy sát, cuối cùng trốn vào trong hoang mạc tử vong, vừa lúc gặp phải một trận bão cát to lớn. Người kia vận khí cũng không tệ lắm, vừa lúc bị bão cát hoang mạc tử vong thổi tới, trước khi hôn mê, hắn mơ hồ nhìn thấy một tòa thành trì to lớn từ phía dưới hoang mạc tử vong nổi lên. Bàn tử giải thích nói. Vậy về sau, Đại Ly và Đại Long Đế Triều làm sao lại biết được? Ảnh Phong nghi hoặc hỏi. Người kia vừa hay lại là học viên chiến hồn học viện của Đại Ly Đế Triều ta. Lúc trở lại chiến hồn học viện, hắn liền dẫn mấy học viên đi vào một lần. Nhưng mà rốt cuộc không tìm được tòa thành trì kia. Chỉ là lần này vận khí không phải tốt như vậy, một nhóm bọn hắn chỉ có hai người sống sót. Hai người không cam lòng, liền đem việc này báo cáo cho tầng cao chiến hồn học viện. Về phần Đại Long Đế Triều làm sao lại biết thì ta cũng không rõ. Nói đến đây, bàn tử lắc đầu. Ngừng một lúc, bàn tử lại nói, có điều, Đại Long Đế Triều cũng liền với hoang mạc tử vong, có lẽ cũng có người phát hiện. Hoặc là cao tầng chiến hồn học viện cảm thấy cổ thành kia rất nguy hiểm, chỉ bằng chiến hồn học viện Đại Ly Đế Triều ta không cách nào ra vào an toàn. Về sau, cao tầng chiến hồn học viện Đại Ly tính cả cường giả chiến hồn học viện Đại Long đi vào một lần, tìm tới thành cổ kia, chỉ là thành cổ kia có cấm chế hồn giới đặc thù, chỉ có tu sĩ dưới chiến hoàng cảnh mới có thể đi vào. Nếu như chiến hoàng cảnh có thể đi vào, vậy vì sao bọn hỏa hoàng không vào? Tiêu Phàm hỏi. Hắn biết nửa năm trước hỏa hoàng không phải cảnh giới chiến đế, chỉ là hoàng phủ chiến hoàng mà thôi. Ta có đi vào. Đột nhiên, thanh âm hỏa hoàng vang lên, chẳng biết lúc nào hỏa hoàng xuất hiện ở bên cạnh bọn Tiêu Phàm. Hỏa hoàng tiền bối. Đám người nhao nhao hành lễ với hỏa hoàng, trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Chỉ là sau khi tiến vào bị một cỗ lực lượng khổng lồ áp chế, nửa bước cũng khó đi, tu vi càng cao, áp chế cũng càng lớn. Lúc ta tới cách thành trì kia khoảng trăm trượng cũng không chịu nổi cỗ uy áp kia, hồn lực trong cơ thể bắt đầu bạo động lên. Hỏa hoàng hít sâu một hơi, trong mắt đều là vẻ ngưng trọng.
lực lượng áp chế, trong lòng đám người kinh ngạc vô cùng, xem ra cổ địa bí cảnh thật đúng là không đơn giản. Các ngươi tiến vào bên trong, nhất định phải cẩn thận. Nếu như vào không được cũng không sao, dù sao bây giờ các ngươi cũng là chiến hoàng cảnh, ít nhiều sẽ bị áp chế. Hỏa hoàng gật đầu, khuyên bảo đám người. Nếu như vậy, tu sĩ chiến vương cảnh há không phải như cá gặp nước. Thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, trong nháy mắt nghĩ đến điều gì. Nhưng làm hắn thất vọng là hỏa hoàng vẫn lắc đầu như cũ, chiến vương cảnh cũng sẽ bị áp chế, chỉ là bị áp chế không có nghiêm trọng như thế. Đương nhiên, các ngươi đối mặt chiến hoàng cảnh Đại Long Đế Triều cũng không phải sợ, thực lực bọn chúng càng mạnh, bị áp chế cũng càng lớn, không nhất định có thể phát huy ra đầy đủ thực lực. Đa tạ hỏa hoàng tiền bối chỉ điểm. Hỏa hoàng lời nói không nhỏ, chuyện tốt là cố ý nói cho tu sĩ nơi xa nghe một chút, đám người cảm kích cung bái nói. Trước đó một đám tu sĩ chiến vương cảnh còn có chút sợ hãi, nhưng mà bây giờ lại không sợ hãi chút nào. Chiến hoàng cảnh mạnh, nhưng trong cổ địa bí cảnh bị áp chế cũng càng nhiều. Một tăng một giảm, chênh lệch giữa chiến vương đỉnh phong cùng chiến hoàng cũng không hề đáng sợ như tưởng tượng. Dù sao bọn hắn có thể tiến vào cổ địa bí cảnh, chỉ ít đều là tu vi chiến vương cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm cau mày, nhớ tới hồn giới đã từng xuất hiện trên Tu La Kiếm. Hồn giới quả thực rất quỷ dị, có điều bây giờ Tiêu Phàm rất rõ, hồn giới cũng chỉ là hồn văn ngưng tụ mà thành. Hỏa hoàng mặc dù nói như vậy, nhưng mà theo Tiêu Phàm, nói hay không nói cũng chẳng khác gì nhau, dù sao cái quỷ dị trong cổ thành mới là thứ không ai biết. Thứ mà không ai biết mới là nguy hiểm nhất, huống chi hồn giới chỉ bài xích với tất cả ngoại giới, một khi tiến vào trong hồn giới, cỗ lực áp chế kia nhất định sẽ biến mất. Đến lúc đó, chiến hoàng vẫn là chiến hoàng, chiến vương cảnh trước mặt chiến hoàng cảnh sẽ không được coi là gì. Tiêu Phàm rất thanh tỉnh, một nhóm của mình đều đột phá đến chiến hoàng cảnh, cho dù bị áp chế khẳng định cũng không thể yếu hơn so với chiến vương cảnh. Phi độ chiến thuyền tiếp tục rong ruổi, mấy canh giờ sau, một thế giới cát vàng rộng lớn vô ngần tiến vào tầm mắt đám người, cho dù cách một màn chắn, đám người cũng cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ. Cát vàng bay tán loạn. Cương phong tàn phá bừa bãi thổi cho hoang mạc tử vong xuất hiện ngàn kho trăm lỗ, xa xa nhìn lại, đây là một thế giới màu vàng, xen lẫn màu đỏ. Đầu đầu cũng trụi lùi, không có bất kỳ sinh linh nào, cho dù là thảm thực vật cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có cuồng phong trên không trung gào thét, phát ra tiếng ô ô. Không hổ là hoang mạc tử vong, nơi này căn bản chính là một tử địa chân chính. Mọi người thấy tất cả trước mắt, không khỏi cảm khái nói. Khó trách đến cường giả chiến hoàng cũng không muốn bước vào vùng đất chết này, nơi này căn bản không có bất kỳ sinh linh nào. Vạn sự đều có căn nguyên, hoang mạc tử vong vô số năm về trước cũng là một tử địa sao. Tiêu Phàm lại càng nghĩ nhiều, có điều lời này của hắn chỉ là thâm tâm tự hỏi, cũng không có nói ra. Lúc trước hắn cùng Bàn Tử và Ảnh Phong bị Ngự Lâm quân của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều truy sát, ba người rơi vào bên trong sông băng. Về sau mới biết sông băng là do thiên niên hồn tùy tạo thành. Nếu như hoang mạc tử vong cũng có một nguyên nhân tạo thành, vậy sẽ là do cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.